Ngươi cái gì ngươi, đối ta hận lại tăng thêm gấp một vạn lần đúng hay không? Câu nói này ngươi hôm qua đã nói qua, có thể hay không đổi một cái lời kịch. Ta đối nàng khiêu khích cười. Quỷ lê đột nhiên đi theo ta cùng một chỗ nở nụ cười, nhưng nụ cười của nàng nhưng lại làm kẻ khác dùng mình, dọa đến ta cũng không dám cười, nữ nhân này chẳng lẽ thật bị ta tức điên đi. Quỷ lê vẫn đối với ta cười, sau đó từng bước một đi ra phòng học, trên thân mang theo cực lớn sát khí, đem người bên cạnh đều dọa giật mình ta rụt rụt đầu cảm giác việc lớn không tốt cái này con mụ điên đoán chừng là muốn thả đại chiêu nụ cười này ta đoán chừng mình liền toàn thây đều không có lúc này tan học không đi đều bu lại sau đó lao nhau hỏi ta chuyện gì xảy ra có phải là không muốn sống lại dám đắc tội quỷ lê có bao nhiêu nam nhân bởi vì nàng tiến bệnh viện ta lười nhác trả lời bọn hắn đẩy ra đám người liền chạy ra ngoài sau đó vội vàng lên lầu tìm hoàng phụ huyền mà đi phải mau đem nàng sự tình giải quyết bằng không, cái mạng nhỏ của ta liền đông lạnh qua nước rồi. Hoàng Phủ Uyển Nhi thấy ta đến, vui vẻ đập thẳng bàn tay, nàng chạy tới hỏi ta có phải là nghĩ đến biện pháp rồi. Ta nhẹ gật đầu, đem Mao Sơn quỷ đạo ghi lại biện pháp nói cho nàng, để chính nàng quyết định. Hoàng Phủ Uyển Nhi nghe do dự một chút, sau đó nói chuyện này nàng mình không thể làm chủ ý, chờ tìm nàng ba ba thương lượng. Ta nói đi, vậy ta hôm nay liền cùng với nàng cùng một chỗ trở về, sau đó đem biện pháp cùng hắn ba ba nói một chút, nhìn hắn quyết định đi. Hoàng Phủ Uyển Nhi nhẹ gật đầu, sau đó cùng ta cùng một chỗ đi xuống lầu, ta đem xe đạp của mình cưỡi đi qua, sau đó gọi nàng mau lên xe, ta cũng không phải thời gian đang gấp, chủ yếu sợ là bị Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn nhìn thấy, đặc biệt là Trương Tiểu Mạn, nếu như nàng trông thấy ta phía sau xe đạp ngồi một cái nữ sinh, kia không được thêm mắm thêm muối cho ta mắng một chập. Hoàng Phủ Uyển Nhi nhìn một chút xe đạp của ta, nở nụ cười, sau đó nói vẫn là ngồi nàng đi, xe của nàng lớn. Ta có chút im lặng, xe đạp còn có thể bao lớn, kia ghế sau còn có thể ngồi năm người hay sao? Được rồi, tùy tiện đi, ta nói ngồi ngươi an vị ngươi đi, có thể đi đến nhà nàng là được. Ta cất kỹ xe đạp đi theo Hoàng phủ Uyển Nhi đi ra trường, ta nói kỳ quái, xe của ngươi thả ở cửa trường học sao? Hoàng phủ Uyển Nhi không nói gì, mà là ấn xuống một cái điện thoại lập tức một đài Lincoln côn liền lái tới, đem mắt chó của ta đều kém chút sáng ngủ. 10 cái lorry 9 cái dầu, lời này thật không có mau bệnh. chương 247, Quỷ đạo nhất tộc. Bên trên Hoàng Phủ Huyển Nhi sau xe, ta đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, liền kém không có phiến một bàn tay cho mình. 10 cái lorry 9 cái dầu loại này truyền thuyết, quả nhiên không sai. Hoàng Phủ Huyển Nhi trông thấy ta loại này bán thân bất toại biểu lộ, đùa nở nụ cười, nói nàng gia tộc quá xa xưa, tại cổ đại liền kéo dài đến nay vẫn luôn không có gián đoạn tự nhiên có tiền mà lại nhà nàng nghiên cứu chế tạo một chút thuốc giải độc một mực là bệnh viện thẳng cung cấp dược phẩm nàng nói chưa dứt lời nói chuyện ta càng thêm xấu hổ làm sao bên cạnh ta khắp nơi đều là thổ hào chỉ có ta cưới xe đạp cùng đồ đần giống như nông thôn đến bé con không thương nổi a à. hoàng phủ uyển nhi nhà tự nhiên cũng là rộng lớn hào trạch ta cũng không biết xuyên bao lâu mới đi đến phòng khách chẳng qua đáng nhắc tới chính là nhà bọn hắn nuôi không phải cái gì sủng vật chó hoặc là sủng vật mèo, mà là rắn độc, con rết, ta thậm chí còn chứng kiến có con góc tại nhà hắn trên đồng cỏ nhảy, thấy ta nổi ra gà tất cả đứng lên, những đồ chơi này nhìn xem thật là làm người ta sợ hãi. Hoàng Phủ Uyển Nhi nói, đây đều là ngũ độc, còn có nhện, bọ cạp cũng thế, nàng từ nhỏ đã đem những vật này làm sủng vật chơi, không có gì không tầm thường. Nói xong còn từ trong túi sách lấy ra một đầu ngân bọc sắt rắn độc, nói là nàng nuôi mấy năm sủng vật, vừa vận rất tốt chơi, còn cho nó lấy tên gọi nhỏ sắt. Rắn cạp nông tục xưng qua cơ hạp, bạch tiết đen, tiền tài hoa trắng rắn, ngân giáp mang, ngân bọc sắt các loại, độc tính cực mạnh, vì lục địa lớn thứ tư rắn độc. Loại rắn này tại chúng ta nông thôn, người khác nhìn thấy khẳng định là co cẳng liền chạy, nếu như cho nó cắn một cái, trên cơ bản liền nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan. Hiện tại Hoàng Phụ Huyển như thế mà đột nhiên đưa nó từ trong túi sách lấy ra, kém chút không có đem ta dọa cho chết đừng, đừng, hoàng phủ học tỷ, người giữ lại chậm rãi chơi đi, ta nhát gan. Nhìn xem kia rắn ta vội vàng chạy đi, sau đó lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hoàng phủ uyển nhi chu mỏ một cái, sau đó ồ một tiếng, lại sẽ ngân bọc sắt một lần nữa nhét về túi sách. Xuyên qua sân rộng chúng ta rốt cuộc đi vào phòng khách, ta nhìn thấy có một người trung niên ngồi trong phòng khách hút xì gà, Hoàng Phủ Uyển Nhi nói đây chính là hắn ba ba, Hoàng Phủ Thanh Vân. Chúng ta trở ra, ta nói một tiếng thúc thúc người tốt, Hoàng Phủ Thanh Vân nuốt ra một cái thật dài vòng khói, sau đó chỉ vào người của ta hỏi, bạn trai A. À? Hoàng Phủ Uyển Nhi nhai hai lần miệng bên trong bánh phao đường, sau đó thổi một cái to lớn bong bóng, Hoàng Phủ Thanh Vân vừa sốt ruột, bận bịu đem nàng ngâm cho đâm thùng, làm cho nàng miệng đầy đều là. Nữ Nhi ngoan, đừng làm rộn, cha hỏi người đâu. Hoàng Phủ Uyển Nhi lật một cái đáng yêu bạch nhãn, lời này ngươi đều hỏi bao nhiêu lần, mỗi lần ta mang cái nam đồng học hoặc là bằng hữu trở về đều hỏi cái này, có phiền hay không, ta mới là học sinh cấp 3A, làm sao có thể yêu đương nha. Hoàng Phủ Thanh Vân thở dài một hơi, nói người nếu như là người bình thường, hắn cũng không nghĩ Hoàng Phủ Uyển Nhi sớm như vậy liền yêu đương, nhưng nàng không phải, hoặc là nàng qua xong 18 tuổi liền phải một mệnh ô hô, thừa dịp hiện tại có cơ hội, cũng không cần cho người ta sinh lưu tiếc nuối. Hoặc là Hoàng Phủ Uyển Nhi cảm thấy ba nàng nói đúng, liếm liếm bên miệng bánh phao đường liền trầm mặc không nói thêm gì nữa, mà ta lại đối Hoàng Phủ Thanh Vân gia tăng không ít hảo cảm, đây tuyệt đối là người cha tốt. Chẳng qua mười mấy giây sau, ta lại phủ định ý nghĩ này. Hoàng Phủ Thanh Vân xoay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới ta, sau đó thầm nói, ách, tổng thể đến nói còn có thể, chính là lớn lên xấu xí một chút. Ha ha, ta đem vừa rồi ngươi là người cha tốt thu hồi đi. Lúc này ta vội vàng đẩy Hoàng Phủ Uyển Nhi một cái, gọi nàng mau đem sự tình nói một chút, đừng chỉ lăng. Hoàng Phủ Uyển Nhi lúc này mới nhớ tới hôm nay tới chính sự, thế là đem ta trước đó đã nói một lần nữa nói một lần cho nàng ba ba nghe. Hoàng Phủ Thanh Vân nghe có chút kích động, vội hỏi tiểu tử này là không phải chính là có thể giúp nàng nữ nhi vượt qua kiếp nạn người. Hoàng Phủ Uyển Nhi nói nàng nào biết được a, à, năm đó thầy bói lại không nói ra tiểu tử kia đặc thù, liền nói có một người như vậy, ai có thể phán đoán. Hoàng Phủ Thanh Vân lúc này lại lắc lắc, nói cái chữ không, chỉ là Hoàng Phủ Uyển Nhi lúc ấy khả năng không có ghi nhớ, kỳ thật thầy bói nói, tiểu tử kia chân phải dưới lòng bàn chân có năm khỏa nốt ruồi. Vừa dứt lời, đột nhiên hai cha con liền lao đến, sau đó vài giây đồng hồ không đến liền đem giày của ta cho lột sạch sẽ, nhưng làm bọn hắn thất vọng là, chân phải của ta lòng bàn chân trắng tinh, cái gì đồ chơi đều không có, ngược lại là chân thối để bọn hắn quá sức, liền Hoàng Phủ Huyển Nhi trong túi sách rắn độc đều chạy đến miệng sùi bọt mép. Dựa vào, có hay không khoa trương như vậy, cách cái túi sách đều có thể huân đến. Sẽ không phải là cái này rắn độc cắn đến đầu lưỡi mình, sau đó chúng độc A. Hai cha con làm ho khan vài tiếng về sau, mới khôi phục bình thường, Hoàng Phủ Thanh Vân mày nhíu lại thành bát tự, nói ta không phải tiểu tử kia, nếu như phải mạo hiểm, hắn không phải đặc biệt đồng ý, chẳng qua dạng này kéo lấy cũng không phải biện pháp, thầy bói nói tiểu tử kia còn không biết lúc nào xuất hiện, sau đó hắn lại hỏi ta làm sao lại biết biện pháp này. Ta thở dài nói thất lễ, tại hạ là là Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân, vừa rồi cái kia chính là quỷ đạo chi pháp, người bình thường không dễ dàng biết. Nghe được Mao Sơn quỷ đạo bốn chữ, Hoàng Phủ Thanh Vân lông mày thế mà vô ý thức nhảy một cái, mặc dù biến hóa rất vi diệu, nhưng vẫn là để ta cho trông thấy. Mao Sơn quỷ đạo, quỷ đạo nhất tộc không phải đã diệt tuyệt sao? làm sao còn có truyền nhân? Hoàng Phủ Thanh Vân không hiểu hỏi, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Trước kia ta nghe trời nói chuyện qua liên quan tới Mao Sơn quỷ đạo sự tình, còn có thi ngôn sư phó, mặt khác dường như còn có một hai cái, nhưng cụ thể là ai ta đã quên đi, nhưng bọn hắn thống nhất nói đều là Mao Sơn quỷ đạo môn phái này, mà bây giờ Hoàng Phủ Thanh Vân nói lại là quỷ đạo nhất tộc, hẳn là Mao Sơn quỷ đạo không đơn thuần là một môn phái, vẫn là huyết mạch tương truyền, là nhất tộc người. Hoàng Phủ Thúc Thúc, người có phải hay không cùng chúng ta Mao Sơn quỷ đạo có quan hệ gì? Ta hỏi. Ta cái này hỏi một chút, Hoàng Phủ Thanh Vân sắc mặt càng thêm nghiêm túc, giống như trong lòng cất giấu sự tình. Dạng này ta càng thêm xác định Hoàng Phủ Thanh Vân tuyệt đối cùng chúng ta Mao Sơn quỷ đạo có cái gì gặp nhau. Hoàng Phủ Thanh Vân thở dài một hơi, sau đó nói, ngày ấy, có cái người thần bí tới uy hiếp ra ra hắn muốn thiên hạ độc nhất độc dược, về sau ra ra cho hắn về sau, quỷ đạo nhất tộc liền bị toàn giết, mà lại tất cả đều là chúng loại độc này, nói cách khác, bọn hắn chết, cùng Hoàng Phủ Gia có trốn tránh không xong trách nhiệm. Chúng ta quỷ đạo nhất tộc là bị Hoàng Phủ Gia độc chết chết. Kia Hoàng Phủ Gia có phải hay không chúng ta mau sơn quỷ đạo cứu nhân? Còn có, người thần bí kia đến cùng là ai? Hắn cùng Mao Sơn quỷ đạo lại có thâm cửu đại hận gì, thế mà muốn giết sạch nhất tộc người. Ta vốn định tới giúp Hoàng Phủ Uyển Nhi né qua kiếp nạn, vãn hồi dương thọ, không nghĩ tới nghe được để ta khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Ta nói chuyện này nói không thông, lấy Hoàng Phủ ra thực lực, làm sao có thể bị người uy hiếp. Hoàng Phủ ra độc uy chấn thiên hạ, lại có thể có người có thể dẫm tại trên mặt bọn họ muốn độc dược. Hay là nói, Hoàng Phủ ra ngay từ đầu chính là cùng người kia hợp tác. chương 248, Người Thần Bí Hoàng Phủ Thanh Vân lắc đầu, ra ra hắn nói, người thần bí kia thực lực cực kỳ khủng bố, coi như người của Hoàng Phủ Gia cũng không nhất định chọc nổi. Người thần bí lần đầu tiên tới thời điểm, người của Hoàng Phủ Gia tự nhiên là cự tuyệt, đường đường một cái gia tộc, vẫn là thiên hạ đệ nhất độc, làm sao có thể thụ ngươi một cái lai lịch không rõ người uy hiếp. Người thần bí kia cũng là không nói gì, cười to ba tiếng sau liền đi, ngày thứ hai, trong nhà độc trùng thế mà chết hết, bao quát độc tính rất mạnh ngũ độc, cha không ra nguyên nhân cái chết, không biết là chết như thế nào. Sau đó người thần bí lại tới, vẫn là muốn Hoàng Phủ Gia giao ra thiên hạ độc nhất độc dược. Người của Hoàng Phủ Gia rất phẫn nộ, chất vấn có phải là hắn hay không dở cho quỷ, chơi chết những cái kia độc trùng. Người thần bí không trả lời, y nguyên chỉ là lạnh lùng hướng bọn hắn muốn độc dược, người của Hoàng Phủ Gia lửa càng thêm lớn, đang nghĩ giáo huấn hắn một chút thời điểm, đột nhiên trước mắt người thần bí hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất, liền cùng không khí đồng dạng, sau đó trên nóc nhà truyền đến ba tiếng cười to, tất cả mọi người chạy đến nhìn về phía nóc nhà nhưng phía trên không có bất kỳ ai. Cái này khiến người của Hoàng Phủ ra bắt đầu có chút lòng còn sợ hãi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thần bí nhân này không đơn giản, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, về sau nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Ngày thứ ba ban đêm, đột nhiên bên cạnh giếng chuyển đến tiếng khóc, mọi người bị tiếng khóc đánh thức, tất cả đều tụ tới. Làm mọi người đi vào bên cạnh giếng thời điểm, tiếng khóc liền im bặt mà dừng, nhìn qua trong veo nước giếng, tất cả mọi người có chút kỳ quái, vừa rồi tiếng khóc tựa như là tại đáy giếng truyền lên, nhưng cái này nước giếng sâu như vậy, đáy giếng làm sao có thể có người sao? Đúng vào lúc này, không biết ai đột nhiên thét lên một tiếng, nói cái này giếng không phải đã lấp rất nhiều năm sao? Lời này mới ra, giống như tất cả mọi người nhớ ra cái gì đó sự tình đến đồng dạng, dọa đến cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, cuống quyết thoát đi bên cạnh giếng. Năm đó Hoàng Phủ ra bởi vì không cẩn thận, nuôi một nhóm lớn độc vật toàn trốn thoát, còn rất nhập trong giếng kia không có cách, cái này nước giếng tự nhiên là không thể lại dùng, thế là liền đem giếng lấp, dùng xi măng phong tốt, lại mặt khác đào một cái giếng, nhưng đêm nay miệng giếng này thế mà còn nguyên biến trở về đến, mà lại mọi người ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nếu không có người nhắc nhở, đoán chừng còn phải một đoạn thời gian rất dài. Hoàng Phủ Thanh Vân ra ra cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tà môn như vậy sự tình, hắn cũng không dám lại nhìn, vội vàng mang theo đám người trở về phòng, đợi đến hừng đông thời điểm lại đi qua nhìn chiếc kia giếng, chẳng qua giếng lại bị lấp xong, chỉ là xi măng phía trên có mấy cái huyết sắc dấu chân, tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra quỷ dị dị thường. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong phòng lại truyền tới tiếng thét chói tai, nói nước đều biến thành huyết thủy, phía ngoài tường đều có tinh bàn tay màu đỏ ấn. Hoàng phủ ra tất cả mọi người bị dọa đến xoay quanh, căn bản không biết vì sao lại phát sinh khủng bố như vậy lại chuyện quỷ dị. Chẳng được bao lâu, người thần bí lại tới, hắn vẫn là yêu cầu kia, muốn trên đời này độc nhất độc dược. Người nhà họ Hoàng Phủ đã bắt đầu có chút kiêng kỵ hắn, những sự tình kia không cần phải nói, khẳng định là hắn dở trò quỷ, chỉ là độc dược này tự nhiên không thể tùy tiện cho hắn, cái kia thế nhưng là độc nhất độc dược. Người của Hoàng Phủ ra thương lượng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, người thần bí lại là cười to ba tiếng, sau đó phải tay áo bỏ đi, lúc này hắn niệm một bài thơ. Độc vật chết đột một vong, trong giếng sinh việc lạ, dấu đỏ xuất ra bên trong, hoàng phủ người chết sầu. Người thần bí sau khi đi, người của hoàng phủ ra liền cửa cũng không dám ra ngoài, muốn bọn hắn khi nào như thế uất ức qua, nhưng không có cách, thần bí nhân kia đánh lại đánh không lại, tận cho người sinh chút việc lạ, người cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đến lúc buổi tối, đột nhiên hoàng phủ ra nổi lên âm phong, hoàng phủ thanh vân khi đó mặc dù còn nhỏ, nhưng hắn cả một đời cũng không thể quên được cảnh tượng đó hoàng phủ cả nhà nữ nhân thế mà mặc váy đỏ đỏ dày, trên mặt hóa thành người chết trang, sau đó đứng xếp hàng từng bước từng bước đi đến tối hôm qua cái kia bên cạnh giếng. Chiếc kia giếng lại khôi phục bộ dáng lúc trước, trong veo giếng mặt tựa như một chiếc gương đồng dạng, quỷ dị chiếu vào đám kia nữ nhân, mà đáy giếng phía dưới lại có một cỗ làm người ta sợ hãi âm phong từ phía dưới thổi tới. Lúc này đáy giếng có một nữ nhân ở phía dưới hát lên ca, Hoàng Phủ Thanh Vân ra ra nói là ca, nhưng nghe tại trong lỗ tai của hắn, chẳng qua là một nữ nhân ở nơi đó lại khóc lại cười thanh âm bén nhọn trói tai cực kỳ dọa người đám kia nữ nhân lập tức đứng xếp hàng bắt đầu hướng xuống mặt nhảy cản đều ngăn không được giếng trên mặt còn vươn vô số tay để người nhìn tê cả da đầu dùng mình hoàng phủ ra nữ nhân cuối cùng vẫn là một cái tiếp một cái nhảy xuống tất cả nam nhân đều kéo không ngừng bởi vì các nàng đêm nay khí lực cực kỳ lớn đẩy ra ngăn lại các nàng người liền một đầu đâm vào trong giếng sau đó trong giếng bên cạnh lập tức nổi lên huyết thủy, một cỗ mùi máu tươi từ xuống giếng mặt lật dâng lên. Lúc này Hoàng phủ Thanh Vân gia gia đột nhiên bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, sau đó đối thiên không hô hào, "Độc dược cho ngươi, xin bỏ qua cho chúng ta người của Hoàng phủ gia a." Nói cũng kỳ quái, Hoàng phủ Thanh Vân gia gia vừa dứt lời, đột nhiên nước giếng hóa thành một đầu đại xà, sau đó từ đáy giếng phía dưới vọt lên, đem những cái kia rơi vào đáy giếng nữ nhân cũng tịch cuốn lên tới. Người của Hoàng Phủ ra mặc dù y thuật lui bước, nhưng cũng coi như còn có một điểm, bọn hắn vội vàng đối những nữ nhân này thi cứu, cũng là may mắn, tất cả mọi người cứu trở về. Những nữ nhân kia sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người hỏi các nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Các nữ nhân đều lắc đầu, nói không nhớ rõ, mình đi vào gian phòng ngủ về sau, liền mất đi chi giác, duy nhất có chút ấn tượng chính là các nàng trông thấy ban ngày người áo đen kia cầm linh đang, đi tại các nàng phía trước không ngừng lung lay. Mọi người sau khi nghe đều hít vào một ngụm khí lạnh, lúc ấy nơi nào có cái gì thần bí người, liền các nàng từng bước từng bước đứng xếp hàng nhảy giếng, cái này sự tình thật đúng là tà môn, người thần bí kia rốt cuộc là ai. Đợi đến hừng đông thời điểm, quả nhiên người thần bí lại tới, hắn vẫn là câu nói kia, muốn độc dược, nói tối hôm qua đã đáp ứng hắn, hy vọng không muốn đổi ý, bằng không, hoàng phủ ra đêm nay liền phải diệt tộc. Câu nói này nói rất ngông cuồng, nhưng trải qua cái này mấy đêm rồi về sau, người của Hoàng Phủ Gia tuyệt đối tin tưởng hắn có thực lực này, không có cách, cường giả là vua, người của Hoàng Phủ Gia chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra độc dược, bằng không, Hoàng Phủ Gia tộc khả năng liền phải gặp nạn tai họa ngập đầu. Người thần bí lấy đi độc dược ngày thứ ba, liền truyền ra Mao Sơn quỷ đạo bị diệt môn tin tức, quỷ đạo nhất tộc không một may mắn thoát khỏi, bởi vì ngay lúc đó Mao Sơn quỷ đạo vô cùng cường thịnh, cho nên đây coi là cái lớn tin tức, gần như không ai không biết, không người không hay. Hoàng Phủ Thanh Vân sau khi nói xong, lại thở dài, hắn nói Hoàng Phủ ra thật xin lỗi quỷ đạo nhất tộc, nhưng bọn hắn nhà cũng không có cách, tại thực lực cường đại trước mặt, không thể không cúi đầu, bằng không, liền phải diệt tộc. Cái này sự tình cũng xác thực không thể trách Hoàng Phủ ra, ngược lại là thần bí nhân này đến cùng lai lịch gì. Lúc ấy Mao Sơn quỷ đạo một phái cường thịnh như vậy, một mình hắn liền đem tất cả mọi người giết rồi. Coi như dựa vào độc dược đoán chừng cũng rất khó làm được a. À? chương 249, giả chết. Về phần Hoàng Phủ Thanh Vân liền càng không thể trách hắn, khi đó hắn còn nhỏ, cho dù có cái gì quyết định cũng không phải chủ ý của hắn, cho nên cái này sự tình A, à, kẻ cầm đầu chính là người thần bí kia. Chẳng qua Hoàng Phủ Thanh Vân giống như rất áy náy, một mực đang than thở cùng nói xin lỗi ta, nói quỷ đạo nhất tộc tất cả mọi người mệnh đều cùng bọn hắn Hoàng Phủ gia tộc có quan hệ, trước đó hắn coi là quỷ đạo nhất tộc đã toàn diệt, không nghĩ tới còn có truyền nhân, cái này nợ, hắn phải thay tổ tông còn. Ta nói không cần, cái này sự tình người của hoàng phủ ra thật không cần phụ quá lớn trách nhiệm, nếu quả thật nghĩ phụ trách liền tùy tiện cho ta mấy triệu được rồi, ta cũng không phải loại kia không người hiểu chuyện. Hoàng phủ Thanh Vân nghe thẳng lắc đầu, nói thầm nói tiền không được, nhân mạng sao có thể dùng tiền để cân nhắc, nói xong cũng trầm mặc, giống như đang suy tư cái gì. Cái này khiến ta có chút khó chịu, nếu như thực sự không được ngươi cho ta mấy chục triệu cũng được a. À? đừng đột nhiên không nói lời nào, ta cũng không phải như vậy không người hiểu chuyện. Hoàng Phủ Uyển Nhi ở một bên khả năng nghe được hơi không kiên nhẫn, bĩu môi hô một tiếng lão ba, lúc này Hoàng Phủ Thanh Vân mới phản ứng lại nói vẫn là trước giải quyết Uyển Nhi cái này sự tình đi. Ta nhíu mày hỏi vậy chuyện này làm thế nào, người đồng ý không? Hoàng Phủ Thanh Vân nói lúc đầu cái này sự tình hắn là không đồng ý, dù sao nguy hiểm lớn, nhưng ta là quỷ đạo truyền nhân, cái này sự tình hắn không cần nghĩ, trực tiếp đem nữ nhi mệnh giao đến trên tay của ta. Trong lòng ta vui mừng, đã cái này sự tình đã gõ trùy, vậy ta đêm nay liền chuẩn bị ra hỏa tới, hy vọng có thể giúp Hoàng Phủ Uyển Nhi vượt qua kiếp nạn này, đem kia hèn hạ ác quỷ đánh cho tan thành mây khói. Sau này trở về, ta liền bắt đầu thu xếp ra hỏa sự tình, đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, Hoàng Phủ Uyển Nhi chiếc kia Lincoln Côn liền tới đón ta, Hoàng Phủ Uyển Nhi tại cửa sổ xe vươn cái đầu đối ta hô, niên đệ, mau lên xe, ta sau khi lên xe, liền thẳng đến Hoàng Phủ ra hào trạch tới đất sau ta nhìn thấy một đám người tại cửa ra vào nghênh đón ta, Hoàng Phủ huyền nhi nói đêm nay nàng toàn gia tộc người đều đến, ta nhìn lướt qua, có chừng 70, 80 người, kỳ thật đây coi là ít, một cái gia tộc kéo dài mấy trăm năm, hẳn là không chỉ có những chuyện này người, bọn hắn có tiền có thực lực, trôi qua lại khiêm tốn, tự nhiên rất yên ổn, nhân khẩu hẳn là sau cái này càng nhiều mới đúng. Hoàng Phủ Uyển Nhi nói, coi như ngươi là nghiên cứu chế tạo thuốc, kia tính nguy hiểm đều là cực lớn, chớ nói chi là nghiên cứu chế tạo độc dược, cái đồ chơi này tính nguy hiểm cực cao, rất nhiều người của hoàng phủ gia đều là chết tại độc dược phía trên, đến hiện đại liền tương đối tốt, dù sao dụng cụ tiên tiến rất nhiều. Chúng ta sau khi xuống xe, ta nhận nhiệt liệt hoan nghênh, hoàng phủ Thanh Vân đứng tại đằng trước đối ta cười ha hả nói, tiểu tử, đêm nay nữ nhi của ta mệnh liền giao cho ngươi, người vô luận như thế nào đều phải giúp ta bảo trụ mệnh của nàng. Sau đó ta tất có thâm tạ, liền chúng ta đối quỷ đạo nhất tộc thiếu nợ đều cùng một chỗ còn cho ngươi. Ta nghe xong Hoàng phủ Thanh Vân lời này trong lòng lén lút tự nhủ, sau đó có thâm tạ. Cùng trước đó nợ cùng một chỗ còn, chẳng lẽ muốn cho ta 100 triệu a. À? Ta đi, nghĩ tới đây, ta lập tức tinh thần phấn chấn lên, ta nói đêm nay coi như liều mạng, cũng phải đem Hoàng phủ huyền Nhi bảo vệ đến, nữ quỷ chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ dùng ra tất cả vốn liếng đưa ngươi đánh cho tan thành mây khói đi vào phòng bên trong về sau ta gọi những người khác chờ ở bên ngoài hoàng phủ uyển nhi cùng hoàng phủ thanh vân tại là được chờ phòng bên trong chỉ còn lại ba người chúng ta thời điểm hoàng phủ thanh vân vội vàng hỏi ta cái này sự tình làm như thế nào tiến hành ta hỏi hắn có hay không có thể khiến người tiến vào trạng thái chết giả độc dược chỉ cần hoàng phủ uyển nhi tiến vào giả chết kia trong cơ thể nàng đồ vật liền sẽ nghĩ lầm nàng thật chết rồi sau đó ra tới triệt để cướp đi nàng dương thọ cùng thân thể như thế ta liền có thể đem kia đồ vật từ hoàng phủ uyển nhi trong thân thể lôi ra đến, lại đem nàng đánh cho tan thành mây khói. Hoàng phủ Thanh Vân lắc đầu, nói hoàng phủ ra đều là có kịch độc thuốc, trực tiếp muốn mạng người liền bó lớn, nhưng để người tiến vào trạng thái chết giả thật đúng là không có, đồng thời loại này dược ít đến thương cảm, trên cơ bản đều chỉ có cổ phối phương, hiện đại là không có. Đã không có giả chết thuốc, vậy cũng chỉ có thể dùng thổ biện pháp, được hay không phải thông xem vận khí. Để người tiến vào trạng thái chết giả có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là đem người kịch liệt đóng băng lên, khiến người toàn bộ tế bào đình chỉ công việc, như vậy người liền sẽ tiến vào trạng thái chết giả, loại thứ hai chính là bên tai gốc rễ dưới da, có tai đại thần kinh, gối tiểu thần kinh chờ mấy đầu thần kinh chi nhánh trùng điệp phân bố. Bởi vậy, bên tai là một cái cực kỳ mẫn cảm bộ vị, bóp cầm bên tai bộ sẽ sinh ra kịch liệt đau bút nhất cảm giác, dùng sức bóp cầm có thể để người hôn mê, nếu như mãnh liệt đập cái kia bộ vị Người liền có khả năng tiến vào trạng thái chết giả. Loại thứ nhất rất rõ ràng là không cách nào thực hiện, nhưng loại thứ hai có thể thử một chút, thổ biện pháp có đôi khi cũng là rất có tác dụng. Hoàng Phủ ra xem như nửa cái y dược thế ra, với thân thể người kinh là cái gì đều tương đối quen thuộc, cho nên cái này nhiệm vụ liền giao cho Hoàng Phủ Thanh Vân. Hoàng Phủ Thanh Vân cười khổ một cái, nói hắn cả một đời cũng không đánh qua nữ nhi, đây là lần đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hoàng Phủ Huyền Nhi ngồi xuống ghế nói, lão ba, ngươi liền cứ việc động thủ đi, lại không đánh về sau liền không có đánh, nữ nhi đêm nay nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi bớt đau buồn đi, không cần quá thương tâm, chiếu cố tốt lão mụ. Nói bậy, ngươi làm sao có thể có việc, Mao Sơn quỷ đạo tại thời điểm này thế nhưng là Mao Sơn lợi hại nhất môn phái, âm dương hai giới có ai không biết. Ngươi thoải mái tinh thần, đêm nay tiểu tử này nhất định có thể cứu ngươi, chúng ta hai cha con đều muốn tin tưởng hắn. Hoàng Phủ Huyền Nhi còn muốn nói gì đó, đột nhiên Hoàng Phủ Thanh Vân một trưởng vỗ tại lỗ tai của nàng bộ hạ, Hoàng Phủ Huyền lập tức hai mắt lật một cái, bất tỉnh nhân sự. Ta lập tức sờ sờ hơi thở của nàng, phát hiện không có khí, ta còn muốn đi dò xét một chút nàng có hay không nhịp tim, Hoàng Phủ Thanh Vân lại cho ta nhất bạo hạt rẻ, đau đến mắt của ta nước mắt đều chảy ra. Tiểu tử thúi, nơi đó là người có thể loạn đụng địa phương sao? Nói xong hắn đưa tay đi dò xét một chút, sau đó lắc đầu, biểu thị nhịp tim cũng không có. Thế giới trần bệnh tử vong phương pháp chủ yếu là não tử vong, coi như nhịp tim, hô hấp hoàn toàn không có, sóng điện não vẫn tồn tại, liền không có pháp luật tử vong hiệu ứng, vẫn là có được cứu sống hy vọng, mà vừa rồi Hoàng Phủ Thanh Vân đánh vị trí kia hoàn toàn không tạo được tử vong, cho nên Hoàng Phủ Huyền Nhi hẳn là tiến vào giả chết trạng thái. Quả nhiên, đúng vào lúc này, đột nhiên Hoàng Phủ Huyền Nhi mặt bắt đầu biến hóa, liền cùng một đoàn giấy vào cùng một chỗ đồng dạng, vặn vẹo cực kỳ quỷ dị, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn đều hít một hơi lãnh khí. Oa, oa, Hoàng Phủ Uyển Nhi một bên kêu, thân thể điên cuồng run rẩy, bên khóe miệng chảy bọt trắng, mặt đã vặn vẹo không thành dạng. Tiểu tử, kia quỷ ra tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Thanh Vân dù sao cũng là người bình thường, nhìn xem nữ nhi biến thành khủng bố như vậy quỷ dạng, cũng đã sợ đến hoang mang lo sợ. chương 250, mời tổ sư ra thân trên ta kêu hắn đừng sợ, cái này quỷ coi là Hoàng Phủ Uyển Nhi chết rồi, ngay tại cướp đoạt tuổi thọ của nàng cùng thân thể, đợi lát nữa ta liền đi đưa nàng cho nắm chặt đi ra thu thập thu thập. Hoàng Phủ Thanh Vân nói không thích hợp nha, trước kia kia nữ quỷ ra tới trực tiếp mặt liền biến thành dáng dấp của nàng, lần này làm sao mặt vặn vẹo kinh khủng như vậy, liền cùng một đoàn nhan giấy đồng dạng, nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Cái này thật có vấn đề, ta cẩn thận xem xét một hồi Hoàng Phủ Uyển Nhi mà ta mới hiểu được, hóa ra là trên mặt nàng âm dương hình xăm đang tác quái. Hoàng Phủ Uyển Nhi trên mặt có hai cái một đen một trắng tiểu nhân ảnh đứng tại kia, mỗi lần mặt của nàng muốn hoàn toàn giãn ra thời điểm, kia hai cái một đen một trắng tiểu nhân ảnh liền đem nó cho theo trở về, mà lại trên mặt nàng hình xăm cũng dần dần hiện ra ra tới. Đây chính là Hoàng Phủ Uyển Nhi trên mặt phân quỷ sai đen bạch vô thường, nhìn qua còn rất đột nhiên, nhưng túc chủ đã giả chết đi qua, cái này âm dương hình xăm đoán chừng cũng chống không được bao lâu. Quả nhiên không bao lâu, quỷ sai hình xăm lại đột nhiên biến mất, pho thành một nắm mặt cũng ngay tại chậm rãi giãn ra. Hi hi, hi hi, ta sống, hi hi, ta sống. Tấm kia vẫn chưa hoàn toàn giãn ra mặt phát ra dọa người tiếng cười, mấu chốt nàng vẫn là dùng hoàng phủ huyền nhi thanh âm, nghe được ta có chút tê cả ra đầu. Là thời điểm, ta ở trong lòng hô một câu, sau đó vội vàng nhào tới, trực tiếp một tấm hoàng phù đập vào hoàng phủ huyền nhi trên mặt, nhưng hoàng phủ tư phải một tiếng, nháy mắt biến thành cho, ở giữa đã không có lửa cháy, cũng không có phát ra hỏa hoa, liền trực tiếp biến thành cho, sau đó phiêu tán tại không trung. Hi hi, muốn ngăn cản ta, không có cửa đâu. Hoàng Phủ Uyển Nhi nửa gương mặt đã hoàn toàn giãn ra, biến thành một tấm nữ nhân xa lạ mặt, mà lại gương mặt kia thế mà đối ta quỷ dị mà cười cười, khóe miệng lộ ra một cái khó mà tin nổi đường cong. Trách không được thi ngôn ba ba bó tay toàn tập, xem ra nữ quỷ này không đơn giản, mà lại là Hoàng Phủ Huyền Nhi mình đáp ứng sống tạm bợ, muốn nghịch chuyển càn khôn thật đúng là nhiều khó. Ta mở ra bát quái kính, sau đó đem bát quái kính phía sau cái nắp mở ra, lập tức một đạo bát quái hình dạng trùm sáng từ bên trong bắn ra tới, chiếu vào Hoàng Phủ Huyền Nhi trên mặt. Ta cấp tốc cắn nát ngón tay, sau đó tại bát quái kính bên trong họa một cái chữ, nhưng còn chưa kịp thi pháp, bát quái kính đột nhiên phịch một tiếng, bạo liệt ra, mảnh vỡ tán đầy đất. Sống tạm bỡ nghịch thiên, âm dương trao đổi, người chết ta sống, nhân thần không trở ngại, ha ha. Hoàng Phủ Huyền Nhi cuồng tiếu lên. Ta thấy pháp khí đều vô dụng, vội vàng bóp lấy cổ của nàng, sau đó một trưởng đánh vào nàng trên đỉnh đầu, nhưng nàng thiên linh cái thế mà xông ra một đạo hắc khí đem ta tay bắn lên, sau đó nàng đột nhiên một bàn tay hướng ta phiến đi qua, ta cả người liền cùng giấy đồng dạng bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã tại trên bàn trà, ta liền người mang bàn trà lật ra khoảng cách thật xa. Hoàng Phủ Thanh Vân vội vàng đem ta dìu dắt đứng lên, sau đó hỏi ta có sao không? Ta vịn eo, lắc đầu, sau đó nói vấn đề không lớn. Tiểu tử, Uyển Nhi mặt liền phải bị nàng chiếm lấy, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn ta mấy lần đều thất bại, không khỏi có chút nóng nảy lên, trên trán tất cả đều là mồ hôi lấm tấm. Không được, cái đồ chơi này quá hung, bình thường biện pháp căn bản là không có cách đối phó được nàng, Muốn đem nàng từ Hoàng phủ huyển Nhi trong cơ thể lôi ra đến liền càng khó. Ta nhắm mắt suy nghĩ 3 giây đồng hồ, lập tức liền có chủ ý, bây giờ không có biện pháp, chỉ có mời tổ sư ra thân trên, nhưng ta hiện tại chỉ có hạ mao thực lực, mời tổ sư ra phải có bên trong mao đạo hành, không biết ta có thể thành công, nếu như thất bại, Hoàng phủ huyển Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đánh cược một lần, sống hay chết toàn bộ nhờ lần này ta mặt hướng phương đông, sau đó bắt đầu nói lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn Thanh Thiên, tổ sư ở bên người, thiên địa nhân hợp nhất, đệ tử hiển thần lực. Hữu trưởng của ta tâm hướng lên, ngón tay tự nhiên tách ra duỗi thẳng, sau đó hướng lên gấp thẳng ngón giữa, ngón áp út gập lại tại ngón giữa phần lưng, dùng ngón tay trỏ nhọn lòng bàn tay tại ngón áp út giáp bên trên, ngón cái gửi tiền đơn bóp ở ngón giữa gần bưng thứ hai văn ở giữa, ngón út hướng lòng bàn tay tự nhiên uốn lượn sau đó tay trái bóp bản sư quyết đặt ở trái bên eo hơi trước, tay phải bóp kiếm quyết kiên tại trước ngực, hai cước mời đi cùng vai tự nhiên đứng thẳng, ôn hòa nhã nhặn, gõ răng ba lần. Trình tự sau khi hoàn thành, chung quanh thế mà không có một tia biến hóa, nhưng Hoàng Phủ Uyển Nhi cả khuôn mặt đã hoàn toàn giãn ra ra, mà lại vặn vẹo biến hình thành công, không sai biệt lắm đã hoàn toàn đổi thành một tấm nữ nhân xa lạ mặt, cái này chẳng lẽ chính là kia nữ quỷ dung mạo. Hi hi, Hi hi, thân thể này là ta, là ta, ha 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 ha. Ngay tại lúc này, đột nhiên kia nữ quỷ biểu lộ biến, trở nên không giảng hòa lo nghĩ, mấy giây qua đi, một nửa khác mặt lại bắt đầu vặn vẹo, sau đó hóa thành hoàng phủ Uyển Nhi bộ dáng. Trong lòng ta lạc trèo lên một chút, hoàng phủ Uyển Nhi tỉnh rồi. Cái này còn thật không biết là phúc vẫn là họa, nàng vốn chính là giả chết, có thể tỉnh lại cũng rất bình thường, chỉ là cái kia nữ quỷ không biết nàng coi là Hoàng Phủ Huyển Nhi là thật chết rồi, làm Hoàng Phủ Huyển Nhi sau khi tỉnh lại nàng cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Số nhà đầu, người thế mà còn chưa có chết, nữ quỷ hung giữ mắng. Đây là thân thể của ta, người nhanh cút ra ngoài cho ta. Hoàng Phủ Uyển Nhi không cam lòng yếu thế phản bác, nhưng các nàng nói chuyện đều chỉ là dùng hé mở miệng, cho nên lời nói ra có chút kỳ quái, bởi vì các nàng riêng phần mình chiếm dụng thân thể nửa gương mặt. Ha ha, không sai, đích thật là thân thể của ngươi, nhưng rất nhanh liền là ta, từ khi ngươi nói muốn cùng ta đổi ngày đó trở đi, thân thể của ngươi chính là ta, ngươi âm dương hình xăm đã không có, nhìn có cái gì còn có thể ngăn cản ta, chẳng lẽ chỉ bằng phế vật này sao?" Nữ quỷ chỉ vào người của ta cuồng tiếu. Hoàng phủ Uyển Nhi dùng thuộc về nàng con kia mắt nhìn ta một cái, trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ cái gì hào quang, hẳn là cảm thấy ta thất bại, nàng đã không có cách nào lại cứu. Ta cho dù chết mệnh cũng sẽ không cho ngươi mượn. Đúng vào lúc này, đột nhiên thuộc về Hoàng Phủ Uyển Nhi cái tay kia gắt gao bóp lấy cổ của mình, muốn đem mình bóp chết. Cái này vừa bấm, con kia nữ quỷ thế mà cũng có phản ứng, nàng giống như có loại hít thở không thông dáng vẻ, mắt trắng dã, thân thể cực kỳ khó chịu, mặc dù nàng là quỷ, nhưng Hoàng Phủ Uyển Nhi đã có một nửa thân thể thuộc về nàng, thân thể bị thương tổn thời điểm, nữ quỷ cũng sẽ nhận tổn thương. Nhà đầu ngốc, nào có người có thể tự mình bóp chết mình, buông tay. Nữ quỷ mắng. Ta không, ta liền không, ta muốn bóp chết chính ta. Hoàng phủ Uyển nhi nãi thanh nãi khí hô. Thưa dịp Hoàng phủ Uyển nhi cùng nữ quỷ chu toàn thời điểm, ta lại đem mời tổ sư ra thân trên trình tự lặp lại một lần. Lại còn nói ta là phế vật, lão tử nhất định phải chơi chết người nha, tổ sư ra nhóm, cho chút thể diện, mau chạy ra đây đánh cứu một chút đệ tử A không phải chúng ta mau sơn quỷ đạo mặt mũi này nhưng không cách nào đặt. Trình tự sau khi hoàn thành, đột nhiên một cỗ âm phong từ cửa sổ trong khe thổi ra tới, mặc dù ta không thấy gì cả, nhưng lại cảm giác có một vệt kim quang từ trên đỉnh đầu rót đi vào. Cái nào tiểu tử đem lão tử mời đi theo, ta đang cùng lão thái thái trò chuyện đâu, đột nhiên một thanh âm từ ta trong đầu trực tiếp truyền tới, mà lại ta cảm thấy mình trong cơ thể giống như nhiều một chút đồ vật, cụ thể nhiều cái gì ta lại nói không nên lời. Là, tổ sư ra sao, ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ừm, tiểu tử ngươi là ai? Trong cơ thể thanh âm kỳ quái hỏi, chờ một chút, ta giống như nhìn xem ngươi nhìn rất quen mắt. Nhìn quen mắt, hẳn là tổ sư ra gặp qua ta, rất không có khả năng ha. Chờ một chút ha, ta suy nghĩ một chút, a à đúng, nhớ tới, người dung mạo thật là giống cùng nhỏ nhất người tiểu sư đệ kia có điểm giống. Ta chết thời điểm hắn giống như mới ba tuổi, đúng, đúng, cái này lông mày cái này mũi, quả thực một cái bánh ấn đồng dạng, ha ha, kia đứa nhỏ tinh nghịch, rốt cục lại thấy ngươi. Trong cơ thể thanh âm nói nói, khóe mắt ta thế mà chảy ra một tia nước mắt. Tổ sư ra, ngươi khóc à nha, ta sát sát khóe mắt giọt nước mắt. Nói bậy, ta làm sao có thể khóc, rõ ràng là chính ngươi khóc. Trong cơ thể thanh âm thế mà còn rảo biệt, thật già mồm. Chẳng qua ta mời hắn tới là hỗ trợ, không phải nhận thân, ta vội vàng đem sự tình nói với hắn hắn sau khi nghe thế mà khống chế thân thể của ta đi hướng hoàng phủ huyền hắn đông nhìn một cái tây nhìn một cái cũng không nói chuyện làm cho nữ quỷ chọc giận lúc đầu hoàng phủ huyền nhi liền bóp lấy cổ của nàng để nàng rất khó chịu hiện tại ta lại cùng nhìn động vật đồng dạng nhìn xem nàng nàng lập tức liền cùng núi lửa bộc phát đồng dạng giống lên trong cơ thể lão đầu đừng đặt cái này giả thần giả quỷ cút ra đây cho ta coi như thiên vương lão tử đến đêm nay cũng không tốt dùng nói xong nàng dùng thuộc về mình cánh tay kia một quyền nện vào hoàng phủ huyền nhi tê dại gân bên trên hoàng phủ huyền nhi tay lập tức mềm nhũn sau đó rũ xuống ta muốn giết ngươi giải quyết hoàng phủ huyền nhi về sau nữ quỷ đột nhiên dùng tay bấm ở cổ của ta nàng kia nửa gương mặt dữ tợn đáng sợ trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài nhưng kỳ quái là ta thế mà một chút cũng không có hít thở không thông cảm giác mà lại toàn thân nhẹ nhõm một cỗ hơi ấm giống như từ sâu trong linh hồn lao qua ha ha, nhò nhỏ nữ quỷ, lại dám khẩu suất cuồng ngôn, liền loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng dám ở ta mau sơn quỷ đạo trước mặt khoe khoang. Trong cơ thể ta đột nhiên truyền ra một cái lão đầu thanh âm, đem bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vân giật mình kêu lên. Lão đầu thanh âm vừa dứt đột nhiên chính ta tay liền như là cốt thép xi măng, đem nữ quỷ tay phản bắt, sau đó trực tiếp xoay đến trên lưng. Ba đập cái ót, quỷ quái cửa sau trốn, lão đầu thanh âm lại từ trong cơ thể ta truyền tới sau đó trực tiếp khống chế bàn tay của ta đập ba lần Hoàng Phủ Huyển Nhi cái ót. Kỳ thật ta đập cường độ cũng không lớn, nhưng là Hoàng Phủ Huyển Nhi thân thể lại phát ra như là như giết heo thảm thiết thanh âm, cũng không biết là nữ quỷ vẫn là Hoàng Phủ Huyển Nhi tại kêu rên. a à, a à, lão đầu, người thả ta ra, Hoàng Phủ Huyển Nhi thân thể không ngừng đang giấy ruộng, nhưng Thủy Trung giấy ruộng không ra ta tay, ta cảm thấy mình tay giống như cho tới bây giờ đều không có như thế có sức lực qua đập xong đầu về sau, thân thể của ta lại không bị khống chế cắn nát ngón giữa, sau đó tại Hoàng Phủ Uyển Nhi trên đỉnh đầu họa một đạo ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phù. Vẽ xong phù về sau, bàn tay của ta lại dùng sức hướng trên đỉnh đầu vỗ, vừa rồi đạo phù kia thế mà từ tinh hồng sắc biến thành màu vàng, hơn nữa còn phát ra hơi sáng kim quang. Kim phù rót đỉnh đầu, si mị không thể nào chống đỡ. Lão đầu thanh âm lại lần nữa từ trong cơ thể của ta truyền ra. Sau khi nói xong, ta thế mà không bị khống chế buông ra thuộc về nữ quỷ cái tay kia, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, buông ra nàng tay không phải là thả hổ về rừng sao. Một mực áp chế nàng. Nàng dẫy ruộng không ra chịu không được sau tự nhiên là sẽ rời đi hoàng phủ huyển nhi thân thể. Nhưng lo lắng của ta rõ ràng là dư thừa, ta buông tay ra về sau, hoàng phủ huyển nhi thân thể lập tức từ trên ghế lăn xuống, thuộc về nữ quỷ kia nửa gương mặt thế mà bịt kín một tầng màu vàng tia sáng, thuộc về nàng nửa người đang không ngừng co quắp, mà Hoàng Phủ Uyển Nhi kia nửa người lại một chút việc đều không có. Dựa vào, tổ sư gia này lão đầu thật là thần, dùng hai chiêu liền đem nữ quỷ này chị phải ngoan ngoán, hiện tại co quắp mà ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Thế nào, còn phải sắt không, lão đầu tại trong cơ thể ta cười khanh khách nói. Nữ quỷ sợ hãi lắc đầu, nhìn ta trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà trên mặt nàng kim quang chậm rãi hướng phía dưới rời, đưa nàng nửa người đều độ thành màu vàng. Còn chưa cút, chờ kim quang vây quanh người kia nửa người, lại nghĩ trốn liền đến không kịp, vẫn là người muốn cho ta lại rút một lần. Lão đầu không khách khí cảnh cáo nói. Tốt, ta đi, ta đi, đừng ở đánh ta. Nữ quỷ sau khi nói xong, đột nhiên mắt lật một cái, một nửa kia thân thể liền ngã xuống, mười mấy giây qua đi, kia nửa gương mặt liền khôi phục nguyên dạng. Hoàng Phủ Huyền Nhi sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng giống như đã hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Tổ sư ra, cái này sự tình, làm cho sao, ta hỏi. Lúc này thân thể của ta lại không bị khống chế đi đến Hoàng Phủ Uyển Nhi bên người, sau đó ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút vầng trán của nàng cùng ấn đường, tiếp lấy lại nhìn trong lòng bàn tay, cuối cùng lão đầu mới ừ một tiếng, nói bé con này mệnh tính cứu trở về, Dương Thọ cũng trở về, chỉ có điều thân thể còn có chút suy yếu, vì đề phòng cái kia nữ quỷ trở lại khóc lóc om sòm, phải mua chút hoàng phủ rán tại cửa sổ bên trên, sau đó đem bồ tát thần vị bày ở trong nhà, sáng chưa tối thắp hương bái tế một lần. Kia nữ quỷ đoán chừng muốn vào đến cũng đủ sặc, chờ nữ hoa thân thể tốt về sau, kia nữ quỷ liền rốt cuộc cầm nàng không có cách nào, bởi vì nàng đã rời đi hoàng phủ huyền nhi thân thể, sống tạm bợ sự tình cũng không còn cách nào lại đến, trừ phi hoàng phủ huyền nhi lại một lần nữa đáp ứng nàng. Nghe lão đầu tổ sư gia vừa nói như vậy ta cứ yên tâm, cuối cùng là đem Hoàng Phủ Uyển Nhi từ trong quỷ môn quan kéo lại, nàng về sau rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ chết. Đã sự tình đã hoàn thành, ta cũng nên đem tổ sư ra đưa tiến, nhưng lão nhân này thế mà không chịu đi, ta nói tổ sư ra ngươi không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng kia nữ quỷ đồng dạng, cùng ngươi đệ tử khóc lóc om sòm? Nói bậy, ta chẳng qua là nghĩ lại rút một lần thuốc lá sợi, có sao? Đệ tử giỏi, hắc hắc, lão đầu vừa cười vừa nói. Có, có, thuốc lá sợi mà thôi, muốn bao nhiêu đều có. Hoàng phủ Thanh Vân giống như cũng có thể nghe được lão đầu nói chuyện, mặc dù hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nữ nhi đã được ta cứu trở về, thuốc lá sợi loại này tiểu yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, không bao lâu liền sai người cầm một đầu thuốc lá sợi tiến đến. Lão đầu vừa nhìn thấy thuốc lá sợi, liền cùng nhìn thấy bảo đồng dạng, khống chế thân thể của ta cuồng quất, nhưng ta bởi vì trước đó không có rút qua, thân thể chịu không được rút một hơi liền khục vài tiếng, thân thể đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, nhưng lão đầu kia lại hô to đã nghiền. Hút thuốc xong về sau, không cần ta đưa, lão đầu kia tổ sư ra mình liền đi, hắn vừa đi, thân thể của ta giống như bị dành thời gian đến đồng dạng, toàn thân bất lực ngã trên mặt đất, Hoàng Phủ Thanh Vân nghĩ đến dìu ta, nhưng hắn đụng một cái đến ta lập tức liền đau đến mặt rút gân, toàn thân trên dưới đều đau, đụng một cái loại kia đau đớn liền sẽ gấp bội. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn ta đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra, cũng không dám lại đi dìu ta, chỉ có thể cùng Hoàng Phủ Huyển Nhi đứng ở bên cạnh lo lắng xuông. Bọn hắn không biết ta là mời tổ sư ra thân trên tác dụng phụ, còn tưởng rằng ta có cái gì bệnh phát tác nữa nha, nếu không phải ta ngăn cản, đoán chừng đều gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Ta hiện tại vẫn chỉ là hạ mau thực lực, mời tổ sư gia thân trên vốn là tác dụng phụ lớn, hiện tại càng thêm lớn, ta trên mặt đất đau đến đánh nửa giờ lăn mới hỏa hoãn một điểm, quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Ngay tại ta coi là tất cả mọi chuyện đều muốn lúc kết thúc, đột nhiên cuồng phong gào thét lên, giữ cửa cửa sổ thổi đến phanh phanh rung động, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, xấu, chẳng lẽ con kia nữ quỷ lại gãy trở lại. Quả nhiên, lúc này ta nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ đổ đứng tại trên trần nhà, còn chống đỡ màu đen dù che mưa. Chạy mau, ta thấy tình huống không ổn, vội vàng đối hoàng phủ hai cha con hô. Bọn hắn kịp phản ứng về sau, hai người vội vàng cửa trước bên cạnh vào tới, nhưng cửa thế mà phanh một tiếng khóa lại, cửa sổ cũng tại lúc này đóng gắt gao, Hoàng Phủ Thanh Vân liều mạng xô cửa lại không làm nên chuyện gì, hắn lại tiện tay cầm lấy một tấm ghế hướng cửa sổ đập tới, nhưng ghế lại bị đạn trở về, kém chút không có nện ở hắn trên người mình. Ha ha, các người đêm nay ba cái ai cũng đừng nghĩ rời đi cái nhà này, lão đầu đã đi, ta muốn các ngươi tất cả đều chết tại cái này, ha ha. Lúc này từ trên nóc nhà truyền đến nữ quỷ thanh âm, nàng mặc áo đỏ váy đỏ, dưới chân mặc màu đỏ dày thêu như cú tại trên nóc nhà dựng ngược đi tới. Màu đen dù che mưa trên tay nàng không ngừng xoay tròn, trong phòng mang theo một trận lại một trận âm phong. Âm phong liền như dao phá tại trên mặt của ta, để mặt của ta thật giống như đặt ở cối xay thịt đồng dạng, không riêng đau, còn bí mật mang theo loại kia sự lạnh lẽo thấu xương cảm giác, ta giật cả mình, toàn thân trên dưới đều lên vô số nổi da gà. Ta mặc dù thân thể đã không có như vậy đau nhức, nhưng vẫn là không có khí lực đứng lên, ta muốn cùng nữ quỷ quần nhau, lại bất lực, chẳng lẽ chúng ta đêm nay ba người tất cả đều bỏ mạng ở nơi này. Hoàng Phủ Uyển Nhi không ngừng đập cửa cửa sổ hô to cứu mạng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thanh âm của nàng căn bản truyền không đi ra, coi như thật sự có người muốn cứu chúng ta, đoán chừng cũng bất lực, người bình thường là vào không được. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên nóc nhà nữ quỷ biến mất không thấy gì nữa, ta có chút nghi hoặc, cái đồ chơi này đến cùng đi đâu rồi. Tiểu tử thúi, đột nhiên một đôi lạnh buốt tay nắm chắc ta chân. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã sống tạm bỡ trưởng thành, thành công trở lại dương gian, đều là ngươi tên tiểu tử thúi này xấu chuyện tốt của ta. Một người dáng dấp có chút thấp bé hồng y nữ quỷ bắt lấy chân liều mạng hướng trước người nàng túm. Ta muốn ăn ngươi tâm, đem ngươi ruột lựa đi ra, hai tay hai chân đều chém đứt, để tiết mối hận trong lòng ta hồng y nữ quỷ một bên kéo lấy ta chân, một bên mạnh mẽ chửi bới nói. Ta sử xuất sau cùng khí lực liều mạng dẫy dụa lấy, nhưng nàng tay liền cùng xích sắt đồng dạng đem ta chăm chú khóa lại, mặc cho ta dẫy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ta đi con em ngươi, đã không thể hướng về sau co lại, vậy ta liền dứt khoát một chân hướng phía trước đá, tăng thêm nàng còn đem ta hướng phía trước lôi kéo cường độ, ta một chân này trực tiếp liền đá vào hồng y nữ quỷ trên ngực, Mặc dù không cách nào làm bị thương nàng, nhưng cũng đem nàng đá ngẩn người, thân thể hơi hướng lui về phía sau mấy bước. Lúc này ta thừa cơ dùng sức đem chân co rụt lại, chân là co lại rơi, nhưng giày cũng co lại rơi. Tránh thoát nữ quỷ kia như là khối băng tay về sau, ta nghĩ đứng lên, nhưng lúc này lại đột nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức để ta cả người mềm nhũn, vẫn là ngã trên mặt đất. Tiểu tử thối, còn muốn chạy? Nữ quỷ thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng nàng kia băng lãnh bén nhọn móng tay dài cắm vào dưới bàn chân của ta, sau đó quỷ dị cười một tiếng, lại đem móng tay mạnh mẽ rút ra. ba giây qua đi, dưới bàn chân của ta liền có thêm năm cái huyết động, máu còn cùng suối phun đồng dạng tuôn ra. a à, tương đương ta đau khổ kêu rên một tiếng, sau đó đau đến ta ôm lấy chân trên mặt đất không ngừng lăn lột, lăn qua lăn lại. ta liếc nhìn, khả năng bởi vì nữ quỷ âm khí nguyên nhân, phát hiện kia năm cái huyết động thế mà biến thành màu đen mà lại phía trên này máu đã ngưng kết, nhìn qua liền cùng năm khỏa nốt ruồi đồng dạng. Lão ba, năm khỏa nốt ruồi, năm khỏa nốt ruồi, hắn. Hắn chính là giúp ta vượt qua kiếp nạn người. Hoàng Phủ Uyển Nhi giống như cũng phát hiện cái này, ở bên cạnh kích động kêu lên. Ta đi, thật đúng là vô xảo bất thành thư thật trùng hợp ta thế mà chính là giúp Hoàng Phủ Uyển Nhi vượt qua kiếp nạn người, nhưng khó giải quyết chính là, ta hiện tại không hoàn toàn khôi phục, căn bản cũng không phải là nữ quỷ này đối thủ, đừng nói độ hoàng phủ huyền nhi ta đoán chừng ngay cả chính ta đều độ không được tiểu tử há mồm đột nhiên hoàng phủ thanh vân hướng ta hô một câu ta vô ý thức liền há hốc miệng ra lập tức liền có một viên đồ vật bay vào ta lẩm bẩm một tiếng liền nuốt xuống sau đó làm ho khan vài tiếng cái này thứ đồ gì ngươi cho ta ăn thứ gì ta lại ho hai tiếng nhưng ta không đợi đến hoàng phủ thanh vân trả lời đột nhiên nữ quỷ liền bóp lấy cổ của ta đem ta nâng lên không trung còn muốn dở trò gian, ta trước hết giết ngươi, nhìn kia hai cha con có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Nữ quỷ mặt mày giữ tợn hô. Mặc dù ta lúc này đã bị siết đến nhanh hít thở không thông, nhưng là khí lực toàn thân lại trở về, thân thể đau đớn cũng biến mất. Mỗ mỗ, lão tử rốt cục có thể cùng ngươi liều mạng. Ta cắn nát bờ môi của mình, trực tiếp liền một ngụm máu phun trên bàn tay, sau đó một trưởng vỗ tại nữ quỷ bóp lấy ta cổ trên cánh tay. Nữ quỷ hét lên một tiếng, lập tức buông tay hướng về sau lui ra ngoài, chỉ thấy trên cánh tay của nàng nhiều một cái lớn cỡ bàn tay lỗ máu, còn bốc lên đen mù Đông khởi thái sơn lôi, nam lên hành sơn lôi, tây lên hoa sơn lôi, bắc lên hàng sơn lôi, bên trong lên tung sơn lôi, ngũ lôi nhanh phát, ông, đế đế. Ta một bên niệm chú ngữ, một bên dùng trên tay còn lại máu nơi tay trưởng năm nơi phân biệt viết một cái lôi chữ. Mao sơn ngũ lôi chú, nữ quỷ giống như nhận biết này trưởng pháp đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này Mao Sơn ngũ lôi chú là ghi chép tại Mao Sơn quỷ đạo bên trên khu quỷ trưởng Pháp, ta ngày đêm luyện tập chú ngữ cùng trình tự, mặc dù chưa từng có dùng qua, nhưng đã sớm nát đeo tại tâm, trước đó không cần là bởi vì nữ quỷ tại Hoàng Phủ Huyền Nhi trong thân thể, này trưởng Pháp uy lực, ta sợ làm bị thương nàng cho nên không dám dùng. 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra đất nước trời cũng băng, tinh tà quỷ quái như gặp đây, trong khoảnh khắc thành cho bụi ta ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, sau đó một trưởng đánh về phía hồng y nữ quỷ, nữ quỷ vội vàng trốn tránh, nhưng khi ta trưởng tiếp cận nàng thời điểm vẫn là phát ra một tia trầm đục cùng xét đánh đồng dạng, nữ quỷ giật nảy mình, nghĩ xoay người bỏ chạy chạy, ta đâu chịu bỏ qua, ngay tại nàng lúc xoay người lại một trưởng vỗ tại sau lưng của nàng, làm bàn tay của ta đập ở trên người nàng thời điểm đột nhiên phanh một tiếng, trong lòng bàn tay lóe ra một tia lôi điện trực tiếp đánh vào nữ quỷ lưng bên trên. Nữ quỷ lưng bên trên lập tức trở nên cháy đen một mảnh, còn truyền ra thịt nướng một loại hương vị, mà thân thể của nàng chìm xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất. A a oa, nữ quỷ thét lên kêu thảm, giống như nhận cực kỳ lớn tổn thương. Ta không có nửa điểm đồng tình nàng, lại là một chưởng vỗ tại đầu của nàng. Bên trên, để ta không tưởng được chính là, một trường này trực tiếp đem óc của nàng đều cho bổ ra tới. Còn vung đầy đất, xương sỏ cũng đều nhấc lên. A à, a, à, bỏ qua ta, bỏ qua ta, ta sai, đạo trưởng, tha mạng, nữ quỷ bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Ta không để ý đến nàng, lại một trưởng vỗ tại ngực của nàng bên trên, lập tức đem lồng ngực của nàng bổ ra một cái đen quật quật lỗ lớn. Nữ quỷ lần này không còn có phát ra âm thanh, nàng biểu lộ suy yếu, khẽ nhếch miệng, giống như đã nói không ra lời đồng dạng. Ta vẫn không có đồng tình nàng dạng này lệ quỷ không đáng đồng tình ta sát tâm đã lên nàng đêm nay phải chết ta lại một trường vỗ tại trên bụng của nàng lần này đem nàng ruột cho bổ ra tới một cây lại một cây quấn quanh ở cùng một chỗ vẫn là màu đen nhìn ta buồn nôn buồn ói cuối cùng một trường này ta đập vào trên mặt của nàng nàng liền cuối cùng một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra tới liền biến thành một bãi hắc thủy trên nước còn bốc lên bạch yên kết thúc cái này lệ quỷ bị ta triệt để đánh cho tan thành mây khói cuốn thứ hai mao sơn quỷ đạo quả nhiên lợi hại chịu uy lực mạnh mẽ bên ngoài ghi lại đồ vật cũng so thứ nhất bản càng thêm thực dụng nữ quỷ tan thành mây khói về sau ta đột nhiên mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh đợi đến tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng ta nhìn một chút gian phòng liền biết còn tại hoàng phủ ra bởi vì gian phòng quá xa hoa ta sống động hạ gân cốt phát hiện trừ có chút đau nhức cùng khí lực dùng không quá bên trên bên ngoài giống như cũng không có vấn đề gì quá lớn đúng vào lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa ta hô câu vào đi cửa liền bị đẩy ra đi vào là hoàng phụ huyền nhưng ta cảm giác nàng tốt có vẻ như không giống lắm người thật giống như cao lớn một chút xíu nên lớn địa phương lớn nên nhỏ địa phương cũng nhỏ trở nên sau trước kia càng xinh đẹp cũng càng có hương vị nhưng vẫn là tính tương đối thấp ăn điểm tâm niên đệ hoàng phụ huyền nhi cho ta một cái mỉm cười ngọt ngào chẳng qua phát hiện ta nhìn ánh mắt của nàng không giống về sau nàng đột nhiên có chút xấu hổ. Ách, ngạch, ăn cơm, ta vội vàng chuyển di ánh mắt, sau đó sau khi đánh răng rửa mặt xong liền theo Hoàng Phủ Huyển Nhi xuống lầu ăn điểm tâm đi. Ta phát thệ, đây tuyệt đối là đời ta nếm qua xa hoa nhất dừng lại bữa sáng, cái gì tôm hùm bào ngư cái gì cần có đều có. Hoàng Phủ Thanh Vân nói ta tối hôm qua mệt nhọc quá độ, đã hư thoát cho nên mới té xỉu, hôm nay phải làm cho ta cho thật tốt bổ một chút. Ta nói người tối hôm qua cho ta ăn cái gì đồ vật, ăn thời điểm long tinh hổ mãnh giết hết quỷ hậu nhân trực tiếp liền hư thoát. Hoàng Phủ Thanh Vân nở nụ cười, nói cho ta ăn chính là một loại gọi là gấp rút máu hoàn thuốc, ăn sau sẽ ra tốc huyết dịch tuần hoàn, để người trong lúc nhất thời tinh lực dồi dào, nhưng chỉ có thể duy trì được đại khái chừng 10 phút đồng hồ, thời gian vừa tới, người liền sẽ so trước đó nhiều ba lần mệt nhọc, cho nên ta mới hư thoát té xỉu. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn ta bây giờ không có khí lực lại đứng lên, cho nên không thể không đem cái này thuốc cho ta ăn, nếu không ba người đều phải chết. Ta nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cũng nhiều thua thiệt hắn thuốc ba người chúng ta mới lấy bảo trụ tính mạng. Ăn điểm tâm xong về sau, đột nhiên Hoàng Phủ Thanh Vân đem trong nhà tất cả mọi người gọi đi qua, cái này khiến ta cảm thấy có chút không hiểu, chẳng lẽ là đến vui vẻ đưa tiễn ta sao? Đúng vào lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vân đột nhiên nói ra để ta trợn mắt líu lưỡi, hắn lại muốn đem Hoàng Phủ Uyển Nhi gả cho ta, mà hoàng phủ huyển Nhi vẫn như cũ một mặt bình tĩnh dáng vẻ, giống như nàng đã sớm biết chuyện này đồng dạng, tất cả người của hoàng phủ gia cũng không có một cái phản đối, ngược lại mỉm cười gật đầu đồng ý. Chờ một chút, vì cái gì đột nhiên muốn đem nữ nhi gả cho ta? Ta liền một cái nông thôn tiểu tử nghèo, dáng dấp cũng không đẹp trai, hiện tại vẫn là một đứa cô nhi, cái kia xứng với hoàng phủ gia thiên kim tiểu thư, lại nói ta có bạn gái. Ta vội vàng cự tuyệt nói. Ai chớ nóng vội cự tuyệt, ta biết đột nhiên nói chuyện này ngươi khó mà tiếp nhận, nhưng ngươi là quỷ đạo truyền nhân, lại cứu huyền nhi mệnh, cho nên nói nàng gả cho ngươi không còn gì tốt hơn, cũng đúng lúc đền bù chúng ta hoàng phủ ra thiếu nợ, chỉ cần ngươi nguyện ý, các ngươi đến tuổi tác liền có thể kết hôn, còn có, cưới nữ nhi của ta, chúng ta hoàng phủ ra tài sản cơ bản có một nửa đều là của ngươi. Hoàng Phủ Thanh Vân nói ra rất lý do thích hợp cùng một cái rất mê người điều kiện. Ngượng ngùng cái này sự tình, được không, ta đi trước ta dứt khoát quyết nhiên cử tuyệt Hoàng Phủ Thanh Vân, sau đó trên lưng hai vai bao chạy ra hào chạch. Hoàng Phủ ra mặc dù có tiền, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ăn cơm chùa, mà lại ta không thể cõng phản lâm tuyết, quỷ đạo diệt môn chuyện này không trách Hoàng Phủ ra, cho nên cái này nợ không dùng xong, cứu Hoàng Phủ huyền nhi là có điều kiện, ta không phải bạch cứu, cho nên ta cùng Hoàng Phủ huyền nhi cái này sự tình cơ bản thuộc về nói nhảm. Ra cửa sau ta liền tự mình đánh chiếc xe về trường học, vừa vặn còn có thể gặp phải khóa sớm. Khi đi học, ta luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng ta nhìn, chờ ta một lúc xoay người, phát hiện quỷ lê ánh mắt cùng một con rắn độc đồng dạng tại chừng mắt ta. Ta đi, người nhà không lên lớp sao, luôn chừng mắt ta làm gì, trên mặt ta có hoa sao, ta bị thình lình dọa đến giật cả mình, sau đó vội vàng oán giận nói. Thế nào biết quỷ lê cười, đối ta cười đến cùng một người điên đồng dạng, may mắn trên đài lão sư không nhìn thấy, không phải nên bắt nàng đi bệnh viện tâm thần. Xong, xong, nữ nhân này triệt để bị ta tức điên, nàng đợi lấy chẳng lẽ cầm dao chặt ta đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên mặt ta bộ run rẩy một chút, cũng cười theo, nhưng ta cũng không định cười, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quỷ Lê trông thấy ta cười về sau, nàng lại thu hồi nụ cười, sau đó cắn đầu bút hừ lạnh một tiếng, Lâm Nguyên, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Ta càng cười càng lớn tiếng thậm chí đến cuồng tiếu tình trạng, thanh âm lớn đến toàn lớp đều có thể nghe thấy. Lâm Nguyên, ngươi cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Ngươi nhặt được vàng rồi. Chủ nhiệm lớp nhìn ta tại trên lớp học cuồng tiếu, lập tức liền chỉ vào cái mũi của ta chất vấn. Ta, ha ha, ta cũng không biết, ta khống chế không nổi chính ta. Ta y nguyên cười lớn, ta muốn ngừng xuống tới, nhưng lại khống chế không nổi chính ta. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quỷ lê, khẳng định lại là nàng. Nàng lại cho lão tử hạ độc, cái này con mụ điên. Ngươi đang nói cái gì đồ chơi, lại cười liền cút ra ngoài cho ta, tên tiểu tử thối nhà ngươi, mỗi ngày làm bậy, sự tình lần trước mới kết thúc không bao lâu, ngươi lại cho ta tới này mới ra, lăn ra ngoài. Chủ nhiệm lớp trực tiếp cho ta đến một cái sư tử hống. Ha ha, tốt, ha ha, ta tựa như một cái đồ đần đồng dạng đi ra phòng học, sau đó như cú tại hành lang bên trên cười ha ha, đã cười đến toàn thân đều mềm nhún, bụng cũng đau nhức, eo đều không thẳng lên được. Lão công, đột nhiên một thanh âm từ cửa thang lầu truyền ra, ta ngồi thẳng lên xem xét, phát hiện thế mà là Hoàng Phủ Huyền. Thanh âm của nàng giống như không còn nãi thanh nãi khí, đã biến thành bình thường nữ sinh thanh âm, còn có chút ngọt ngào. Ha ha, cái gì lão công, học tỷ ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi, ha ha. Ta cười đến nhanh đau sốc hông, nói chuyện đều khó khăn hoàng phủ huyền nhi không để ý đến ta nàng nhìn ta nhíu mày sau đó nói thầm câu mỉm cười tán lão công ngươi lại trúng độc ha ha có đúng không đừng kêu lão công trước giúp ta giải độc ha ha ta nói được hoàng phủ huyền nhi sau khi nói xong lại lấy ra lần trước cây ngân châm kia sau đó nhẹ nhàng đâm tại cổ của ta cùng trên trán ta cũng không biết đó là cái gì huyệt vị nhưng là nàng đâm xong ta lập tức liền đình chỉ cười to nàng ngân châm lúc này cũng thay đổi thành màu đen Tốt, lão công, độc đã giải." Hoàng phủ Uyển Nhi cây ngân châm ném vào thùng rác. Ta thở hổn hển mấy cái sau mới lên tiếng, "Học tỷ ngươi làm sao rồi? Ngươi cũng trúng độc à nha? Làm gì gọi ta lão công? Cha ta đã đem ta gả cho ngươi a, à? không phải?" Hoàng phủ Uyển Nhi xấu hổ cúi đầu, không ngừng chơi lấy đồng phục góc áo, nàng hiện tại quần áo đã có chút hiền nhỏ, mặc ngược lại để nàng xem ra càng thêm phong mãn. "Ta nói hiện tại cũng niên đại nào?" chẳng lẽ còn làm phụ mẫu chi mệnh, môi trước lời nói kia một bộ sao? Ta còn căn dặn nàng không cần phải để ý đến Hoàng Phủ Thanh Vân, ta cũng không phải loại người như vậy. Hoàng Phủ Huyền Nhi nói nàng liền nghe lão ba, cái này sự tình ta đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao người nàng muốn định, nói xong đột nhiên hôn một cái mặt của ta, sau đó chạy vội rời đi. Ai, Hoàng Phủ Huyền, uy, ta sát lau mặt bên trên nước bọt, cảm giác có chút phiền muộn, nếu như cho Lâm Tuyết biết cái này sự tình, vậy liền phiền phức, đều do quỷ lê kia con mụ điên, ta cũng là không may, thế mà chọc nàng. Ai nha, người tiểu tử thúi này, ta bảo ngươi trốn đi hành lang phạt đứng, người tiểu tử thúi này thế mà ở đây cua gái, thật là có ngươi. Chủ nhiệm lớp không biết lúc nào đứng ở sau lưng ta, vừa rồi một màn kia đoán chừng cho nàng nhìn thấy, nàng lập tức mạnh mẽ nắm chặt lỗ tai của ta. Chủ nhiệm lớp, đau đau đau, ngươi nghe ta giải thích, nhanh buông tay. Ta cảm giác lỗ tai của mình đều nhanh muốn bị nàng vặn xuống tới. Biết đau à nha, ta để ngươi cua gái, hôm nay ta không phải vặn rơi ngươi tai lợn. Chủ nhiệm lớp càng ngày càng dùng sức, lỗ tai của ta thật giống như xé rách một loại đau đớn, mà lại có vẻ như có máu từ phía trên chảy ra đồng dạng. Không thích hợp, chủ nhiệm lớp không có khả năng như thế không nhẹ không nặng, nhất định không thích hợp. Ta liều mạng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau chủ nhiệm lớp, phát hiện mặt của nàng chậm rãi đang vặn vẹo thân thể liền cùng vòng xoáy đồng dạng, sau đó biến thành một cái lão thái bà bộ dáng. Lâm Nguyên, ngươi nhớ ta không? Ha ha ha, lão thái bà kia giống như vỏ cây già mặt quỷ dị đối ta cười, sau đó trên tay lực càng lớn, ngón tay của nàng giáp rất dài, nhìn qua liền cùng khô héo nhỏ bé dễ cây đồng dạng, bóp lấy lỗ tai của ta móng tay lại tại mặt của ta chi chi vạch lên. Không phải chủ nhiệm lớp, là nàng, là muốn giết chúng ta lâm ra lão thái bà kia, nàng lại tìm đến ta nhưng nàng không phải muốn một năm qua đi khả năng giết ta sao? Vì cái gì nàng lại tìm đến ta rồi, hơn nữa còn là giữa ban ngày. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, ta một bên niệm chú pháp, một bên thúc giục thủ quyết, trình tự sau khi hoàn thành, một vệt kim quang hóa bắn ra, đem lão thái bà bắn ra ngoài. Phàm chín chữ, thường làm mật trúc chi, không chỗ không tích. Yếu đạo không phiền, này chi vị, cái này trừ ta cửu tự chân ngôn uy lực cũng không nhỏ, bình thường quỷ quái trực tiếp liền có thể chu sát nhưng lão thái bà này thế mà chỉ là đưa nàng bắn ra mà thôi chẳng qua chỉ là như vậy cũng đầy đủ nói rõ ta đã sớm không còn là cái kia mặc nàng làm thịt lâm nguyên ai u ai u hai từ lớn lên a lớn lên á học được bản sự lạc lão thái bà cười khanh khách cùng bị dẫm cổ vịt đồng dạng nghe thật cách ứng khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu không đúng đầu của nàng đâu lão thái bà kia bắn ra về sau, thế mà chỉ có một thân hình đứng tại ta đối diện, đầu nhưng không thấy. Vừa rồi, vừa rồi thanh âm tựa như là trực tiếp truyền đến lỗ tai ta, giống như cách ta. Rất gần, ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cổ cứng đờ chuyển 90 độ, đột nhiên liền đối mặt một tấm dọa người mặt mo. Trước đó cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy quan sát qua mặt của nàng, lần này sau khi nhìn thấy, ta về sau cơ bản nhìn thấy có chút phát nhíu đồ vật đều nghĩ nôn mửa, thật quá khủng bố quá buồn nôn, thật giống như cưỡng ép đem người mũi, miệng những vật này đặt tại một tấm vừa già lại nhíu vỏ cây đồng dạng. Bằng ngươi nhị thúc đưa cho ngươi kia bản cấp độ nhập môn Mao Sơn Quỷ Đạo, người căn bản không đạt được dạng này đạo hành, người có phải hay không gặp qua nàng rồi? Lão thái bà tại bên tai ta sâu kín hỏi, đầu lưỡi còn không ngừng tại bên tai ta liếm láp, để ta cảm thấy da đầu run lên. Nàng, hẳn là nàng chỉ là cái kia cùng nàng giống nhau như đúc lão thái bà ta cuốn thứ hai mao sơn quỷ đạo chính là nàng cho nàng đến cùng là ai ngươi cùng với nàng đến cùng lại có quan hệ gì ta cố nén ý sợ hãi cùng buồn nôn hỏi nàng ta cũng không biết nàng không phải người cũng không phải quỷ nhưng trên thế giới này chỉ có ta có thể giết nàng ha 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 lão thái bà nói cao hứng phá lên cười ta cảm giác khẩu khí của nàng đều phun đến trên cổ của ta ta sờ một cái phát hiện căn bản không phải nước bọt mà là tản ra hôi thối mục nát trùng chẳng qua nghe lão thái bà vừa nói như vậy ta liền minh bạch nàng tại sao phải ta đến giết cái này lão thái bà quỷ nguyên lai lão thái bà quỷ là trên đời này duy nhất uy hiếp nhưng nàng vì cái gì không tự mình động thủ đâu chẳng lẽ là sợ bị cái này lão thái bà quỷ giết chết sao nhanh cho lão tử lăn xuống đến ta đã không thể nhịn được nữa vội vàng đưa tay đi bắt đầu của nàng nhưng lại bắt hụt ta quay đầu nhìn lại phát hiện đầu lâu không gặp ở chỗ này đây Lão thái bà đầu đã trở lại trên thân thể. Ngươi yên tâm, ta không giết được ngươi, một năm kỳ hạn không tới, ta đều không giết được ngươi. Lão thái bà đột nhiên mặt không biểu tình nhìn xem học sinh trong phòng học, trên tay móng tay càng ngày càng dài, cuối cùng vậy mà trở nên cùng dây leo đồng dạng. Nhưng bọn hắn không giống, ta muốn giết cứ giết. Lão thái bà cười khanh khách. Lão thái bà này muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn giết cái này phòng học ngươi? Không thể, không được cái này trong phòng học có ta người trọng yếu nhất, ai cũng không thể động. Lão thái bà giống như nhìn ra tâm tư của ta, kia như là gốc cây đồng dạng dáng dấp móng tay thế mà biến thành lưỡi dao, sau đó điên cuồng hướng bạn học cùng lớp đâm tới, liền thời gian một cái nháy mắt, thế mà toàn lớp đều đầu người rơi xuống đất. Không, Trương Tiểu Mạn, Lâm Tuyết, không, nhìn xem trên mặt đất kia như là dưa hấu đồng dạng lăn qua lăn lại đầu, ta lại có điểm không biết làm sao, cũng không biết nên cười tốt hay nên khóc, đầu óc trống rỗng, cả người giống như muốn chết đi. Đau khổ lớn nhất không ai qua được tâm chết, chẳng lẽ nói chính là loại cảm giác này, vừa mới còn sống sờ sờ một đám người, nói thế nào chết thì chết đây. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin. Thiên môn rơi độ, quỷ thần nhường đường, phá. Đúng vào lúc này, đột nhiên hai ngón tay điểm tại mặt mày của ta bên trên, ta mở mắt ra xem xét, trời một chạm tại trước mặt của ta, mà chung quanh nào có cái gì lão thái bà, trống rỗng hành lang trừ trời vừa cùng ta, liền một cái quỷ ảnh cũng không có, trong phòng học đồng học đầu tất cả đều thật tốt đeo trên cổ, vừa rồi hết thảy giống như ảo giác. Hư, đạo hành cao, tâm lại loạn, người tu đạo, động tình có thể, nhưng tâm không thể loạn. Trời một thu ngón tay về, sau đó lạnh lùng nhìn ta. Dựa vào, nguyên lai like đều là lão thái bà kia chế tạo ảo giác, trước kia nàng cũng đối với ta sử dụng qua cái này chiêu, nhưng lúc đó ta không có mắc lừa, không nghĩ tới bây giờ đạo hành đề cao lại cho nàng lắc lư, nếu như trời một không đến, còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Ta liếc mắt nhìn bên trong phòng học, trông thấy hai nữ không sau đó, ta liền yên lòng, sau đó vội vàng đem trời một kéo sang một bên. U, trời lão đại ngọn gió nào đem ngươi cho đưa tới rồi. Ta hì hì cười nói, hắn đã biến mất một đoạn thời gian rất dài, từ khi mã lâm đến về sau, hắn liền không còn xuất hiện, xem ra mã lâm là khắc tinh của hắn trời nói chuyện đã đến khẳng định là có chuyện cũng không thể tới tìm ta uống trà a ta trợn trắng mắt trời một chính là trời một quả nhiên vẫn là bộ này cả người lẫn vật chớ gần như cũ ta nói người có chuyện gì cứ việc phân phó chỉ cần ta có thể làm đến ta khẳng định giúp cho người lo liệu trời nói chuyện hắn lần này là vì mã lâm mà đến nhà đầu này xảy ra chuyện mã lâm xảy ra chuyện rồi không thể đi lấy nàng đạo hành còn có cái gì quỷ quái có thể tìm nàng phiền phức nàng không tìm người ta phiền phức tính không sai. Chẳng qua ngày đó mập mạp nói nàng đi theo một cái nam nhân lén lén lút lút rời khỏi, cũng không biết đi đâu, cái này sự tình chẳng lẽ có cái gì mờ ám. Trời nói chuyện sự tình là như vậy, hai ngày trước Mã Lâm đột nhiên không biết từ nơi nào truyền một tấm quỷ dán ra đến, quỷ dán lên mặt nói, chỉ cần ai có thể đưa nàng cứu ra, nàng liền gả cho ai. Cái này quỷ dán tại âm hành truyền đi đầy đường đều là, hiện tại toàn bộ âm hành nam nhân đều điên, tất cả đều đang khắp nơi tìm Mã Lâm. Ta đi, người tuổi trẻ bây giờ đều chơi đến như thế lớn sao. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, cái này quỷ gián lại như thế nào chứng minh là Mã Lâm viết. Chơi nói chuyện, Mã ra có chuyên môn con dấu, cái này quỷ gián lên mặt chính là nàng Mã Lâm đóng ấn, còn có nàng ký tên ký tên, là nàng không sai. Nếu thật là Mã Lâm, vậy cái này âm hành thật đúng là phải điên, lấy Mã Lâm Mỹ mạo tăng thêm Mã ra tại âm hành lực ảnh hưởng, là bao nhiêu âm hành nam nhân khát vọng hai dạng đồ vật ta đoán tiếp qua hai ngày âm hành phải loạn thành một bầy chẳng qua cái này sự tình trời một tìm ta làm gì ta đối mã lâm lại không có hứng thú dù sao nhiều như vậy nam nhân cướp đi cứu nàng vậy ta đoán chừng đi cũng là dư thừa đi còn không bằng thành thành thật thật ở chỗ này lên lớp trời một dùng tay chỉ cái mũi của ta nói không sai chính là muốn ngươi đi cứu nàng ta lập tức kháng nghị nói ta mới không đi mình bạn gái mình đi cứu, mà lại lấy ta đạo hành, đi cũng là cho người khác thêm phiền, cái này toàn bộ âm hành như thế lớn, ta liền không đi bêu xấu. Điều kiện, nói, trời một người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp liền vượt qua rất nhiều nói nhảm, vô cùng đơn giản hai chữ thẳng tới tâm linh của ta. Được, vừa rồi lão thái bà kia quỷ ngươi đoán chừng cũng phát hiện, không phải ngươi sẽ không xuất thủ cứu ta, nếu như ta đem Mã Lâm an toàn mang trở về, ta muốn lão thái bà kia tất cả tư liệu ta nói thẳng, lần này trời máy động nhưng nhíu mày, ánh mắt trôi hướng phương xa, giống như đang suy tư vấn đề gì. đổi một cái, trời một lạnh lùng nói, nhưng biểu lộ có chút khó khăn, loại vẻ mặt này gần như cho tới bây giờ không có trên mặt của hắn xuất hiện qua. vì cái gì, hẳn không có các ngươi thiên môn không biết tin tức đi. trời một thở dài, nói âm hành có âm hành phép tắc, các ngươi là thù riêng, hắn rất nhiều thứ không tiện lộ ra mà lại lão thái bà kia không phải đèn đá cạn dầu, trời một cũng không dám tùy tiện cùng nàng đối nghịch. Còn có trời một kiêng kỵ quỷ hồn, ta không nghe lầm chứ, vẫn là ta còn tại trong ảo giác chưa hề đi ra. Trời nói chuyện rất nhiều chuyện không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy, toàn bộ âm dương giới liền như là một cái giang hồ đồng dạng, có minh tên phái, cũng tỉ như thiên môn, phái Mao Sơn, cũng có ngầm môn phái, đây đều là lẫn nhau chế hành, cho nên âm dương giới cũng có âm dương giới phép tắc quỷ cũng tốt, người cũng tốt, đều phải thủ phép tắc, không phải chỉ có thể một con đường chết. Chẳng qua phép tắc chỉ có thể khung ở kẻ yếu, nếu như người mạnh đến quy tắc từ người chế định, vậy coi như hắn trời một không có nói qua. Mạnh đến chế định quy tắc, ta thật có thể đạt tới loại trình độ kia sao? Ta lắc đầu, bỏ đi cái này buồn cười suy nghĩ, bằng vào ta hiện tại đạo hành, có thể sống sót cũng không tệ, ta liền lão thái bà kia đều đối phó không được. Chẳng qua ta không tới trình độ này, nhưng trời một có thể a. À. Tiểu tử này chính là sợ phiền phức, cho nên ta kiên quyết không đổi điều kiện, ta thật nhiều muốn biết lão thái bà này đến cùng là lai lịch gì, còn có nàng cùng nhà chúng ta ân oán. Trời một giống như thực sự bắt ta không có biện pháp gì, rằng có đến cuối cùng hắn chỉ có thể nói, lão thái bà này địa vị hắn chỉ có thể nói một nửa, một nửa khác liền dựa vào chính ta đi thăm dò. Ta do dự một chút, đành phải đáp ứng, biết một nửa cũng tốt hơn cái gì cũng không biết. Sau đó ta lại vấn Thiên một là cái gì không tự mình đi cứu Mã Lâm, lấy thực lực của hắn, đoán chừng hai ba cái liền giải quyết. Trời đầy miệng bên trên treo lên một tia cười lạnh, nói Mã Lâm trong lòng đang suy nghĩ gì hắn so với ai khác đều rõ ràng, lấy nàng đạo hành, nếu quả thật muốn chạy trốn, đoán chừng không có nhiều yêu ma quỷ quái có thể ngăn cản nàng, nàng chính là nghĩ trời vừa đi cứu nàng. Nói đến đây ta lập tức liền minh bạch, Mã Lâm chỉ là muốn đem trời một dẫn ra mà thôi cho nên trời một là sẽ không đi ra nhưng hắn lại sợ vạn nhất mã lâm thật sự có phiền phức cho nên liền xin nhờ ta đi chẳng qua nói nhiều như vậy ta liền mã lâm đến cùng chuyện gì xảy ra lại muốn đi đâu cứu nàng cũng không biết trời nói chuyện cái này hắn đã điều tra không cần ta lo lắng mã lâm là ngồi lên một gỗ linh sa sau đó liền biến mất tại dương gian cũng tìm không được nữa thân ảnh của nàng linh sa chẳng lẽ ngồi lên đồ chơi kia đi thẳng đến âm phủ đi a à? Linh xa là vận tải linh cứu hoặc hũ cho cốt cỗ xe, người cũng có thể hiểu thành người chết chuyên dụng xe, có chút linh xa mở ra mở ra liền không gặp, cũng không biết mở đi nơi nào, có lẽ chỉ có quỷ biết. Chẳng qua mã lâm cũng vậy, nàng một người sống sờ sờ đi ngồi cái gì linh xa, kia là người sống tùy tiện ngồi xe sao. Trời nói chuyện, ngày đó có cái mở linh xa lái xe đến tìm nàng, hai người sau khi lên xe liền không còn xuất hiện tại dương gian, tình huống cụ thể ai cũng không được biết. Ngay tại hai ngày trước, đột nhiên có vô số quỷ gián tại âm hành lưu truyền, nói nếu ai có thể đem mã lâm cứu ra, nàng liền gả cho ai, lập tức âm hành liền sôi trào. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm nàng, nhưng tạm thời còn không có tin tức, xem ra mã lâm thật đi không nên đi địa phương, âm hành kỳ nhân bí thuật nhiều. Muốn tại dương gian tìm một người cũng không khó khăn, nếu như Mã Lâm còn tại dương gian, tìm liền bị tìm ra. Trời một trong lời nói có hàm ý, giữa ban ngày nghe được ta tê cả ra đầu, gia hỏa này sẽ không phải là muốn đi phía dưới cứu mã lâm a ta một người sống sờ sờ xuống dưới ta mẹ nó còn có thể trở về sao trời vừa gọi ta không cần phải sợ linh xa đi địa phương đúng là một cái thế giới khác nhưng không nhất định chính là âm phủ không tin hắn có thể mang ta ngồi một chuyến linh xa trời một cái này nói chuyện lập tức liền đem lòng hiếu kỳ của ta treo ngược lên đến có hắn mang ta ngồi vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn thế là chúng ta liền ước định đêm nay 12 giờ trong cửa hàng gặp nhau. Trời vừa đi về sau, chuông tan học liền vang, chủ nhiệm lớp chân trước vừa đi, ta lập tức liền chạy về phòng học, quỷ lê nhìn thấy ta sau khi trở về thế mà một chút việc đều không có, lại là kinh ngạc không ngậm miệng được, nói thật là kỳ quái, đến cùng là ai cho ta giải phải độc. Ta hừ lạnh một tiếng, gọi nàng quên đi thôi, không cần tại trên người ta hoa công phu, mặc kệ cho ta hạ cái gì độc, đều là vô dụng công, còn không bằng tránh khỏi công phu đi tra tấn người khác. Quỷ lê giống như nhận cực lớn khiêu chiến đồng dạng, nói lệch không muốn, nàng nhất định sẽ hung hăng tra tấn ta một phen, để ta quỳ xuống đến đối nàng hát chinh phục. Ta nói phi, ta đứng cho người hát người quái dị liền không sai biệt lắm, không nên ép ta, ta nóng giận ngay cả chính ta đều đánh. Ngươi, ngươi chờ xem, hừ, quỷ lê nói một câu nhiều lần một trăm lần lời kịch, sau đó tức giận đến nghiến răng quay người rời khỏi. Sau khi tan học, Lâm Tuyết vui vẻ đi tới, nàng vốn định hẹn ta ăn cơm, nhưng ta đột nhiên ngắm đến Hoàng Phủ Huyền Nhi thế mà đến, ta vội vàng lắc lư nàng nói đau bụng, sau đó đem nàng cho đẩy ra, nếu như bị nàng phát hiện Hoàng Phủ Huyền Nhi gọi ta lão công, vậy nhưng thật sự là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Quả nhiên, Hoàng Phủ Huyền Nhi tới sau trực tiếp ngọt ngào gọi một tiếng lão công, dẫn tới chung quanh đồng học ghé mắt liếc xéo. Ta bận biểu đem nàng lôi kéo ra phòng học, sau đó tận tình khuyên bảo thuyết phục nàng không muốn lại gọi ta lão công nếu như bị những bạn học khác nghe được ảnh hưởng cũng không tốt nhưng nàng không nghe càng muốn dạng này gọi nói nàng lão ba đã đem mình gả cho ta nàng liền là người của ta ta cũng lười cùng với nàng tranh chấp tranh thủ thời gian giải quyết quỷ lê vậy ta về sau cũng không cần gặp lại nàng không phải cho lâm tuyết nghe được nàng gọi ta lão công cái này sự tình nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch ta hỏi nàng có cái gì kỳ độc cũng là thời điểm để quỷ lê nếm một chút chúng độc tư vị hoàng phủ uyển nhi nói đương nhiên là có nói xong nàng móc một cái tiểu bạch bình ra tới cho ta ta mở ra xem bên trong là màu trắng bột phấn người một cái một điểm hương vị đều không có hoàng phủ uyển nhi nói cái này gọi cuồng nhiệt tán phục sau toàn thân huyết dịch điên cuồng vận hành người sẽ xuất hiện cuồng nhiệt triệu chứng coi như ở tại điều hòa không khí dưới đáy cũng sẽ chảy ra một thân mồ hôi nóng mà lại càng lưu càng nóng cả người sẽ nóng đến bạo tạc loại kia, trọng yếu nhất chính là vô sắc vô vị. Còn không có giải dược, nhất định phải chờ đến một giờ dược hiệu qua đi khả năng đình chỉ. Ta nghe xong cái này đích xác là đồ chơi hay, ha ha, lần này còn chưa tới phiên kia con mụ điên xấu mặt. Đã trêu cợt cùng cha tấn ta bao nhiêu lần rồi, lão từ lần này rốt cục muốn báo huyết cửu á. Buổi chiều lên lớp trước đó, ta liền đem cuồng nhiệt tán bỏ vào quỷ lê trong chén, sau đó dùng sức lắc lư, đợi nàng đến về sau, ta tận mắt thấy nàng uống hết ta mới yên tâm, ha ha, trò hay rốt cục muốn lên diễn. Qua đại khái 20 phút, quỷ lê rốt cục cảm thấy không thích hợp, nàng toàn thân đều nóng lên, ta nhìn thấy trên trán của nàng tất cả đều là mồ hôi nóng, quần áo đều ướt đẫm. ngay tại lúc này, nàng đột nhiên quay đầu chừng ta liếc mắt, giống như phát hiện ta việc ác. Ta cũng không có lùi bước, không cam lòng yếu thế về chừng mắt liếc, làm sao giọt, không nghĩ tới a. À ca ca cũng sẽ hạ độc người liền đợi đến xấu mặt đi quỷ lê càng ngày càng khó thụ nàng rất nóng rất nóng quần áo tất cả đều ướt sũng ta đoán chừng đều có thể cho vạn suốt thủy tới thế nào chịu không được a à? vậy liền trừ quần áo a à? ta cười hắc hắc nói hư lưu manh đồ lưu manh nếu như không phải còn tại lên lớp đoán chừng nàng đều muốn trách móc lên sau đó cầm đao đâm chết ta nhưng mắng ta cũng không thể giải quyết vấn đề trên thân vẫn là nóng khó chịu quỷ lê bây giờ không có biện pháp nhưng bây giờ là mùa hè quần áo trên người cũng không nhiều liền một kiện cũng không thể trừ a à. nàng bắt đầu không ngừng uống nước không ngừng dùng sách vở quạt nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì ngược lại càng ngày càng nóng trên người mồ hôi cùng nước đồng dạng chảy giống như bị dầm mưa qua mùi mồ hôi bẩn lập tức liền trong phòng học truyền ra thời tiết này vốn là nóng trong phòng học còn buồn bực người nói mùi vị đó truyền tới về sau ai nhận được rồi. Mọi người phát hiện là quỷ lê phát ra mùi mồ hôi bẩn về sau, tất cả đều nhìn về phía nàng, sau đó che mũi đối nàng chế diễu, liền lão sư đều không tự chủ che mũi, một bộ chịu không được dáng vẻ. Quỷ lê rốt cuộc chịu không được mọi người ánh mắt khác thường, cuối cùng tông cửa xông ra, nàng đi ra ngoài thời điểm ánh mắt mạnh mẽ chừng ta một chút, chẳng qua lần này khóe mắt của nàng mang theo nước mắt, có thể là bởi vì nàng lần thứ nhất bị người khi dễ nguyên nhân đi dù sao ta không có gì cảm giác tội lỗi, người tới ta đi mà thôi, nàng trước đó còn muốn mạng của ta, ta cho nàng một chút xíu giáo huấn tính xong. Quỷ lê thẳng đến sau khi tan học đều không tiếp tục xuất hiện, ta cũng không có đem cái này sự tình để ở trong lòng, đợi đến ban đêm lúc 12 giờ trời một ngay tại tiệm của ta trước cửa thổi một tiếng huyết sáo, ta vội vàng chạy ra, trông thấy hắn mặc một thân lãnh khốc đen chờ ta ở bên ngoài, trên lưng vẫn là có một cái hộp, kia bên trong đựng đều là thiên gia liệt tổ liệt tông linh bài, ta lần trước được chứng kiến, uy lực rất lớn. Đi theo trời vừa đến ven đường, hắn cũng không nói chuyện, đứng tại ven đường lặng lặng chờ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, nhưng vẫn là không rên một tiếng. Ta nói trời lão đại, chúng ta đây là tại làm gì? Chờ xe sao? Chờ xe trực tiếp gọi A, à? hiện tại có áp bao nhiêu thuận tiện? Trời một lắc đầu, nói hắn chờ xe không gọi được, chỉ có thể chờ đợi. Vậy ta nói xe lúc nào đến? còn phải đợi bao lâu? Trời một lại lắc đầu, nói không biết, chờ hay không chờ đến cũng còn muốn nhìn duyên phận. Qua đại khái một cái giờ, ta ngáp một cái, nhìn một chút điện thoại đã một điểm, trời nhất đẳng xe làm sao còn chưa tới. Đúng vào lúc này, trời ngẩng đầu một cái nhìn thoáng qua mặt trăng, sau đó thản nhiên nói, đến rồi. Ta cũng ngẩng đầu nhìn một cái mặt trăng, phát hiện đã bị một đóa mây đen cho che lại, lúc này từ đằng xa bắn tới một chiếc xe hàng lớn, ta nhìn thấy lái xe mắt quầng thâm đặc biệt nghiêm trọng, còn liên tiếp ngáp một cái, đoán chừng là chuyến tàu đêm mở nhiều, tinh thần không phấn chấn, mệt nhọc điều khiển là cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại xe tải lái qua một giây đồng hồ, trời máy động nhưng dắt lấy ta nhảy lên chiếc này xe tải đằng sau, khá lắm, tài xế này chẳng những mệt nhọc điều khiển, thế mà liền xe cửa đều không liên quan, chẳng qua trời kéo một cái ta bên trên tới đây làm gì. Chẳng lẽ chính là chiếc kia linh xa? Ta nhìn thoáng qua toa xe, lập tức liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì nơi này bên cạnh thế mà còn có ba cái người sống, bọn hắn tại sơn đen mà đen toa xe bên trong đánh lấy đấu địa chủ, trông thấy hai chúng ta sau cũng không hố âm thanh, y nguyên chuyên chú đánh lấy bài. Trời vừa tiến đến về sau, cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống, sau đó ngồi xếp bằng, mắt đóng chặt. Ta hỏi chúng ta bây giờ đi đâu? Không phải đi nói ngồi linh xa sao? Làm sao lên chiếc xe này đến rồi? Trời khép lại suy nghĩ nói, chúng ta bây giờ cưới chính là chiếc kia linh xa. Ta nói người đừng nói giỡn, cái này xe đã không người chết cũng không có hũ cho cốt, không phải linh xa. Trời một không trả lời vấn đề của ta, mà lại không nói thêm gì nữa, liền cùng ngủ giống như, ta nói người đi ngủ không quan hệ, kia dù sao cũng phải đem điểm cuối cùng nói cho ta đi. Hiện tại chúng ta cũng không phải nhờ xe, mà là chuồn êm chạy tới, lái xe cũng sẽ không gọi chúng ta xuống xe. Trời một vẫn không có để ý tới, nếu không phải hắn còn hô hấp, ta đều cho là hắn chết rồi. vậy cái này chiếc xe liền thật biến thành linh xa. trời một không nói chuyện với ta, ta một người đợi một hồi liền có chút phiền muộn, còn không bằng đi qua nhìn kia ba vị lão huynh đấu địa chủ, mà lại ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. ba người này nhìn chúng ta sau khi lên xe cũng không để ý tới, chẳng lẽ bọn hắn không sợ đi lên là cái gì lung tung ngổn ngang người? tốt xấu cũng nói cho một tiếng lái xe a, à. ta sẽ tới về sau bọn hắn đột nhiên liền dừng tay lại bên trong bài ba người mắt nhất trí nhìn về phía ta trong mắt như là người chết không nhúc nhích đem ta dọa giật mình qua năm giây sau bọn hắn mới cười một tiếng nói huynh đệ ngươi chừng nào thì đi lên vừa rồi đánh đấu địa chủ quá nhập thần cũng không phát hiện có người lên xe ta nói mình mới vừa lên đến đương nhiên không dám bản giao mình chuồn êm đi lên sự tình mà là lừa bọn họ nói là nửa đường lái xe tiếp khách nhân ba người bọn hắn ồ một tiếng liền không có lý sẽ ta tiếp tục đánh lấy đấu địa chủ lập tức bầu không khí liền an tĩnh quỷ dị ta cảm giác ba người này có chút là lạ nhưng lại nói không nên lời quái chỗ nào thế là liền hỏi ba người bọn hắn đi đâu bọn hắn nói mình cũng không biết lái xe đưa bọn hắn tới chỗ nào ngay tại nơi nào xuống xe cái này khiến ta có chút hiếu kỳ nào có người không biết đi đâu trừ phi bọn hắn cùng lái xe rất quen thế là ta liền hỏi bọn hắn cùng lái xe là quan hệ như thế nào Ba người bọn hắn đều nói cùng lái xe không biết, hoàn toàn xa lạ người một cái, không có bất cứ quan hệ nào. Cái này càng thêm kỳ quái, không biết còn để lái xe đưa đến cái kia liền đi đó. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, bọn hắn đánh bài poker tựa như là phản, này làm sao nhìn. Lại đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có người có thể phản lấy nhìn bài poker đánh sao. Ngay tại ta đầy cõi lòng nghi ngờ thời điểm, đột nhiên liền nghe được phía trước lái xe đang đánh điện thoại. Lão bản, có chút kỳ quái, ta làm sao tìm được không đến hỏa táng chàng đường rồi. Đường không sai nha, ta đều chạy 3 năm, làm sao có thể còn không biết đường, nhưng rất kỳ quái, ta đi dạo nửa ngày cũng không tìm tới hỏa táng chàng vị trí, mà lại con đường này ta nhìn có chút lạ lắm, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Yên tâm, thi thể không có việc gì, đều tốt. Uy, lão bản, lão bản, ta đi, cái này nơi quái quỷ gì liền tín hiệu đều không có lái xe hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại sau đó không còn có nói qua lời âm ta nghe xong điện thoại của hắn về sau lập tức liền minh bạch cái này nguyên lai like thật sự là trừ hỏa táng trận linh xa chẳng qua giống như lạc đường tiến vào một đầu không biết lạ lẫm đường nhỏ bên trong đi không chờ một chút không đúng hắn vừa rồi giống như nói cái này trên xe có thi thể nhưng thi thể đâu không gặp rồi không cánh mà bay Đúng vào lúc này, ba cái kia đánh bài người một mặt tái nhợt nhìn qua ta, sau đó quỷ dị đối ta cười, hỏi ta đang tìm cái gì. Ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tò mò hỏi, cái này trên xe có phải là có thi thể? Thi thể đi đâu rồi? Bọn hắn đồng loạt đem bài poker nhét vào trong tay ta, nói để ta cùng bọn hắn đánh một cái, thắng liền nói cho ta. Kia thua đâu, ta tò mò hỏi. Ba người cười cười, nói thua liền phải ta cùng bọn hắn đi, bọn hắn đi đâu, ta liền phải đi đâu? ta do dự một chút, nói xong a, à. đánh bài cái đồ chơi này, ta vẫn có chút lòng tin, cứ việc cái này bài là phản, ta y nguyên không sợ bọn họ. bọn hắn trừ một người sau khi rời khỏi đây, vẫn là cùng ta đánh đấu địa chủ. ta cầm một tay bài tốt, không nói hai lời liền phải địa chủ. bọn hắn sau khi thấy được thế mà quỷ dị cười một tiếng, biểu lộ đặc biệt cổ quái, chẳng lẽ có cái gì mở ám hay sao? ta là địa chủ ta trước ra trực tiếp liền ra một tấm đơn ba, để ta không nghĩ ra chính là, bọn hắn thế mà không muốn. Ba là đấu địa chủ bên trong nhỏ nhất, cái này đều không cần. Kia còn đánh cái cái giám A. À. Ta trực tiếp nhanh như chấp đem bài cho vẫy khô chỉ toàn, trong lúc đó bọn hắn thế mà một lần đều không cần, chẳng qua ta cũng lười để ý đến bọn họ, dù sao ta thắng chính là. Ta thắng, mau nói thi thể đi đâu rồi, có phải là cho các ngươi trộm rồi, ta hỏi, nhưng sợ kinh động phía trước lái xe cho nên không dám quá lớn âm thanh không là người thua ba người bọn hắn chăm miệng một lời nói khắp khuôn mặt là nụ cười xảo trá ta thua các ngươi chưa tỉnh ngủ a à. ta đều trốn xong bài làm sao có thể thua chơi xấu cũng không phải như vậy đùa nghịch a à. bọn hắn chỉ vào bài nói bài là phản cho nên cách chơi cũng là phản ta xem ra là thắng kỳ thật chính là thua ta dựa vào cái này không phải là ai kêu địa chủ ai thua sao. Không tính, lại đến, vừa rồi không rõ ràng quy tắc. Ba người bọn hắn mặt tái nhợt góp đến cùng một chỗ, sau đó chậm rãi hướng ta tới gần, ta nói các người muốn làm gì. Ta cũng không thích nam nhân, lớn không được ta nhận thua chính là. Bọn hắn bắt đầu cười hắc hắc, nói ta không phải muốn tìm thi thể sao. Hiện tại bọn hắn liền nói cho ta thi thể ở đâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trên người bọn họ phun ra một đạo bạch khí, sau đó ba người quần áo trên người đều biến thành áo liệp, trên mặt xoa một tầng bạch bạch dày phấn, tựa như là người chết trang, trên mặt bọn họ cùng bờ môi một điểm huyết sắc đều không có, cùng người chết không khác. Ba người chúng ta, chính là thi thể, hắc hắc, bọn hắn càng góp càng gần, sau đó vươn tay chậm rãi bóp hướng cổ của ta, thua liền theo chúng ta đi thôi, đây là người đáp ứng. Nha, ta ngáp một cái, vươn người một cái, nhàn nhạt trả lời một câu. Kia ba bộ thi thể nhìn ta như thế lạnh nhạt, đột nhiên ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ. Chẳng qua sau đó bọn hắn lại khôi phục khuôn mặt dữ tợt, màu xám móng tay hung hăng hướng ta bóp đi qua. Ta thân thể co rụt lại, tránh khỏi, sau đó ba ba hai tiếng, phân biệt phiến bọn hắn một bàn tay, đem bọn hắn cho phiến mộng quá khứ. Kỳ quái, chúng ta là thi thể, tiểu tử này làm sao đánh chúng ta trên mặt nóng bỏng, thi thể cũng sẽ đau không? Trong đó một cỗ thi thể kỳ quái hỏi. Bọn hắn liếc nhìn nhau, phát hiện mặt của đối phương đều hồng hồng, cảm giác muốn lửa đồng dạng, còn có một cỗ mùi khét. Ta dương lên trong tay hoàng phù, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng, dọa đến bọn hắn vội vàng lui về sau, nhưng đã muộn, lại là ba ba hai tiếng, ba bộ thi thể mặt đã tản ra hắc khí, hai bên mặt đều cùng đốt cháy khét bỏ bít tết đồng dạng. Đau, đau, tha mạng, tha mạng, ba bộ thi thể bịch một tiếng, hướng ta quỳ xuống. Ta lại ngáp một cái, sau đó dối hạ lưng mỏi, kỳ thật tại vừa rồi lái xe gọi điện thoại thời điểm ta đã biết cái này ba cái là sớm đã chết đi thi thể, chỉ là quá nhàm chán, liền bồi bọn hắn chơi đùa, bình thường đến nói đưa đi hỏa táng chàng thi thể sẽ không quá mãnh nếu như là chết thảm, Linh xa lái xe sẽ không lựa chọn ở buổi tối đưa hàng, dạng này quá không may. Thế nào, còn đấu địa chủ không? Ta gõ gõ bọn hắn đầu, coi như bọn họ không may, gặp gỡ ta, nếu như là người bình thường, đoán chừng thật đúng là cho bọn hắn tìm cái thế thân, chẳng qua người bình thường làm sao nửa đêm canh ba chạy lên linh xa, cái này ba đầu thi thể cũng hoàn toàn chính xác có chút xuẩn. Không được, không đấu, không đấu, bọn hắn chăm miệng một lời nói, sau đó hoảng sợ nhìn qua ta, vừa rồi ta trong lòng bàn tay cất giấu hoàng phù, đoán chừng đem bọn hắn đánh sợ, hai bên mặt đều đánh cho cháy đen, trên mặt còn có huyết thủy hỗn hợp có, nhìn xem có chút đói nhưng lại có chút buồn nôn, Đúng vào lúc này, đột nhiên lái xe dừng xe, kia ba bộ thi thể phù một tiếng, một trận bạch yên qua đi, lại biến thành ba cái người chết nằm trên xe, nhưng trên mặt người chết trang đã bị ta đánh hoa, mà lại cùng cháy đen bỏ bít tết đồng dạng. Lái xe dừng xe về sau, trời máy động nhưng mở mắt ra, nói một tiếng hỏng bét, xe không thể ở đây ngừng. Trời một vừa dứt lời, đột nhiên toa xe cửa sau liền bị mở ra, một chùm đèn pin quang chiếu vào, ta định chử xem xét, là vừa rồi lái xe đại thúc lái xe có chút kinh ngạc, không nghĩ tới buồng sau xe thế mà nhiều hai cái người sống, hắn quát to một tiếng, hỏi chúng ta là làm gì. Vì sao lại lên xe của hắn, gọi chúng ta tranh thủ thời gian xuống xe lăn. Sau đó hắn liếc một cái thi thể, phát hiện thi thể mặt có chút dị thường, giống như đốt cháy khét đồng dạng, hắn lập tức phẫn nộ lên, chất vấn chúng ta đến cùng đối thi thể làm cái gì. Trời một nhìn thoáng qua sau lưng của hắn, đột nhiên chân mày cao lại, tài xế kia tính tình còn rất gắt gỏng, hoàn toàn không giả hai người chúng ta, hắn về đầu xe tìm một cây côn sắt liền nghĩ cùng chúng ta đánh nhau. Ta chỉ có thể nói hắn lá gan thật mập, hiện tại nửa đêm canh ba, cùng chúng ta náo lên căn bản không có chỗ tốt gì, muốn chúng ta là người xấu, đoán chừng giết hắn chôn xác đều không ai biết, cho nên nói mở linh xa lái xe lá gan đều rất lớn, tính tình cũng không nhỏ. Nhưng tài xế này còn không có lên xe, trời một liền nắm tay đặt tại hắn kiểm môn, khuôn mặt bên trên, lái xe giấy ruộng vung một chút, trời một cũng không có làm khó hắn, vội vàng buông lỏng tay ra. Mỗ mỗ, lão tử chơi chết hai người các ngươi tiểu tử thúi, nếu là lão bản biết thi thể xấu, ta ba tháng này tiền lương trên cơ bản cũng đừng nghĩ cầm. Lái xe lửa giận càng thêm lớn, đối chúng ta tức miệng mắng to, còn cầm gậy sắt dự định đi lên cùng chúng ta liều mạng. Trời một không tránh cũng không tránh, mà là lạnh lùng nói một câu, nhìn phía sau của ngươi. Lái xe vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền hô một câu ta giọt má ơi người liền cùng như bị điên bò lên trên xe trời một tay vung lên hai bên cửa xe lại lần nữa đóng lại đại thúc người thế nào rồi ta tò mò hỏi mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng làm sao nhìn thoáng qua phía sau liền dọa đến tẻ ra quần lái xe sắc mặt tái nhợt trên trán đều là mồ hôi lạnh miệng há thành o hình sau đó miệng lớn hít thở cũng không trả lời vấn đề của ta mình nói thầm lấy đây là địa phương nào đây là nơi nào ta nhìn hắn một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cả người đều dọa mộng, đoán chừng hỏi hắn cũng là hỏi không, thế là quay đầu vấn thiên một sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trời nói chuyện, cái này Linh xa đã sớm mở ra dương gian, nhưng đến cùng mở đến địa phương nào, không có ai biết, lúc này Linh xa là không thể ngừng, dừng lại liền đạt được sự tình, hiện tại rất nhiều đồ vật đều tụ tới, vừa rồi hắn giúp lái xe mở rộng tầm mắt, đoán chừng nhìn thấy vật gì đáng sợ, người đều dọa trong ngốc mở linh xa kỳ thật lá gan đều rất lớn, mà lại mở ba năm linh xa, kia đoán chừng cái gì cổ quái sự tình đều gặp không sai biệt lắm, cái nhìn này liền sợ đến như vậy, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. Quỷ, vẫn là có cái gì những vật khác. Ta vấn thiên một, trời nói chuyện hắn cũng không biết, nơi này cái gì khí đều có, trừ âm khí còn có sát khí, thi khí, tử khí, không may, những cái này sẽ ảnh hưởng người thần kinh não, cho dù là mở rộng tầm mắt, mỗi người nhìn thấy đồ vật đều không giống thật tà môn như vậy, ta nhớ mày nghĩ mở cửa xe tìm tòi hư thực, trời một lại đem ta túm trở về, nói tuyệt đối không thể lại mở cửa. hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được cái này xe chung quanh đã tới rất nhiều đồ vật. trời một vừa dứt lời, đột nhiên cửa khoang xe liền bị vỗ một cái, ta bị bất thình lình tiếng vang dọa một cơ linh, lái xe càng là trực tiếp dùng trên thi thể quần áo che kín đầu của mình, sau đó nói thầm lấy đừng đến tìm ta, đừng đến tìm ta có lần thứ nhất tiếng vang về sau, tùy theo mà đến chính là không ngừng gõ âm thanh cùng ô ô tiếng kêu, nghe vào tựa như là phong thanh, nhưng lại tựa như là động vật tiếng kêu, có chút quái dị. Trời lão đại, chúng ta giống như bị vây công, làm sao bây giờ? Muốn giết ra ngoài sao? Mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, ta đều không phải rất sợ, ta cùng trời hợp lại tay, hẳn là có thể giết ra một đường máu. Trời một lắc đầu, nói không thể, cái này bên ngoài xe đồ vật không đơn giản, không thể liều mạng, nhưng là chúng ta cũng không thể một mực ngồi chờ chết, được ra ngoài thúc đẩy linh xa rời đi cái này. Ta có chút không hiểu, muốn đi ra ngoài lái xe, đây không phải là còn phải giết ra ngoài sao? Cái này xe đã bị vây, muốn trở lại ghế lái, nhất định phải liều mạng. Trời một không nói gì, mà là từ thi thể trên thân kéo xuống hai khối vải, gọi ta cùng lái xe bịt kín mắt, sau đó hai người vịn xe chậm rãi sờ về ghế lái. Ta nói cái này không nói nhảm sao? phía ngoài đồ vật mạnh như vậy ta còn bịt kín mắt đến lúc đó bị ăn sống cũng không biết trời nói chuyện không sao chỉ cần bịt kín mắt những cái kia đồ vật trong thời gian ngắn tổn thương không được chúng ta nếu như mắt mở ra hơi không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ tâm trí lại cũng không trở về được dương gian mà lại hắn sẽ ở phía sau yểm hộ chúng ta thẳng đến chúng ta bên trên ghế lái ta nói ngươi không che mắt sao vạn nhất ngươi bị thôn phệ tâm trí liền càng thêm không xong Trời máy động nhưng cười lạnh một phen, nói thế gian này, không có bất kỳ vật gì có thể thôn phệ tâm trí của hắn, hắn thiên gia người, trời sinh ở giữa tâm cường đại, tại hắn ký sự ngày đó trở đi, sợ hãi loại cảm giác này liền đã bị tước đoạt, mặc kệ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần ngươi không e ngại, tâm trí liền sẽ không loạn. Nói cũng đúng, có tâm tư lo lắng trời một, còn không bằng lo lắng lo lắng cho mình, còn có cái này đã sợ đến kém chút tè ra quần lái xe đại thúc. Ta vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, hy vọng hắn đứng lên, nhưng hắn lại cùng cái tôm chân mềm đồng dạng, đầu tiến vào thi thể trong quần áo, thân người cong lại, chết sống không chịu ra tới, mới vừa rồi còn cùng con lão hổ đồng dạng hung mãnh, bây giờ lại sợ giống chuột. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép đem hắn kéo ra tới, sau đó dùng lực phiến hắn mấy cái tát, người khác lập tức liền bình tĩnh lại, nhưng thân thể vẫn là đang run. Ta đem kế hoạch cùng hắn nói một lần nói muốn rời đi cái này, nhất định phải trở lại ghế lái một lần nữa thúc đẩy linh xa, không phải ba người chúng ta đều không thể quay về, chỉ cần bịt kín mắt, bên ngoài những cái kia đồ vật liền tạm thời tổn thương không được chúng ta. Lái xe ngay từ đầu chết sống không chịu, vốn là sợ, còn bịt kín mắt, đến lúc đó bị hố cũng không biết, về sau bây giờ không có biện pháp, ta lại phiến hắn mấy cái cai tát hắn mới nơm nớp lo sợ đáp ứng. Ta cùng lái xe bịt kín mắt về sau, trời nói chuyện chuẩn bị kỹ càng, sau đó chỉ nghe thấy kít một tiếng, xe cửa bị mở ra. Nhảy, trời một quát to một tiếng, ta lập tức sắt lấy lái xe nhảy xuống, ta vững vàng rơi xuống trên mặt đất, nhưng lái xe lại ai nha một tiếng, giống như quảng chó gặm bùn. Ta vội vàng đem hắn lôi dậy, hỏi hắn có sao không, nhưng hắn lại gọi một tiếng mẹ về sau, liền khóc lên, ta nói người thế nào rồi. Liền xe điểm kia cao độ, không đến mức đem người cái đại nam nhân quảng khóc đi. Lái xe nói không là là quá dọa người, nhảy xuống thời điểm quần đều nước tiểu ẩm ướt. Trách không được ta nghe được mùi hôi thối, hóa ra là con hàng này dọa đến tè ra quần, chẳng qua cũng không thể trách hắn, cái này phía ngoài xác thực khủng bố, mặc dù chúng ta nhìn không thấy, nhưng kia chung quanh tiếng vang là đủ đem một người sợ mất mật. Chung quanh thổi mạnh thấu xương âm phong, mà lại tại chúng ta bên tai hô hô vang, không bao lâu lại biến thành ủng ục ủng ục tiếng kêu, nghe để người cảm thấy ra đầu run lên, cái này còn không chỉ, chúng ta nhảy xuống, giống như có mười mấy con để tay tại trên người chúng ta, kia tay lạnh buốt thấu xương, liền cùng trong tủ lạnh vừa lấy ra khối băng đồng dạng, càng thêm dọa người chính là, ta có thể cảm giác được những cái này tay đều là sáu cái ngón tay, mà lại mỗi cái đều là, ta cũng không biết vì sao lại cảm giác được. Cảm giác đặc biệt quỷ dị. Chạy mau, các ngươi chỉ có ba phút, trời máy động nhưng tại đỉnh đầu chúng ta hô một câu, sau đó chung quanh tiếng vang liền ngừng, chỉ nghe thấy trời một tiếng bước chân rồn rập, nhưng vẫn là có không ngừng tay hướng chúng ta sờ qua đến, có chút tay còn dính đầy dịch nhờn, sờ tại trên mặt ta cảm giác quái buồn nôn. Đại thúc, chạy A, à, người đứng yên làm cái gì, người muốn làm cột điện vẫn là sao? Kỳ thật 3 phút đầy đủ, liền điểm kia khoảng cách, nếu như có thể bình thường đi, đoán chừng 1 phút đồng hồ liền có thể sờ về ghế lái. Ta, ta run chân, lái xe khóc nói. Dựa vào, thí sự thật nhiều, nếu là ta biết lái xe liền để hắn tại toa xe đằng sau ở lại được rồi sẽ chỉ chậm chế sự tình không có cách ta không thể làm gì khác hơn là một cái tay đỡ lấy hắn sau đó một cái tay sở lấy bên cạnh xe xuôi theo chậm rãi đi hướng đầu xe ghế lái đi mười mấy giây sau đột nhiên lái xe không chịu đi ta có chút kỳ quái hỏi hắn lại thế nào rồi lái xe nói ra một câu để ta trợn mắt hốc mồm nói đầu hắn rơi ta lập tức không biết nói cái gì cho phải người mẹ nó đầu rơi làm sao nói đây không phải là chết sao người còn sống làm sao biết đầu ngươi rơi còn có thể nói chuyện người dùng cái mông nói a à. lái xe lại khóc lên nói đầu hắn thật rơi chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là có thể nói chuyện ta hiện tại nhìn không thấy cũng không biết hắn nói thật hay giả chẳng qua một người sống đột nhiên nói cho người đầu hắn rơi là cảm giác gì trừ hoảng sợ chính là chất vấn còn có để người cảm thấy vô cùng quỷ dị nếu như đầu của hắn thật rơi, vậy ta thật không biết còn có nên hay không đi lên phía trước. Do dự 10 giây sau, ta rốt cuộc quyết định chủ ý, nói không quản người có đúng hay không đầu rơi, về trước trên xe lại nói. Lái xe còn không chịu đi, nói đầu hắn đều rơi, trả về trên xe có làm được cái gì, hắn phải đem đầu của mình kiếm về, bằng không thì cũng không có cách nào lái xe, nói xong cũng muốn tránh thoát ta tay mình tìm đầu đi. Ta nói cái này nhưng vạn vạn không được, hiện tại che mắt, nếu như tay không chạm đến xe, nghĩ một lần nữa trở lại ghế lái là rất khó, mà lại che mắt cái kia nhìn thấy, làm sao tìm được đầu? Trời một cũng nói chúng ta chỉ có 3 phút, nếu như thời gian vừa tới, ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì không. Lái xe căn bản liền không nghe lời của ta, khăng khăng muốn đi tìm đầu, ta tính tình cũng tới đến, một chân quét vào trên đùi của hắn, đem hắn quét ngã trên mặt đất, sau đó một cái tay đem hắn đè lại, ngay sau đó tay đi lên sờ, nhưng ta chỉ mò đến cổ của hắn ta dựa vào, đầu đâu. Gia hỏa này đầu thật không gặp, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lái xe nằm dạp trên mặt đất, đau khổ nói chính hắn cũng không biết, đi tới đi tới đầu thật giống như không có, nói xong lại khóc lên, nhưng lần này tiếng khóc buồn buồn, có điểm lạ. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi tới đi tới đầu không gặp, càng thêm kỳ quái là, hắn rõ ràng không có đầu, lại có thể nói chuyện cùng đi đường, cùng người sống đồng dạng, coi như thì biến cũng không có nhanh như vậy nha. trời lão đại, trời một, người ở đâu? lái xe đầu không gặp, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? trời một mắt không có bịt kín, ta vội vàng hướng hắn cầu cứu, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. nhưng kỳ quái là trời một không trả lời ta, cũng không nghe thấy hắn động tĩnh. vừa rồi hắn còn có tiếng bước chân, nhưng bây giờ cái gì đều không có, chung quanh yên tĩnh, khiến cho người ta sợ hãi. cái này so vừa rồi nghe được quái thanh còn kinh khủng hơn. Mặc kệ, đừng nói ngươi không có đầu, ngươi coi như chỉ còn lại cái đầu, ta cũng phải đem ngươi làm tới trên ghế lái đi. Hiện tại đoán chừng còn lại một phút đồng hồ, lại không nắm chặt, khả năng liền xảy ra đại sự. Ta dắt lấy lái xe cổ áo, sau đó dùng sức đem hắn hướng phía trước kéo, ra hỏa này liều mạng dẫy dụa lấy, chết sống không chịu đi, nói muốn nhặt đầu. Nhặt em gái ngươi, ngươi biết đầu rơi tại cái kia sao? Hiện tại không cần quan tâm nhiều, trở lại ghế lái lại nói, bằng không, ta sợ hai người chúng ta đều muốn gãy ở đây. Đầu của ngươi ở đây, đằng sau, đằng sau. Đột nhiên trời một hô một câu, nhưng thanh âm của hắn có điểm là lạ, về sau ta nghĩ nghĩ, khả năng không phải thanh âm quái, nói là lời nói quái. Trời vừa nói đồng dạng đều là tương đối bình thản, trong giọng nói mang theo băng lãnh, mà lại lúc nói chuyện ngôn ngữ phi thường ngắn gọn, sẽ không liên tục hô hai câu phía sau, cái này nói chuyện có khả năng không phải trời một. Nhưng lái xe nghe được câu này về sau, người cùng như bị điên, ta một cái tay rốt cuộc đè không được hắn, hắn liều mạng dẫy dụa lấy, kém chút không có đem ta cho quật ngã. Ta nói người đừng xúc động, lời mới vừa nói cái kia có gì đó quái lạ, người tỉnh táo một điểm, chúng ta trở lại ghế lái lại bàn bạc kỹ hơn. Lái xe cái kia nghe vào tai, vẫn là cùng như bị điên, ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng dắt lấy y phục của hắn, nhưng hắn thực sự là quá điên cuồng, Quần áo đều kém chút cho ta xé nát. Không được, không thể để cho gia hỏa này đi ra ngoài, ta không biết lái xe, nếu như không có hắn, ta cùng trời một khả năng liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ta cũng không tiếp tục nghĩ khách khí với hắn, một quyền đánh vào lái xe trên ngực, hắn phát ra một tiếng đau khổ trầm đục, sau đó đối ta chửi ầm lên, ta cũng không có phản bác, lại cho đến một quyền, lần này hắn trung thực, nhưng lại khóc lên, nói hắn không có đầu nhưng làm sao bây giờ? ta nói binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sở cái trùy, không có đầu ta cho người theo cái cái bô đi lên, đồng dạng dễ dùng. Hiện tại đại khái còn lại 30 giây thời gian, ta cũng không còn lề mề, trực tiếp bắt lấy lái xe một cái chân liền kéo lấy hắn đi lên phía trước, rất nhanh liền sờ đến cửa xe thanh, ta thuận lợi mở cửa xe về sau, liền đem lái xe cho nhét đi vào, sau đó mình cũng tranh thủ thời gian chui vào bên trong, lại đem cửa xe cho đóng kỹ, hiện tại hẳn là có thể đem che mắt phải cho lấy xuống ta không chút do so dự lấy xuống vải sau đó thư liếc thấy hướng lái xe phát hiện đầu của hắn lại cúp tại dây lưng quần bên trên nước mắt còn tại ô ô bão tố đem cột vào trên mắt phải đều ướt nhẹp ta dựa vào trách không được còn có thể nghe được hắn nói chuyện nguyên lai ra hỏa này đầu lại cúp tại dây lưng quần bên trên chính hắn chẳng lẽ không biết sao cái này còn không phải quái dị nhất hắn một người sống đầu thế mà thần không biết quỷ không hay rất xuống nhưng hắn còn sống, có thể nói chuyện đi đường, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy dọa người, cái này đến cùng là địa phương nào, vì sao lại phát sinh dạng này việc lạ. Vì xác định lái xe còn sống hay không, ta đi sờ sờ trái tim của hắn, phát hiện còn bịch bịch nhảy, lúc này mới xác định hắn thật còn sống, chẳng qua cái này sự tình cũng quá quái dị. Lái xe còn không biết mình đầu treo ở dây lưng quần bên trên, dọa đến khóc thành cái nước mắt người, nước mắt nước mũi chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là, một đại nam nhân khóc thành dạng này cũng là quái lúng túng, ta sợ hắn còn tiếp tục như vậy sẽ bị dọa sợ. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta nghe được phía sau toa xe chuyển đến đông 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 ba tiếng, ta lớn tiếng hô một câu, là trời lão đại sao. Trời một không trả lời, mà là trực tiếp ở phía sau hô một câu, nhanh lái xe. Đây mới là trời một, nói chuyện lãnh đạm, ngôn ngữ ngắn gọn, trong đó còn kèm theo bá đạo cùng không thể chất vấn mệnh lệnh ta nói cái này lái xe không được có việc lạ lái xe đầu rơi treo ở dây lưng quần bên trên ta cũng không biết hiện tại làm thế nào trời một trầm mặc một hồi sau đó mới lên tiếng dọa một cái hắn đầu liền tự mình trở về ta phù một tiếng liền cười nói lão nhân ra người không cho ta nói đùa sao ta chỉ nghe nói qua ợ hơi đột nhiên dọa một cái sẽ tốt đầu rơi dọa một cái sẽ trả nguyên thế nhưng là lần đầu nghe nói qua không đúng rơi đầu còn sống sự tình giống như cũng đã là chưa từng nghe thấy trời nói chuyện ta làm theo là được đừng lại nhảy cả ngày ta nhếch miệng không có cách hiện tại cũng chỉ đành nghe trời một chỉ là muốn làm sao dọa tài xế này đâu nghĩ nửa phút ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt sau đó đối lái xe nói ta dựa vào đại thúc ta giống như trông thấy đầu của ngươi tại ngoài cửa sổ xe chẳng qua giống như đã bị đạp nát cùng bên đường người khác không muốn dưa hấu nát đồng dạng chật 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 óc đều đụng tới đáng thương lái xe nghe xong dọa đến gào khóc khóc giống lên toàn bộ thân thể đều đang run rẩy giống như mình đã chết đồng dạng tay chân đều tại run rẩy đúng vào lúc này đột nhiên đầu của hắn cùng lò so đồng dạng thế mà tự động đạn trở về kém chút không có lóe mù mắt chó của ta omg, cái này cũng được trời một thật sự là thần ai tiểu tử đầu của ta giống như trở về hắc hắc trở về Lái xe sờ sờ đầu của mình, sau đó cổ không ngừng lắc lắc, đem đầu của mình đổi tới đổi lui, cùng một cái đồ đần đồng dạng cười, còn vội vàng lấy xuống mình trên mắt phải. Ta nói người xác định đầu của mình vững chắc sao, ta vừa rồi nhiều sợ đầu của hắn lại cho bỏ rơi đến. Lái xe xoay mấy lần cổ, nói vững chắc nha, giống như trước kia dễ dùng, giống như cũng không có cái gì tổn thương, cái này khiến ta cực kỳ nghi hoặc, tại sao có thể như vậy, quá quái dị đi sống đầu người đến rơi xuống sau còn có thể tự mình bắn về đi, ta chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Lái xe, trời một lại ở phía sau thúc giục nói, mà lại lúc này cửa xe giống như bị cái gì đụng chạm lấy, phát ra to lớn phanh phanh âm thanh, đồng thời cả chiếc xe đều đang lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ đồng dạng, xem ra những cái này đồ vật muốn ngăn cản chúng ta rời đi, định đem xe cho chỉnh ngã. Nhanh lái xe, chiều ta lấy lái xe hô. Có ngay, ngồi vững vàng, lái xe tìm về đầu về sau, lớn thụ cổ vũ, cũng không có trước đó như vậy sợ, tăng thêm chính hắn cũng muốn mau rời khỏi nơi này, thế là vội vàng phát động xe, một chân dẫm tại chân ga bên trên. Xe phát ra ầm ầm thanh âm, sau đó hướng về phía trước chậm rãi lái đi, xe mở nhiều chậm, thật giống như có đồ vật gì níu lại đồng dạng. Ta nói ngươi làm gì, là sợ những vật kia đuổi không kịp sao. Còn không ra nhanh lên. Lái xe nói hắn đã một chân đạp gần ga tận cùng, nhưng xe chính là rất chậm hắn cũng không có cách nào lúc này trời một lại tại toa xe đằng sau hô một câu tắt đèn xe lái xe lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói chạy đường ban đêm không thể tắt đèn không phải nhìn không thấy đường xe mở đến phía dưới vách núi đi cũng không biết tắt đèn nhanh lên người cái này linh xa đèn xe rất âm hiểm thật giống như cho những vật kia dẫn đường đồng dạng không liên quan bọn chúng sẽ một mực đi theo xe chúng ta không vung được trời nói chuyện nói Nghe trời một nói như vậy, lái xe cũng bây giờ không có biện pháp, vội vàng đem đèn xe dập tắt, ngay tại đèn tắt một nháy mắt, xe cùng đạn đồng dạng liền xông ra ngoài, làm ta sợ hết hồn, may mắn tài xế này kỹ thuật cũng đủ cứng rắn, kịp thời điều chỉnh một chút tốc độ, hắn nói vừa rồi chân ga dẫm quá mạnh, nhất thời không có phanh lại. Xe càng chạy càng xa, vân nhanh tại lái trên đường, lại cũng chưa từng xảy ra việc lạ, nhưng lái xe nói hắn đi ra không được, con đường này hắn chưa từng tới, cũng không biết nên đi hướng nào mới có thể trở về đi. Trời nói chuyện, lái xe đi phương hướng sai, hắn một mực hướng tây đi, đi như thế nào ra ngoài. Người chết hướng tây đi, người sống hướng nam đi, huống chi cái này trên xe còn có người chết, linh xa là tuyệt đối không thể hướng tây đi, dạng này xe dễ dàng mở đến quỷ dị địa phương đi, còn có, đêm nay có nguyệt thực, linh xa lái xe tuyệt đối không thể mặc đồ đen, hôm nay, lái xe liền xuyên một kiện màu đen áo sơ mi mở linh xa người nếu như xuyên quần áo màu đen lại gặp gỡ nguyệt thực kia chuẩn xảy ra chuyện trời một cũng là đã sớm tính đến điểm ấy cho nên mới tại con đường kia vừa chờ chiếc này linh xa lái xe sau khi nghe vội vàng thả chậm xe tốc độ sau đó một tay nắm lấy tay lái một cái tay đem trên người màu đen áo sơ mi cho trừ xuống tới miệng bên trong còn mắng lẩm bẩm về sau mở linh xa cũng không tiếp tục xuyên quần áo màu đen sau khi mắng xong lái xe liền đem xe điều đầu từ phía tây mở hướng phía nam. Đường rất đen, lái xe lại không dám bật đèn, cho nên đi rất chậm, trong thời gian này ta hỏi lái xe, vừa rồi tại toa xe đằng sau nhìn thấy cái gì, làm sao bị dọa đến lên xe còn tiến vào thi thể trong bụng. Ta vừa nhắc tới vấn đề này lái xe liền dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trên trán lại thoát ra mồ hôi lạnh. Hắn nói khi đó mình vừa quay đầu lại, liền mơ mơ hồ hồ trông thấy một đám đen xỉ bóng người, chờ sau khi thấy rõ, hắn mới phát hiện những bóng người kia cũng không phải là tại dùng chân đang bước đi, mà là cùng nhện đồng dạng, bọn hắn bốn chân chạm đất, lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế hướng hắn bỏ qua đến. Kinh khủng nhất chính là, ngay từ đầu bọn hắn không có mặt, nhưng nhìn thấy lái xe về sau, mặt liền biến thành lái xe, là tất cả thân ảnh mặt đều biến thành lái xe. Tưởng tượng một chút, rất nhiều quái dị đồ vật dùng đến mặt của ngươi hướng người bỏ qua đến, người sợ sao. Cho nên nói, lái xe chủ yếu vẫn là mình cho mình hù đến. Nghe xong lái xe tự thuật, ta dùng mình một cái, những vật kia đến cùng là thứ đồ gì, nghe thấy lấy liền đủ dọa người. Nói cũng kỳ quái, đại khái mở sau 10 phút, xe liền lái về chúng ta lên xe con đường kia một bên, lái xe mừng rỡ như điên, nói đi cũng phải nói lại, đường này hắn nhận ra. Đúng vào lúc này, trời một hô một câu dừng xe, sau đó liền nghe được toa xe cửa sau mở ra, ta minh bạch là muốn xuống xe, cũng từ trên ghế lái phụ trượt xuống hai người chúng ta sau khi xuống xe lái xe không dám dừng lại thêm nữa một giây mở ra linh xa liền thẳng đến hỏa táng chàng mà đi ta đoán chừng tài xế này trở về liền phải từ chức hoặc là về sau cũng không dám lại chạy đường ban đêm đầu này rơi sự tình hắn cũng có thể làm một năm ác mộng lái xe rời đi về sau ta cùng trời nói chuyện có một chuyện không rõ tài xế này đầu rơi đã đủ quái dị dọa một cái lại bắn về đi là chuyện gì xảy ra trời nói chuyện là cái chỗ kia vấn đề Tài xế này đầu chính là bị mình dọa rơi, thế là hắn cực một chút, không nghĩ tới dọa một cái thật có thể mình trở về. Ta càng thêm kỳ quái, kia cục địa phương rất cổ quái đi. Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, những cái kia đồ vật lại là cái gì? Ứng sẽ không phải là quỷ, bằng không che mắt là không có một chút tác dụng nào, mà lại quỷ đều là có mặt, sẽ không toàn bộ quỷ đều lấy trộm lái xe mặt. Trời máy động nhưng dừng bước, không còn đi lên phía trước theo ở phía sau ta kém chút đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Lúc này trời máy động nhưng lời lẽ khuyên nhủ đối ta nói một câu, về sau bên trên linh xa, phải cẩn thận, xe sẽ mở hướng nơi nào, chỉ sợ cũng liền diêm vương ra cũng không biết. Ta lúc này sừng sốt ở, không biết về cái gì tốt, linh xa thật như vậy tà môn. Vậy ta đáp ứng đi cứu Mã Lâm có phải là có chút qua loa? Đến lúc đó chẳng lẽ Mã Lâm không có cứu được, ta trước tiên đem mệnh cho vứt đi. Qua hồi lâu, ta mới ngẩng đầu ứng trời từng cái âm thanh a, nhưng lại phát hiện ra hỏa này đã sớm không gặp, ta dựa vào, tiểu tử này là người sao? Làm sao cùng quỷ đồng dạng, đến thời điểm im hơi lặng tiếng, thời điểm ra đi cũng là im hơi lặng tiếng, mà lại hắn còn không có nói với ta làm sao đi cứu Mã Lâm đâu. Được rồi, dù sao trời một làm việc luôn luôn đều không cần ta lo lắng, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ cho ta biết, đêm nay chỉ là mang ta thể nghiệm một chút linh xa, chẳng qua ta tính kiến thức cái đồ chơi này rất tà môn, về sau vẫn là tận lực thiếu thể nghiệp, nếu như đêm nay không có trời một, đoán chừng ta đến bây giờ còn đi không ra. Ta nhìn đồng hồ, phát hiện mới trời vừa dạng sáng chuông, ai, không đúng, cái này không phải chúng ta đại khái bên trên linh xa thời gian sao. Hẳn là, vừa rồi cái chỗ kia đi vào về sau thời gian là đứng im. Hẳn là dạng này, chỗ kia thật sự là quá tà môn, tràn ngập quỷ dị cùng để người nghĩ không ra nghi hoặc ta cũng không tiếp tục muốn đi lần thứ hai, vẫn là nhanh đi về cửa hàng ngủ đi. Sáng ngày thứ hai, ta đang chuẩn bị đi học, đột nhiên trong thôn hơn 60 tuổi Vương bà tìm được ta. Ta lần trước về thôn thời điểm xin nhờ Vương bà giúp ta chiếu cố Ngốc cô, còn cho nàng một chút tiền, hiện tại nàng vội vội vàng vàng như thế tìm ta, không phải là bởi vì Ngốc cô sự tình. Quả nhiên, Vương bà nhìn thấy ta câu nói đầu tiên là Ngốc cô xảy ra chuyện. Ta nghe xong tâm lạc trèo lên một chút không nghĩ tới mình đoán đúng vội vàng hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vương bà nói hôm qua lúc buổi tối nàng đã nhìn thấy ngốc cô có điểm gì là lạ thân thể đang đánh run giống như sinh bệnh thế là nàng vội vàng đỡ ngốc cô đi bệnh viện bệnh viện này một kiểm tra nói ngốc cô là được thận suy kiệt cũng chính là nhiễm trùng tiểu đường nếu như muốn sống sót chỉ có hai cái biện pháp một cái là làm thận thẩm tách một cái là thay thận vương bà nói thận thẩm tách phải tốn không ít tiền một lần 700, một tuần lễ muốn làm hai lần, cũng chính là một tuần lễ muốn 1 bốn một tháng cũng phải hơn 6 ngàn. Thận thẩm tách cũng không phải kế lâu dài, đối thân thể tổn thương lớn, muốn giải quyết vấn đề, vẫn là phải thay thận. Nhưng cái này thay thận A, quý hơn, quang thủ thuật phí liền phải muốn 70 vạn, hơn nữa còn phải tìm tới thích hợp thận nguyên, vương bà nói ngốc cô liền một cái ngơ ngơ ngác ngác đổ đần, đã được cái này bệnh, liền để nàng đi thôi, không muốn lại hoa uổng tiền, cũng chi không nổi. Không, tiền này, ta hoa, ta kiên định nói, mắt cũng không mang nháy một chút. Vương bà sau khi nghe sướng sờ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ngươi một cái học sinh, đi đâu tìm nhiều tiền như vậy, đừng nói thay thật, liền quang một tháng thẩm tách tiền đều đủ ngươi đau đầu. Nàng nói biết ta dụng tâm lương khổ, nàng cũng là nhìn ta nhị thúc cùng ngốc cô lớn lên, chỉ là hai người số khổ, chẳng trách ai, ta rất không cần phải vì ngốc cô làm khó chính mình ta nói không, ngốc cô mệnh ta nhất định phải cứu, trước làm thẩm tách, thay thận tiền ta chậm rãi kiếm lại, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, để ngốc cô sống sót. Vương bà thực sự không hiểu ta ý nghĩ, nếu như ngốc cô bình thường, chỉ ít còn có thể cứu vãn một chút, nhưng đây chỉ là một ngơ ngơ ngác ngác đổ đần, mà lại ta lại cùng với nàng không thân chẳng quen, tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy cứu nàng. Ta cười cười đáp, mệnh của nàng, chính là nhị thúc mệnh, nhị thúc từng cứu mạng của ta, cho nên ta lần này nhất định phải cứu trở về ngốc cô mệnh. Ngốc cô là đoàn mệnh chi tướng, cũng chính là trong miệng người khác ma chết sớm, nàng lúc đầu đã sớm đáng chết, nhưng nhị thúc vì không để nàng chết, dùng tuổi thọ của mình đem nàng cho đổi lại, nàng hiện tại mệnh, chính là nhị thúc mệnh. Mà lại nhị thúc rất yêu nàng, bằng không thì cũng sẽ không nguyện ý dùng tuổi thọ của mình đưa nàng cho đổi lại. Ta không thể để cho nhị thúc người yêu cứ như vậy chết đi, chỉ cần có một tia hy vọng, ta nhất định sẽ không để cho nàng chết ta thiếu nhị thúc, nhiều lắm. Vương bà tự nhiên nghe không hiểu ta, vẫn còn đang nhíu mày thuyết phục ta, để ta từ bỏ mốc cô được rồi. Ta gọi nàng không cần nói nữa, sau đó mang nàng đi lấy một vạn khối, để nàng lấy trước đi cho mốc cô làm thận thẩm tách, phía sau tiền ta chiếu cố chậm rãi gọi cho nàng, thay thận tiền ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, gọi nàng không cần lo lắng, nếu như bệnh viện có thích hợp thận nguyên nhớ kỹ cho ta biết. Vương bà lắc đầu, thở dài lấy tiền đi, nàng không hiểu ta là bình thường, nếu như đổi bất cứ người nào đoán chừng đều đã bỏ đi ngốc cô, nhưng ta sẽ không bỏ rơi, tựa như năm đó nhị thúc không từ bỏ nàng đồng dạng, nhị thúc nữ nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt, mặc dù là cái kẻ ngu. Chẳng qua cái này 70 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, vừa rồi cho vương bà kia một vạn đã là ta toàn bộ thân gia, cái này lớn 70 vạn nhưng thế nào làm? Đi vào phòng học về sau, điện thoại di động của ta liền vang, là trời một phát đến tin nhắn, trên đó viết, Mã Lâm tung tích đã tìm được, ngày mai 12 giờ Bắc Nhai sẽ có một cỗ màu lam linh xa trải qua, nó sẽ mang người tìm tới Mã Lâm. Ngày mai 12 giờ khuya, linh xa, xem ra lại là một trận ác chiến, hy vọng có thể thuận lợi tìm tới Mã Lâm, sau đó đưa nàng mang về. Để điện thoại di động xuống về sau, ta đột nhiên phát hiện mình dưới đáy bàn có một con màu đen nhiệt, nó trông thấy ta tay sau liền đánh tới, ta không kịp phản ứng, thế mà bị nó gặp một cái, đau đến ta vội vàng đưa tay ra vung mấy lần. Kia hắc chi chu bị ta lắc tại trên mặt đất về sau, thế mà không chút hoang mang hướng quỷ lê bỏ qua, sau đó tiến vào nàng dưới đáy bàn. Bình thường trong nhà nhện là không cắn người, coi như cắn, cũng sẽ không có độc, nhiều nhất dài một hạ điểm đỏ, nho nhỏ nhiễm trùng một chút, qua một hồi liền tự mình biến mất. Cái này hắc chi chu chẳng những chủ động cắn ta, mà lại nó cắn qua vết thương thế mà hiện ra tử sắc, vừa xưng lại đau, có vẻ như có kịch độc, tăng thêm nó trực tiếp bỏ hướng quỷ lê đáy bàn, ta lập tức liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Mỗ mỗ, người có hết hay không? Ta còn đang vì ngốc cô cùng mã lâm sự tình sầu tâm, không nghĩ tới cái này con mụ điên lại tới phiền ta, mà lại có chút nhện độc rất mạnh, không có chút nào thua kém rắn độc, nàng đây là muốn đem ta vào chỗ chết làm. Audio điện tử võ tấn bền Xuyệt, đừng kích động, nếu không nọc độc khuếch tán càng thêm lợi hại, đến lúc đó ngươi sẽ chết vỉnh vỉnh nha. Quỷ lê một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý, ánh mắt của nàng lộ ra sát ý cùng chơi liều, cái này con mụ điên thật triệt để điên. Nàng hiện tại đối ta hận thấu xương, vô luận ta nói cái gì nàng khẳng định cũng sẽ không nghe, nhìn xem trên tay bị nhện cắn vết thương, ta cảm thấy vẫn là trước tìm Hoàng Phủ Huyền Nhi giải một chút độc tương đối đáng tin cậy. Ta xông ra phòng học, lập tức đã cảm thấy vết thương càng ngày càng đau nhức, mà lại nửa cái cánh tay đều biến thành tử sắc, dọa đến ta tranh thủ thời gian dừng bước, sau đó chậm rãi từng bước một đi, không phải liền đúng như quỷ lê nói như vậy, nọc độc khuếch tán quá nhanh, đoán chừng không tới Hoàng Phủ Huyển Nhi vậy liền đã độc phát thân vong. Đi vào Hoàng Phủ Huyển Nhi cửa phòng học, ta vội vàng đem nàng kêu lên, nàng nhìn thấy cánh tay của ta về sau, thế mà giật nảy cả mình, sau đó nói, hắc long mẫu A, lần này thật có chút khó giải quyết, lão công, người cửu ra đến cùng là ai? Vì cái gì còn nuôi hắc long mẫu? Vấn đề của nàng ta tạm thời không trả lời, mà là có chút hiếu kỳ hắc long mẫu là thứ đồ gì, cắn ta đây chẳng qua là nhiệt, không phải cái gì long mẫu, thế giới này chẳng lẽ còn có rồng hay sao? Hoàng phủ Uyển Nhi vui cười một tiếng, nói dĩ nhiên không phải, long mẫu y tứ chính là khắc trưởng phu nữ nhân, mà cắn ta cái chủng loại kia nhện liền gọi hắc long mẫu. Vì cái gì đây? Bởi vì loại này hắc chi chu, công không có độc, mẫu kịch độc vô cùng làm nhện cái cùng công nhện làm xong loại chuyện đó về sau, nhện cái liền sẽ đem công nhện ăn hết, cho nên loại con nhện này thật sự là tử khắc trưởng phu, mọi người liền cho nó cưới cái ngoại hiệu, gọi hắc long mẫu. Nghe xong Hoàng Phủ Uyển Nhi sau khi giới thiệu, ta mới hiểu được long mẫu là chuyện gì xảy ra, sau đó ta mới đem đối ta hạ độc quỷ lê cung cấp ra tới. Quỷ nhà người, tuy có nghe thấy, nhưng cho tới bây giờ cũng không đánh qua đối mặt, lại nói bọn hắn không phải y dược gia tộc sao. Làm sao còn hạ lên độc đến rồi?" Hoàng phủ Uyển Nhi có chút không hiểu. "Ta nói nữ nhân kia chính là cái con mụ điên, sớm biết nàng khó chơi như vậy, lúc trước liền không nên dây vào nàng, hiện tại mỗi ngày đối ta hạ độc, làm cho ta đau đến không muốn sống, lần trước cho nàng ăn kia cái gì cuồng nhiệt giải tán lúc sau, nàng đối sự thù hận của ta càng là phóng đại đến mấy vạn lần, lần này đoán chừng là muốn mạng của ta tới." Hoàng phủ Uyển Nhi một bên nghe ta nói, một bên giúp ta giải ra độc ta vừa mới rứt lời, ta độc thế mà liền đã giải hơn phân nửa, qua đại khái nửa phút trái phải, ta độc liền hoàn toàn giải, vết thương không đau không ngứa, đồng thời làn da cũng khôi phục màu sắc nguyên thủy. Người của Hoàng Phủ ra quả nhiên danh bất hư truyền, mặc kệ bao nhiêu lợi hại độc, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn giải hết, thật sự là lợi hại, ta vội vàng đối Hoàng Phủ huyền nhi giơ ngón tay cái lên, sau đó Mỹ Mỹ khen ngợi nàng vài câu, nói nàng chẳng những đẹp như tiên nữ, độc thuật cũng cao không có nàng, cái mạng nhỏ của ta đoán chừng sớm đã bị cái kia quỷ lê cho chơi chết. Hoàng Phủ Uyển Nhi đối ta thẹn thùng cười một tiếng, nói ta miệng ngọt lưỡi trượt, không có đứng đắn. Hoàng Phủ Uyển Nhi nụ cười này, lập tức liền đem ta mê choáng, không đúng rồi, vừa rồi ta bởi vì chúng độc nguyên nhân, đều không có tâm tư quan sát nàng, hiện tại chợt nhìn, nàng giống như biến hóa không ít. Trước kia nàng thân cao nhiều nhất đến ngực ta, hiện tại thế mà đã đến ta cái cằm, mà lại bộ dáng cũng đang từ từ nảy nở, trước kia loại kia đáng yêu tất cả đều biến thành mỹ lệ, thân cao cũng có thể nói là duyên dáng yêu kiều, đẹp như tiên nữ hiện tại dùng để hình dung nàng còn thật không phải là nịnh nọt, mà lại ta cảm thấy nàng còn giống như sẽ lại dài. Lori học tỷ cuối cùng trưởng thành, cái này lắc mình biến hóa không biết trương tiểu mạn giáo hoa địa vị còn giữ được hay không, ta hoàn toàn không nghĩ tới là con kia nữ quỷ hạn chế hoàng phụ huyền nhi phát dục, hiện tại nữ quỷ bị tiêu diệt về sau, nàng liền cùng mọc lên như nấm đồng dạng không ngừng hướng lên bốc lên, nhưng nàng không phải vịt con xấu xí biến thiên nga trắng, mà là thiên nga trắng biến phượng hoàng, bởi vì dung mạo của nàng vốn là không kém. Hoàng Phủ Uyển Nhi thấy ta nhìn chầm chầm vào nàng nhìn, có chút ngượng ngùng, vội vàng xấu hổ quay mặt đi, nói nơi này không tiện, về sau có thể tìm một chỗ để ta chậm rãi nhìn. Tìm một chỗ từ từ xem là có ý gì, nhìn cái gì, nhìn nơi nào, ám chỉ, Ta vội vàng ở trong lòng tát mình một cái, Lâm Nguyên a à, Lâm Nguyên, người đã có bạn gái, sao có thể nghĩ loại chuyện này? Vì không tiếp tục để mình đoán mò, ta trực tiếp cáo biệt Hoàng Phủ Huyền, nhưng lại tại xuống thang lầu thời điểm, Trương Tiểu Mạn thế mà ngăn ở đầu bậc thang. Lão công, Trương Tiểu Mạn hai tay chống nạnh, một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ trừng mắt ta nhìn. Ngay từ đầu nghe hai chữ này thời điểm, ta tâm cùng thân thể đều rung động run một cái, cùng Hoàng Phủ Huyền nhi khác biệt, Tại Trương Tiểu Mạn miệng bên trong nói ra, thế mà để ta cảm thấy không hiểu khẩn trương cùng hưng phấn, mặc dù ta biết, nàng chỉ là tại châm chọc ta. Đúng, vừa rồi ta cùng Hoàng phủ Uyển Nhi nói chuyện, nàng hẳn là nghe lén đến, ta mới phản ứng được, cái này sự tình phiền phức lớn. Hắc hắc, Tiểu Mạn tỷ tỷ, đừng đừng đừng, sương hô thế này ta nhưng không chịu nổi, cái này muốn cho Lâm Tuyết nghe được, cũng không tốt. Ta vội vàng cười bồi nói, đây vốn chính là cái hiểu lầm ta cũng không dám cùng chỉ sợ thiên hạ không loạn trương tiểu mạn đối cứng, có thể hồ lộng qua liền hồ lộng qua đi, không phải đến lúc đó cùng nàng tranh chấp, một điểm chỗ tốt không có. Hừ, làm sao không chịu nổi, vừa rồi nữ hài kia không liền gọi lão công ngươi sao? Số nam nhân, người đối phải lâm viết sao? Trương tiểu mạn miệng nhô lên lão dài, giống như lần này không dễ dàng như vậy qua ải. Đó chính là cái hiểu lầm, nàng mặc dù gọi ta lão công, nhưng ta không phải là chồng nàng, không đúng không đúng, nàng không có gọi ta lão công, nhưng ta là chồng nàng, cũng không đúng không đúng, ai nha, lão tử còn giải thích không rõ ràng. Ta nhất thời khẩn trương, đều quên giải thích thế nào, nói tới nói lui lung tung mổn ngang. Hừ, người đi cùng Lâm Tuyết giải thích đi, số nam nhân, không có lương tâm, chân đứng hai thuyền. Trương Tiểu Mạn nói xong quay đầu liền muốn đi, ta sao có thể để nàng cứ như vậy đi, cái này sự tình nếu như giải thích không rõ ràng, nàng đi nói cho Lâm Tuyết liền xong. Tiểu mạn, người nghe ta giải thích, sự tình không phải người tưởng tượng như thế. Ta vội vàng níu lại nàng tay. Người lần đi, buông tay, để ta đi, ta muốn đi nói cho lâm tuyết người chính là cái hoa tâm đại la bạc, lớn hỗn đản. Trương tiểu mạn không ngừng dẫy dụa lấy, nghĩ hất ta ra tay. Hai người cứ như vậy tại đầu bậc thang lẫn nhau thôi táng, đột nhiên trương tiểu mạn không có đứng vững, chân trực tiếp đạp hụt, ta nhìn thấy nàng liền phải té xuống thời điểm, lập tức phấn đấu quên mình ôm chặt nàng, hai người từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Bởi vì ta dùng thân thể che chở nàng, cho nên lăn xuống đi thời điểm nàng cơ bản không bị bao lớn tổn thương, ngược lại là ta, kém chút xương cốt đều quảng đoạn mất, chẳng qua lăn xuống về phía sau, thân thể nàng trước chạm đất, thân thể ta trực tiếp ghé vào trên mặt của nàng. Nàng kịp phản ứng thời điểm, vội vàng nghĩ đứng người lên, nhưng khi đầu nàng nâng lên thời điểm, bờ môi không cẩn thận đụng phải môi của ta, ta cũng không biết nghĩ như thế nào, vô ý thức liền chăm chú cắn đi lên. Chỉ nghe thấy ô ô một tiếng, ta liền nếm đến một tia ngọt, ngay từ đầu Trương Tiểu Mạn còn phản kháng mấy lần, nhưng về sau thế mà cũng hai mắt nhắm nghiền, cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ lấy tuyệt vời này thời khắc. Tiểu Mạn, lên lớp, ngươi ở đâu, mau trở lại. Đúng vào lúc này, dưới lầu truyền đến lâm tuyết thanh âm, hai chúng ta cùng điện giật đồng giảng, lập tức liền tách ra. Hai ta vội vàng đứng lên, sau đó lau miệng, chỉnh sửa lại một chút quần áo về sau trương tiểu mạn lên tiếng liền chạy đi xuống lầu đến lên lớp thật sao đến đến vừa rồi trên lầu có chút chuyện trương tiểu mạn cao hứng đáp lại buổi sáng khóa được không lão sư đều đến một hồi lâu nàng nhìn ngươi chỗ ngồi trống không cho nên mới gọi ta ra tới tìm ngươi ngươi không nhìn chung quanh nơi này đều không có ai sao lâm tuyết nói nói ai còn có lâm nguyên đâu đừng để ý tới hắn khả năng rơi vào hầm cầu đi chúng ta đi a à, hầm cầu chúng ta hiện đại nhà vệ sinh nào có hầm cầu lâm nguyên người ở đâu lên lớp lâm tuyết lại hướng trên lầu hô một câu được rồi được rồi hiện tại tất cả mọi người đang đi học đâu dạng này hô to gọi nhỏ sẽ bị khiếu nại chính hắn giải chân chúng ta đi về trước đi một lát sau dưới lầu liền không có tiếng giống như lâm tuyết bị trương tiểu mạn cho cưỡng ép kéo đi ta vỗ nhẹ ngực May mắn đi, cũng may mắn mới vừa rồi là thời gian lên lớp, không phải ta cùng Trương Tiểu Mạn sự tình khẳng định phải bị người gặp được, như thế liền xấu hổ. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn rời đi về sau, ta cũng vội vàng lui về phòng học, cái này tiết khóa bên trên chính là địa lý. Giáo viên địa lý là cái mang theo kính lão lão đầu, bình thường quản được tương đối lỏng, nhìn ta vụng trộm lui về đến đổ cũng không nói thêm cái gì, ngược lại Trương Tiểu Mạn hướng ta cái này nhìn thoáng qua trên mặt thế mà cùng cái đỏ chỉ quả đồng dạng, cũng không biết là bởi vì chuyện vừa rồi xấu hổ vẫn là hổ thẹt, dù sao ta trước chậm thở ra một hơi, xảy ra chuyện như vậy, nàng đoán chừng cũng sẽ không nói Hoàng Phủ Huyền Nhi gọi ta lão công sự tình. Nhưng tâm tình của ta lại càng thêm loạn, ta sẽ không phải là thích cái này xấu bụng nữ đi. Không có khả năng, lâm tuyết so với nàng ôn nhu, so với nàng khéo hiểu lòng người, mọi thứ đều so với nàng tốt, mà lại đã đi cùng với ta, Ta không có khả năng thích nàng mà không thích Lâm Tuyết, không có khả năng, không có khả năng, khẳng định là vừa rồi ném hỏng đầu óc, nhất định là như vậy. Thật đúng là đừng nói, từ trên thang lầu ngã xuống có thể đả thương phải không nhẹ, cảm giác xương cốt đều tán, nếu như là chính ta ngã xuống, kia chắc chắn sẽ không thế nào, có tối đa nhất điểm đau nhức, nhưng không có cách, ta vừa rồi phải che chở Trương Tiểu Mạn, có nhiều chỗ ta đều không thể không đi đụng, không phải thụ thương chính là Trương Tiểu Mạn xem ra hôm nay tan học phải đi nhìn xem chấn thương sư phó. Quỷ lê trông thấy trên tay của ta độc tiêu, lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng thất hồn lạc phách thầm nói, không có khả năng, không có khả năng, hắc long mẫu là ta tốn giá cao mua được, loại con nhện này kịch độc trừ giải dược của ta, gần như không người có thể giải, làm sao có thể, làm sao có thể. Trên mặt nàng loại vẻ mặt này ta đã nhìn chán, cũng càng thêm lười nhác cùng với nàng lại dây dưa tiếp, Ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không nghĩ lại vì một cái con mụ điên phân tâm, về phần nhị thúc nói cưới quỷ nhà cô nương, hừ, nghĩ cùng đừng nghĩ, loại nữ nhân này, ta tình nguyện cưới quỷ nương thi thể cũng không nguyện ý cưới nàng. Ta coi là chỉ cần không còn để ý, không hỏi nàng, ân oán của chúng ta liền có thể chậm rãi nhạt đi, dù sao nàng đã cho ta hạ độc nhiều lần như vậy, hẳn là cũng đủ triệt tiêu ân oán của chúng ta đi. Thật không nghĩ đến sau khi tan học nàng trực tiếp hỏi cho ta giải độc là ai nàng muốn tìm người kia phân cao thấp. Ta liếc mắt, trong lòng tự nhủ mặc dù nàng muốn hại ta, ta cũng không muốn hại ngươi, nếu như muốn so độc, rất rõ ràng Hoàng Phủ Uyển Nhi muốn vung nàng mấy con phố, nàng dạng này không biết tự lượng sức mình hành vi đồng đẳng với muốn chết. Nàng nhìn ta không nói, tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái, nói nếu như ta không nói, nàng liền âm hồn bất tán một mực cùng ta đấu đến cùng, cho dù có người có thể giải ta độc, nhưng thân thể dạng này tấp nập chúng độc, khẳng định là không chịu đựng nổi ta thở dài, bây giờ không có biện pháp, nàng nhất định phải chịu chết, ta cản cũng ngăn không được, đã dạng này, vậy ta liền từ nàng đi thôi, nhiều nhất đến lúc đó ta nhắm mắt lại, tự nhiên cũng nhìn không thấy nàng tử trạng. Được, kia ta cho người biết có phải là từ đây chúng ta ân oán xóa bỏ, nước giếng không phạm nước sông. Ta nói, quỷ lê nhẹ gật đầu, nói là, ta nở nụ cười gần, sau đó đưa nàng đưa đến Hoàng Phủ Uyển Nhi trước mặt. Nói nàng chính là giúp ta giải độc người, gọi Hoàng Phủ Huyền, mà lúc này ta đem miệng tiến đến Hoàng Phủ Huyền Nhi bên tai, đem sự tình đều nói cho nàng. Hoàng Phủ Huyền Nhi sau khi nghe được, nhếch miệng, khinh thường mà hỏi, người tìm ta, là nghĩ phân cái cao thấp sao? Vâng, ngươi lại dám cứu tiểu tử này, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Quỷ lê đối Hoàng Phủ Huyền Nhi hung hãn nói. Hoàng Phủ Huyền Nhi nói đi, chẳng qua nàng chuyện quan trọng tuyên bố trước, nàng thế nhưng là người của Hoàng Phủ ra, nếu quả thật muốn tìm nàng so độc, cần phải nghĩ kỹ đến lúc đó có hậu quả gì không tổng thể không phụ trách tốt nhất có thể ký giấy sinh tử quỷ Lê nói cái gì Hoàng Phủ ra nghe đều chưa nghe nói qua ký giấy sinh tử liền ký giấy sinh tử còn muốn hù dọa nàng không cửa Hoàng Phủ Huyển Nhi liền cười lạnh đều chẳng muốn phát ra tới nói thẳng buổi tối hôm nay 9 điểm ở trường học phía sau núi ganh đua cao thấp không gặp không về nhìn xem hai như ánh mắt xem ra đêm nay chính là một trận ác chiến Hoàng Phủ Huyền Nhi ta ngược lại không lo lắng, ta liền sợ đến lúc đó muốn cho cái này cô lậu quả văn quỷ lê nhặt xác. Nhìn xem hai như ánh mắt, xem ra đêm nay chính là một trận ác chiến, Hoàng Phủ Huyền Nhi ta ngược lại không lo lắng, ta liền sợ đến lúc đó muốn cho cái này cô lậu quả văn quỷ lê nhặt xác, nhưng quỷ lê hoàn toàn không sợ, tại chỗ liền cùng Hoàng Phủ Huyền Nhi ký giấy sinh tử, chẳng qua cái niên đại này, giấy sinh tử giống như không có cái gì dùng. Rất nhanh liền đi vào ban đêm, trường học phía sau núi An tính dị thường, nơi này cách trước đó tòa kia mồ mà cũng không xa, cho nên núi này ban đêm có rất ít người đến, không qua đi núi cây cối san sát, hoàn cảnh cùng không khí đều tương đối tốt, lúc ban ngày cũng có rất nhiều người tới đây vui đùa ẩm ý. Đại khái lúc 9 giờ, ta liền đến đến phía sau núi, cái này sự tình ta qua được đến xem, muốn thật làm xảy ra nhân mạng ta về sau cũng không dễ chịu. Ta liền nghĩ để Hoàng Phủ Uyển Nhi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng quỷ lê, cũng không thật muốn chơi chết nàng. Ta nhìn đồng hồ, đã đến 9 điểm, nhưng hai người cũng còn không tới, chẳng lẽ hai người cũng không tới đi. Liền thừa ta một người tại cái này đần độn chờ lấy. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy một con rắn từ trên cây chui xuống dưới, mới đầu ta giật nảy mình, nhưng về sau ta phát hiện cái này rắn ta nhìn có chút quen mắt, ai, đây không phải huyển nhi nuôi đầu kia ngân bọc sắt sao. Chẳng lẽ Hoàng Phủ Uyển Nhi đã tới? Ngân bọc sắt phun lưỡi rắn, phát ra từ từ thanh âm, nhưng nó cũng không có để ý ta, mà là tựa như tia chớp nhào về phía ta bên phải thân cây đằng sau. Ngay tại lúc này, trên cành cây đột nhiên rơi xuống một tấm mạng nhện ngăn lại ngân bọc sắt thế đi. Nói thật, mạng nhện nghĩ vây khốn một con rắn, kia thật là nói mơ giữa ban ngày, nhưng kỳ quái là, kia rắn thế mà sợ hãi né tránh từ trên cây đến rơi xuống mạng nhện, giống như rất sợ hãi, ta nhìn kỹ lại, làm mạng nhện rơi trên mặt đất đụng phải bên cạnh lá dụng thời điểm, phát hiện những cái kia lá cây đều biến thành màu đen, ta lập tức hiểu rõ ra, trương này mạng nhện có kịch độc, vừa rồi may mắn ngân bọc sắt tránh thoát đi, nếu không xác định vững chắc bị mất mạng tại chỗ. Ta dùng đèn pin chiếu chiếu trên cành cây, phát hiện quỷ lê con kia hắc long mẫu trên tảng cây bò, cái này nhện thật sinh lợi hại, độc của nó liền rắn đều muốn e ngại ba phần. xem ra cái này hai nữ hài cũng sớm đã đến, chỉ là còn không có lộ diện, hoàng phủ huyền nhi giấu ở ta bên trái mà quỷ lê thì ở bên phải, về phần các nàng đại khái vị trí, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngân bọc sắt trở về từ cõi chết về sau, lại có chút nổi giật, nó không còn hướng thân cây đằng sau phóng đi, mà là bắt đầu dự định leo lên cây tìm con kia hắc long mẫu phiền phức. Rắn là thông qua khống chế trên người lân phiến đến tiến hành di động, tăng thêm đối nhánh cây quấn quanh bám vào, bò lên cây đến cũng là không chậm, mà lại trên tàng cây động tác cùng tốc độ một điểm không thể so trên mặt đất kém. Long mẫu nhìn thấy ngân bọc sắt đi lên về sau, ngược lại cũng không sợ, nó không chút hoang mang sông vào trong lá cây, sau đó liền không thấy bóng dáng. Ngân bọc sắt đâu chịu bỏ qua, dù sao nhện hình thể so với nó nhỏ, cũng không thể sợ rồi sao. Vội vàng cũng cùng mũi tên đồng dạng sông vào. Ngân bọc sắt đi theo hắc long mẫu trở ra, ta còn tưởng rằng bên trong sẽ tiến hành cỡ nào giật mình vật lột, nhưng ta sai, bên trong yên tĩnh, một điểm động tính không có, liền cùng cái này yên tĩnh quỷ bí ban đêm đồng dạng. Đại khái qua 30 giây sau, ta mới nghe từ tư vài tiếng, ngân bọc sắt từ trên cây rớt xuống, sau đó cuộn cong lại thân thể không ngừng dẫy dụa lấy, chẳng lẽ, hoàng phủ huyền nhi thua. Ha ha, người nuôi rắn độc cũng không gì hơn cái này. Bên phải quỷ lê từ thân cây đằng sau đi ra, trên mặt mang biểu tình dương dương đắc ý. Lúc này Hoàng Phủ Uyển Nhi cũng từ bên trái đi ra, chẳng qua nàng không nói gì, mà là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm từ trên cây đến rơi xuống ngân bọc sắt. Người nghiêm túc xem trọng, đến cùng là ai thua ai thắng. Hoàng Phủ Uyển Nhi đột nhiên nhếch miệng lên nói. Nghe thấy nàng nói như vậy, ta cùng quỷ lê vừa cẩn thận nhìn về phía ngân bọc sắt, lúc này chúng ta mới đột nhiên phát hiện, ngân bọc sắt miệng bên trong lại có một đầu chân nhện, khá lắm, cái này rắn đem nhện cho ăn rồi. Hoàng Phủ Uyển Nhi nói, ngân bọc sắt đau khổ dẫy ruộng là bởi vì nhện có kịch độc, trong lúc nhất thời tiêu hóa không được độc của nó, nhưng một lát sau liền tốt. Quả nhiên không bao lâu, ngân bọc sắt liền khôi phục, sau đó ngẩng đầu lên đối quỷ lê phun thật dài lưỡi rắn, từ từ gọi vài tiếng, đem quỷ lê dọa đến quá sức, vội vàng lui về phía sau mấy bước, dù sao không phải mình nuôi rắn độc, là người đều có chút kiêng kỵ. Có phục hay không nha? Về sau còn có dám khi phụ ta hay không lão công rồi? Có tin ta hay không thả rắn cắn ngươi? Hừ, Hoàng Phủ Huyền Nhi mân mê mũi, đối quỷ Lê Hừ Hừ nói, chẳng qua chỉnh ta có chút xấu hổ, tựa như khi còn bé bị đồng học khi dễ, muốn về nhà tìm ma ma giúp ta ra mặt. Hừ, phục ngươi đầu, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đột nhiên quỷ Lê trên tay xuất hiện ba cây ngân châm, tại ta còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hoàng Phủ Huyền Nhi trước mắt liền lóe ra ba đạo hàn quang. May mắn nàng lẫn mất nhanh, không phải mắt đều muốn bị đâm mù. Hoàng Phủ Uyển Nhi tránh thoát về sau, Ngân châm cắm ở bên cạnh một gốc cây nhỏ bên trên, liền chỉ trong chốc lát, ta nhìn thấy cây kia cây nhỏ bên trên lá cây toàn bộ biến thành chỗ này màu vàng, đồng thời đang từ từ tàn lụi, cái này châm nếu như rơi vào người trên thân, còn không biết lại biến thành dạng gì. Thật hèn hạ, Hoàng phủ Uyển Nhi mắng một câu về sau, trên tay cũng xuất hiện ba cây ngân châm, sau đó lấy đồng dạng thủ pháp hướng quỷ lê phát xạ đi. Quỷ lê càng thêm không cam lòng yếu thế, ngân châm trên tay ăn miếng trả miếng trong chốc lát trong đêm tối không ngừng hàn quang thoáng hiện, ngân châm không ngừng đụng chạm, còn phát ra lấm ta lấm tấm hỏa hoa, ngẫu nhiên còn có ngân châm tại trên đầu của ta bay qua, dọa đến ta tranh thủ thời gian trốn đi, nếu là nằm bên trong châm vậy liền oan uổng. Qua một hồi lâu, hai nữ mới thở hồng hộc ngừng lại, đoán chừng ngân châm đã sử dụng hết, người cũng mệt mỏi. Đừng tưởng rằng ngân châm tiểu dụng lên liền không lao lực, cái này đoán chừng so cổ đại đại hiệp ném phi tiêu còn muốn hao phí thể lực. Đúng vào lúc này, đột nhiên quỷ lê hai chân mềm nhún, té quỵ trên đất, Hoàng Phủ Uyển Nhi thì phun ra một hơi đen đàm, sau đó lạnh lùng nhìn trước mắt quỷ dạp xuống đất quỷ lê, lấy một cái người thắng tư thế, nhìn xuống nàng. Chuyện gì xảy ra, phân ra thắng bại rồi, nhưng ta trợn to mắt nhìn kỹ, hai nữ đều tuyệt đối không có bên trong châm, đến cùng vì cái gì quỷ lê sắc mặt tái nhợt quỷ trên mặt đất. Vì cái gì, ta đến cùng là thế nào chúng độc, quỷ lê thế mà mình cũng có chút không hiểu, hoàng phủ uyển nhi đối nàng cười lạnh một tiếng sau đó nói hai người bọn họ ngân châm mặc dù đều thi độc nhưng là uyển nhi ngân châm tại cùng quỷ lê ngân châm va nhau trong nháy mắt bởi vì sinh ra nhỏ xíu nhiệt lược cho nên ngân châm độc tán phát ra quỷ lê chính là chúng trên ngân châm độc quỷ lê hoảng hốt không nghĩ tới thế mà dạng này chúng chiêu mà lại mình còn không biết chúng cái gì độc ta rõ ràng cũng cho ngươi hạ độc vì cái gì ngươi quỷ lê sắc mặt càng ngày càng trắng thân thể đều đang đánh run Nhìn xem Hoàng phủ Uyển Nhi ánh mắt dần dần có chút biến hóa, nói không rõ trong đó bí mật mang theo cái gì, có lẽ là sợ hãi. Hoàng phủ Uyển Nhi nhìn thoáng qua mới vừa rồi bị độc châm bắn trúng cây nhỏ, sau đó nói nàng đã sớm biết cây này có độc, lần thứ nhất kia ba cây ngân châm căn bản cũng không phải là chạy nàng đi, mà là vì phát động bên cạnh cây nhỏ độc, cái này độc nàng cũng biết, gọi thập bộ tán, chúng độc người chỉ cần đi 10 bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thập bộ toán độc đoán chừng là vừa rồi kia hắc long mẫu giúp hạ, lúc ấy biết Hoàng Phủ Huyền Nhi thân giấu ở bên này về sau, quỷ lê liền lợi dụng hắc long mẫu tại cây nhỏ trên dưới độc, sau đó lợi dụng ngân châm phát độc, nếu như Hoàng Phủ Huyền Nhi nghe được, tuyệt đối thua trận. Vạn vạn không nghĩ tới cái này độc bị Hoàng Phủ Huyền Nhi sớm cho nhìn thấu, thế là nàng lập tức ăn vào tương ứng giải độc đan. Nếu như chúng thập bộ toán độc, cái này giải độc đan tự nhiên là bất lực, nhưng nếu là chúng độc trước đó phục dụng vậy liền có thể dự phòng chúng độc, là hoàng phủ gia tộc độc nhất vô nhị nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc phẩm, đặc biệt là đối thập bộ tán loại độc dược này, chiếc kia đen đàm kỳ thật chính là thập bộ tán không cách nào tiến vào hoàng phủ uyển nhi trong cơ thể mà tại trong miệng hình thành. Quỷ lê sau khi nghe xong, liền như là đấu bại gà trống, đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng chúng độc còn giống như rất sâu, trên mặt một điểm huyết sắc đều không có, đồng thời tay chân vô lực co quắp ngồi dưới đất, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng còn chảy ra máu đỏ tia. Thắng bại đã phân, quỷ lê thua, mà lại thua nhiều triệt để, ta thậm chí cảm giác Hoàng Phủ Huyền Nhi đều không có suốt toàn lực. Thắng làm vua thua làm giặc, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là ném quỷ nhà mặt, ta thật là vô dụng, các người muốn giết cứ giết, ta tuyệt không nửa điểm lời oán giận. Quỷ lê ủ rũ nói, ngày xưa kia cỗ vinh váo tự đắc bộ dáng đã sớm tan thành mây khói. Ta nhìn nàng cái dạng này, vốn là muốn nói cứ như vậy được rồi, chỉ cần nàng về sau sẽ không tìm ta phiền phức là được, nhưng ta lời nói không ra khỏi miệng, đột nhiên hoàng phủ Uyển Nhi đáp một tiếng, "Tốt." Tiếp lấy ngân bọc sắt rắn độc liền phát ra từ từ tiếng kêu, sau đó mở ra dọa người răng độc hướng quỷ lê nhào tới. "Không muốn, chạy mau." Ta lập tức khẩn trương lên, đối quỷ lê liền hô lớn, "Cái này nhưng tuyệt đối không được làm ra nhân mạng đến, mặc dù nàng năm lần bảy lượt muốn mạng của ta, nhưng ta cũng không muốn để nàng chết, cho nàng cái giáo huấn là được." nàng mặc dù khiến người chán ghét, nhưng cũng còn chưa tới muốn giết nàng tình trạng. Quỷ lê nghe ta, cũng không biết nơi nào đến lực lượng, thế mà vô ý thức đứng lên trốn về sau, nhưng ngân bọc sắt tốc độ quá nhanh, lần này vẫn là không có né tránh, trực tiếp cách quẩn cắn đến trên bàn chân. Một cái cắn này khả năng cực kỳ đau đớn, quỷ lê toàn bộ bộ mặt đều run rẩy một chút, sau đó tê gọi một tiếng, một chân đem ngân bọc sắt cho hất ra. Mặc dù không có né tránh vẫn là bị cắn, nhưng tính lâm thời nhặt về một đầu mạng nhỏ, vừa rồi kia rắn là thẳng đến cổ nàng mà đi, nếu không phải nàng né tránh một chút, đoán chừng đã một mệnh ô hô. Ngân bọc sắt bị bỏ lại sau vẫn không thuận không buông tha, lại dơ lên đầu rắn thật nhanh hướng quỷ lê nhào tới, vừa rồi mặc dù nói vang dội nhưng mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ra ngoài bản năng cầu sinh, nàng vẫn là vung ra chân về sau chạy. Ngân bọc sắt y nguyên không chịu bỏ qua nàng, ở phía sau theo đuổi không bỏ, quỷ lê trúng độc, vừa rồi lại bị cắn một cái, tự nhiên không chạy nổi rắn, không có mấy giây liền bị đuổi kịp, mà lại thảm hại hơn chính là quỷ lê không biết đạp phải cái gì, thời khắc mấu chốt quảng chó gặm bùn trên mặt tất cả đều là cho tóc cũng rối bời, cùng trước đó bộ kia vinh váo tự đắc bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng, quỷ lê ngã sắp xuống về sau ngân bọc sắt trực tiếp xông lên, lần này nó thật là biết chọn địa phương mạnh mẽ hướng quỷ lê cái mông gặm một cái, a à, a. À không biết cái này một hơi là đặc biệt hung ác vẫn là vị trí vấn đề, quỷ lê làm cho càng thê thảm, toàn bộ phía sau núi đều đang vang vọng lấy thanh âm của nàng, không biết còn tưởng rằng núi này bên trong có ác quỷ. Quỷ lê vội vàng đưa tay đi bắt phía sau cái mông rắn, nhưng nàng tay còn không có ngả vào, kia rắn liền lại mở ra răng độc hướng ngón tay của nàng nhào tới, cái này miệng vừa hạ xuống, ta đoán chừng phải thiếu một đầu ngón tay. Đủ, lúc này ta thừa cơ bắt lấy rắn bảy tấc, đưa nó nhấc lên, sau đó vùng mấy lần, ngân bọc sắt rắn lập tức cũng không dám động đậy. Đánh rắn đánh bảy tắc, bảy tắc là rắn nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm của nó, vậy nó liền cùng chỗ này đồng dạng. Uyển Nhi, nàng tội không đáng chết, người tha nàng đi. Giải dược cho ta, ta nói. Hoàng phủ Uyển Nhi chu mỏ một cái, nói không cho, liền không cho, để nàng cho rắn cắn chết được rồi, ai bảo nàng không biết sống chết, còn khi dễ ta. Ta cười khổ một cái, nói ta không so đo hảo nam không cùng nữ đấu ta tha thứ nàng hoàng phủ huyền nhi lại hư một tiếng giống như có chút ăn giấm nói nàng đều đối với ta như vậy hoàn nguyên lượng nàng có phải là đối nàng có ý tứ ta nói làm sao có thể ai sẽ thích này chủng loại hình nữ hài nhìn xem đều mắt ngầm chẳng qua một ngựa còn một ngựa chúng ta cũng không thể xem mạng người như cỏ rác không đúng ta tại sao phải cùng với nàng giải thích nàng cái này giấm cũng ăn quá không có lý do đi ta sớm đã có bạn gái a à, kia nàng ăn dấm không được ăn vào chết mới thôi tốt a à, nhưng người muốn gọi ta lão bà ta khả năng đem bình thuốc này cho ngươi hoàng phủ uyển nhi từ trong túi móc ra một bình màu trắng bình thuốc nhỏ học tỷ người đừng làm rộn người nhìn nàng đều nhanh chết rồi cứu người trước được không ta sát sát mồ hôi lạnh trên chán cái này đều tính là gì sự tình nghe thấy ta không từ hoàng phủ uyển nhi thế mà đem bình thuốc một lần nữa thả lại trong túi sau đó huyết sáo nói, không gọi dẹp đi, vậy ta có thể đi nha. Nhìn xem thoi thóp quỷ lê, ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng gọi một tiếng lão bà. Hoàng Phủ Uyển Nhi giống như vẫn là không hài lòng lắm, nàng mân mê miệng nhỏ khinh bỉ nói, ngươi là muốn cho ta đưa tiến vẫn là sao, kêu thống khổ như vậy, như thế thê lương. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là cứng rắn gạt ra một cái làm người buồn nôn biểu lộ, sau đó ngọt ngào gọi một câu, lão bà, nhanh cho ta thuốc giải đi, ngoan, đừng làm rộn. Cái này còn tạm được, Hoàng Phủ Uyển Nhi đem giải dược ném cho ta, sau đó muốn về trong tay của ta ngân bọc sắt rời đi. Hoàng Phủ Uyển Nhi sau khi đi, ta vội vàng đem giải dược cho quỷ lê, để nàng tranh thủ thời gian ăn vào, cũng nói lão tử vì ngươi xem như cúc cung tận tụy, về sau nhưng không cho lại tìm ta gây phiền phức, còn có, về sau ta trực nhật quét rác lau bảng cái gì, ngươi phải thay ta làm, lấy làm báo đáp. Quỷ lê nuốt vào giải dược về sau, sắc mặt vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sắc mặt càng thêm trắng rồi, trên thân cũng không có một chút khí lực, ta có chút kỳ quái, chẳng lẽ đó cũng không phải giải dược. Không có khả năng, Hoàng Phủ Uyển Nhi không có khả năng gạt ta. Đúng vào lúc này, quỷ lê đột nhiên hư nhược nói, vừa rồi ta trúng độc là giải, nhưng độc rắn còn không có giải. Đúng Nga, vừa rồi quên hỏi Hoàng Phủ Uyển Nhi muốn độc rắn giải dược, vậy làm sao bây giờ? ta đột nhiên nhớ tới tivi trong tiểu thuyết tình tiết, chẳng lẽ muốn ta đem độc hút ra tới đi. Người đi đi, không cần khó xử, chúng ta vốn chính là cửu nhân, không cần người đáng thương ta. Quỷ lê nhưng ta một bộ trái phải dáng vẻ đắn đo, đối ta thản nhiên nói. Nói thật, ta lúc đầu cũng không nghĩ cho nàng hút, liền cõng nàng xuống dưới sau đó gọi xe cứu thương tới được rồi, nhưng nọc rắn này giống như rất mạnh, hiện tại quỷ lê bờ môi đều đã phát tím, nếu như lại chậm một chút, độc rắn công tâm, Đoán chừng người liền ở ra rắm, còn nơi nào chờ đến xe cứu thương. Ngoá, nếu không phải xem ở tỷ ngươi phân thượng, lão tử mới mặc kệ ngươi. Ta vừa mới bắt đầu sốc lên nàng ống quần thời điểm, nàng liều mạng dẫy dụa lấy, la hét lấy gọi ta lăn, không cho phép đụng nàng, còn mắng ta xú nam nhân, Vương Bát Đản, nhưng nghe đến ta biết nàng tỷ về sau, nàng liền không dẫy dụa, chỉ là có chút nhăn nhăn nhỏ nhỏ, ta thừa cơ miệng trực tiếp xe tới miệng ghé vào bắp chân của nàng bên trên, sau đó từng ngụm đem độc rắn cho hút ra tới. Hút lúc đi ra, quỷ lê không biết làm sao vậy, thế mà phát ra từng cái quái thanh, ta gọi nàng ngậm miệng, đừng ảnh hưởng ta, phiền chết. Về sau nàng đành phải cắn chặt bờ môi không nói lời nào. Vốn là bị rắn cắn xong nháy mắt đem độc hút ra đến tốt nhất, nhưng bây giờ đã qua một hồi, có chút độc rắn đã khuếch tán đến trong máu, ta chỉ có thể hút ra cái bảy thành, nhưng dạng này cũng đủ, đến lúc đó đem nàng cõng xuống núi, lại đưa đi bệnh viện nên vấn đề không lớn. Ngươi nói cái gì, ngươi biết tỷ ta, quỷ lê nuốt một ngụm nước bọt, mà thế mà đỏ đến có chút nóng lên, không biết là bởi vì xấu hổ còn là nguyên nhân gì, chẳng qua cái này cũng nói rõ trên người nàng độc rắn đã giảm bớt rất nhiều. Đúng, quỷ nương nha, mặc dù không phải rất quen, nhưng cũng coi như bằng hữu loại kia đi. Ta phun ra một búng máu, sau đó lau miệng, nọc rắn này thật là mạnh, liền môi của ta hiện tại cũng có chút nóng nóng, còn cảm giác có chút sưng, không biết có hay không biến thành lạp xưởng miệng, liền ta toàn bộ miệng đều tê dại. Vừa nhắc tới quỷ nương nàng giống như có chút hưng phấn, một mực hỏi ta là tại sao biết nàng tỷ, còn nói nàng tỷ đã chết mấy năm, nàng rất muốn quỷ nương, nàng liền một người tỷ tỷ như vậy, không nghĩ tới cứ như vậy bị nam nhân hại chết, nói xong đột nhiên chừng ta liếc mắt, giống như lại nghĩ tới ta là nam nhân đồng dạng, còn mau đem ống quần buông xuống, lo lắng ta ăn nàng đậu hũ, chiếm nàng tiện nghi. Ta cũng lười lại cùng với nàng so đo, ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên đưa nàng đi bệnh viện, không riêng nàng, hiện tại liền miệng của ta cũng phải trừ độc. Nhưng nàng lại không chịu đi, liền như thế lại ngồi dưới đất, một bộ khó xử biểu lộ. Ta nói cô nãi nãi lại thế nào rồi, ta bất kể hiềm khích lúc trước, giải dược giúp người cầm, độc rắn giúp người hút, hiện tại còn không chịu đi, muốn lưu ở trên núi qua đêm vậy ta có thể đi rồi. Nữ nhân này cũng thật là kỳ quái, nàng cũng không giữ lại ta, nói ngươi đi thôi, nàng cũng không có cầm dây thừng của ta. Ta lắc đầu, còn không có gặp qua như thế chết bướng bỉnh nữ nhân, chẳng qua ta nhìn nàng sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nếu như đưa nàng vứt bỏ ở đây, ta sợ ngày mai nàng thi thể đều bốc mùi. Ta nói cô nãi nãi, ngươi đến cùng muốn thế nào, sau này hãy nói, coi như ta van cầu ngươi, nếu ngươi không đi miệng ta đoán chừng đều muốn nát hiện tại bờ môi càng ngày càng cay, miệng càng ngày càng nha, nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Quỷ lê sắc mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi, mà lại giống như rất khó vì tình, ta nói ngươi đến cùng thế nào, nhăn nhăn nhó nhó, là rút gân vẫn là nổi điên. Quỷ lê trợn mắt nhìn ta một cái, nói ngươi mới nổi điên, sau đó ngượng ngùng chỉ chỉ cái mông, ta lúc này mới nhớ tới, vừa rồi kia rắn cũng cắn nàng vị trí kia. Cái này nhưng phiền phức, ở vị trí kia, ta thế nào đem độc hút ra đến. Nếu không, ta lời còn chưa nói hết, quỷ lê liền cự tuyệt, còn gọi ta xú nam nhân, nghĩ cùng đừng nghĩ, hừ. Ta nói không hút dẹp đi, làm cho thật giống như ta còn vui lòng hút đồng dạng, chỉ có điều đây chính là độc rắn, không phải cảm mạo, tại chế nãi nữa, độc rắn khuếch tán, ta sợ đến lúc đó ngươi nguyên cái mông đều muốn mục nát, chính ngươi là bác sĩ, cái này chính ngươi rõ ràng nhất. Quỷ lê sau khi nghe, dần dần rơi vào trầm tư, biểu lộ có chút khó khăn, lông mày càng là nhăn thành bát tự. Qua đại khái nửa phút, nàng mới đỏ mặt đóng chặt lại mắt, một bộ đi chiến trường thấy chết không sờn dáng vẻ, gọi ta muốn hút tranh thủ thời gian hút, nàng chỉ cấp ta một phút đồng hồ, nếu như một phút đồng hồ sau còn không giải quyết được, nàng liền đào trong mắt của ta tử. Cát, còn đào mắt của ta, liền cái này một bộ bộ dáng yếu ớt, ta một đầu ngón tay là có thể đem nàng cho quật ngã. Ta cũng lười cùng với nàng tranh chấp, đối với loại này lại thần kinh lại phiền phức nữ nhân, vẫn là nói ít vài ba câu vi diệu, ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian xuống núi bệnh viện không phải ta đầu lưỡi này liền phế. Quỷ Lê nhắm mắt lại về sau, ta liền đi trừ quần của nàng, nàng mặc chính là bó sát người màu đen quần jean, muốn trừ bỏ vẫn là thật phiền toái, trọng yếu nhất chính là nàng bản thân trong lòng liền có chút kháng cự, ta tay còn không có đụng phải nàng liền uốn éo người, để ta có chút buồn bực, ta đây làm sao trừ quần cuối cùng bây giờ không có biện pháp đành phải tới cứng trực tiếp một cái tay đè lại phần eo của nàng một cái tay khác khứ trừ vì không phức tạp ta không lo được nàng la lên trực tiếp một mạch mà thành nếu như bị người nhìn thấy còn tưởng rằng ta muốn khi dễ nàng đoán chừng muốn bị xoay đưa đến cục cảnh sát bên trong đi may mắn cái này phía sau núi ban đêm gần như không ai dám tới nói thật đây là ta lần thứ nhất trông thấy nữ sinh vị trí trọng yếu như vậy hơn nữa còn nằm sấp gần như vậy trừ cái mông còn có rất nhiều thứ đều có thể có chút thấy rõ, cái này khiến ta có chút ngượng ngùng, vô ý thức liền hai mắt nhắm nghiền. Quỷ lê nhìn ta thật lâu bất động, còn tưởng rằng ta đang trộm nhìn, đối ta chửi ầm lên lên, dọa đến ta tranh thủ thời gian miệng lớn đem độc rắn cho hút ra tới, sau đó xoay người qua đi, đợi nàng một lần nữa đem quần nâng lên về sau, ta lại quay đầu. Hừ, số nam nhân, nói, ngươi vừa rồi đều thấy cái gì rồi. Quỷ lê hiện tại sắc mặt đã khôi phục bảy tám phần, Bây giờ nói chuyện cũng hữu lực, nếu như đưa y kịp thời, hẳn là cơ bản không có cái gì trở ngại. Ta nói nên nhìn thấy đều trông thấy, không nên nhìn thấy cũng trông thấy, tranh thủ thời gian xuống núi đi, ta mặc kệ ngươi, sau đó liền đem nàng lắc tại phía sau, phối hợp hướng xuống đường núi đi đến, dù sao nàng hiện tại độc rắn đã giảm nhẹ đi nhiều, hẳn là có thể một mình xuống núi. Nhưng ta còn chưa đi ra mấy bước, đột nhiên liền nghe được phía sau truyền đến ai nha thanh âm, giống như quỷ lê ngã sắp xuống ta thở dài, không có cách, chỉ có thể lại trở về dìu nàng đi. Cô nãi nãi, người lại thế nào rồi, ta đều có chút không kiên nhẫn, thật muốn đem nàng từ núi này bên trên ném xuống. Ta, ta mới vừa rồi bị rắn cắn cái chân kia đau quá, vừa đi liền đau đến đổ mồ hôi. Quỷ lê nói, ta lại thở dài, nói coi như ta không may, ta có người đi xuống đi, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, về sau ta quét xác lau bảng sống người phải toàn bao. Quỷ lê lần này giống như không còn kháng cự, ta ngồi xổm xuống sau nàng liền leo đến trên lưng của ta, chỉ là ta lập tức a à một tiếng, bởi vì cảm thấy có hai cái cùm kẹo đường đồng dạng đồ vật đứng vững phía sau lưng của ta. Làm sao rồi, quỷ lê khẩn trương hỏi. Không có gì, chính là cảm giác người có chút nặng. Ta cười hắc hắc nói, không dám đem lời nói thực ra ra tới. Muốn chết, lại dám nói ta nặng, có phải là đau khổ không ăn đủ, quỷ lê vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng của ta, đối ta mắng. Là người đau khổ không ăn đủ, không nhìn thấy sau lưng ta có người làm chỗ dựa sao. Lần sau liền có thể không phải cắn ngươi cái mông đơn giản như vậy. Hừ, người còn nói, người cùng con rắn kia đồng dạng, không phải nghiêm chỉnh đồ vật. Ta không đứng đắn, người có phải hay không quên hiện tại ai ở lưng ngươi. Sau khi nói xong ta còn cố ý điên một chút, dọa đến quỷ lê rít lên một tiếng người chán ghét chết rồi mau buông ta xuống quỷ lê mặc dù lời nói nói như vậy nhưng là không có chút nào muốn đi xuống ý tứ ngược lại đầu ghé vào trên lưng của ta ta cũng lười lại cùng với nàng đấu võ mồm nhanh xuống núi thời điểm gọi cái xe cứu thương hạ đến chân núi sau xe cứu thương cũng vừa tốt đến ta cùng quỷ lê đều lên xe cứu thương đi đến bệnh viện sau bác sĩ cho miệng của ta chỗ sửa lại một chút liền tốt không tê giải cũng không đau người nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều mà quỷ lê thì tại bệnh viện sâu một đêm châm, nàng mới đầu là không muốn tới, cũng không muốn ở lại trong bệnh viện, nàng nói quỷ nhà người làm sao có thể đi vào bệnh viện, nàng chính mình là bác sĩ, về nhà tùy tiện tìm người nhìn xem liền không sao. Ta nói có thể chữa người không thể từ y, người vẫn là đừng dày vò, đã đến bệnh viện, liền ngoan ngoãn đem độc rắn thanh lại đi, miễn cho về sau lưu lại mầm bệnh gì, Hoàng Phủ Uyển Nhi đầu kia cũng không phải cái gì độc xà bình thường sáng ngày thứ hai ta đi đến phòng học thời điểm, quỷ lê đã ngồi tại trên chỗ ngồi, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng có chút tiểu tụy, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vành mắt cũng cùng gấu trúc giống như. Ta nói người sâu một đêm châm, vẫn là đi về nghỉ được rồi, dáng chống đỡ lấy đối thân thể không tốt, cái này khóa rơi xuống mấy tiết cũng không có việc gì. Quỷ lê lệch không muốn, nói điểm ấy độc rắn nàng còn không để vào mắt, đồng thời đã giải không sai biệt lắm, nàng có thể chống đỡ được. Lời nói được rất vang, Thế nào biết lớp thứ hai liền té xỉu ở trên bàn học, ta vội vàng dìu nàng đi y tế chỗ, đơn giản kiểm tra một chút cũng không lo ngại về sau, chủ nhiệm lớp liền đem nàng trục xuất về nhà, đây chính là điển hình đến chết vẫn sĩ diện. Sau khi tan học, Trương Tiểu Mạn đột nhiên đem ta kéo sang một bên, sau đó khẩn trương nhìn xem bốn phía, ta nói ngươi lén lén lút lút làm gì? Làm cho hai chúng ta giống như có cái gì việc không thể lộ ra ngoài giống như Trương Tiểu Mạn đột nhiên hung hăng giẫm một chút ngón chân của ta, đau đến mắt của ta nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, ta nói ngươi làm gì, có bệnh a? À? Trương Tiểu Mạn nói chuyện ngày hôm qua gọi ta quên, nhưng chớ để ở trong lòng, càng thêm không thể để cho Lâm Tuyết biết. Ta nhếch miệng, nói căn bản liền không có ghi tội, làm sao có thể để ở trong lòng, cái này sự tình ta sớm quên, coi như chưa từng xảy ra, hôm qua chính là cái ngoài ý muốn. Trương Tiểu Mạn sau khi nghe, thở dài sau đó liền nói cái gì cùng Lâm Tuyết khuê mật tình, không thể cùng ta có quan hệ gì, sẽ để cho người hiểu lầm chờ một chút, dù sao càng nói càng loạn, ta cũng không biết nàng nghĩ biểu đạt cái gì, một người lại nhảy, cuối cùng ta thực sự nhịn không được, liền hỏi nàng đến cùng muốn nói cái gì, có chuyện mời nói thẳng. Trương Tiểu Mạn thần sắc đột nhiên có chút tối nhạt, nàng cúi đầu nói một câu, ta có bạn trai, trong lòng ta lạc trèo lên một chút, không biết nói cái gì cho phải, qua hồi lâu ta mới làm bộ lạnh nhạt hỏi một câu, "Thật sao?" Trương Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, không nói gì. Ta cao hứng nở nụ cười, sau đó hữu hảo vỗ nhẹ bờ vai của nàng, "Chúc mừng a." À. Trương Tiểu Mạn đột nhiên cũng ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười khổ sở, "Tạ ơn, ai, thật đáng tiếc, về sau không ai khi ngươi cùng Lâm Tuyết bóng đèn, cũng không ai quấy dày nữa ngươi." Ta sờ sờ đầu cười ngây ngô một chút, nói là, "A, không còn có." chúng ta phía sau nói chuyện phiếm có chút lạ không còn giống ngày xưa như thế cãi nhau ầm ý, lẫn nhau hàn huyên vài câu sau liền cáo biệt còn đi chưa được mấy bước ta lại quay đầu hỏi một câu hắn là ai a à? cái kia ban ta biết sao trương tiểu mạn nhẹ gật đầu nói ta biết chính là lớp chúng ta gọi tần phong ta nhíu mày tần phong trong lớp có người này sao làm sao ta giống như một chút cũng nghĩ không ra rồi chẳng lẽ là mới chuyển đến không có khả năng, cái này học kỳ trừ quỷ lê, không có mới chuyển đến học sinh. Buổi chiều đến khi đi học, ta còn cố ý tại trong lớp điều tra một chút, nhìn xem có thể đem Trương Tiểu Mạn đuổi tới tay nam nhân đến cùng như thế nào. Trải qua ta điều tra, trong lớp thật đúng là có một cái gọi là Tần Phong, an vị tại hàng thứ tư cuối cùng vị trí. Khiến ta thất vọng chính là, người này dáng dấp tướng mạo thường thường, mà lại phi thường không có tồn tại cảm, chính là loại kia đứng ở trong đám người ngươi lập tức liền sẽ không chú ý hắn người, hắn tại trong lớp cũng là phi thường khiêm tốn, cơ bản rất ít cùng người nói chuyện, trách không được ta liền hắn người này cũng không biết, thật sự là kỳ cái quái, Trương Tiểu Mạn vì sao lại cùng loại người này cùng một chỗ, người theo đuổi nàng nhiều đến từ nơi này xếp tới trường thành, tùy tiện sách cái ra tới đều so tần phong có đặc điểm. Hẳn là, Trương Tiểu Mạn liền thích loại này người thành thật. Chẳng qua đã Trương Tiểu Mạn lựa chọn hắn, Ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tôn trọng người khác lựa chọn, có lẽ tiểu tử này có chỗ gì hơn người cũng khó nói, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát là chuyện gì xảy ra. Sau khi tan học, bọn người đi hết, Lâm Tuyết chạy tới thật chặt kéo lại cánh tay của ta, nói tiểu Mạn tìm được bạn trai, muốn giới thiệu cho ta. Nàng vừa dứt lời, Trương Tiểu Mạn liền kéo Tần Phong cánh tay tới, bộ dáng người phần thân mật, nàng chỉ chỉ Tần Phong nói, đây là nàng vừa giao bạn trai, sau đó cười cười nói tất cả mọi người là đồng học hẳn là không cần giới thiệu. Lâm Tuyết nói đương nhiên không cần a, à, Tần Phong là mình ban đã sớm nhận biết, chỉ là làm người khiêm tốn lại không thích nói chuyện, cho nên không có như vậy quen thuộc thôi. người tốt Lâm Nguyên, Lâm Tuyết, Tần Phong hướng chúng ta hai lộ ra một cái nụ cười thân thiện, chẳng qua thanh âm của hắn để ta có chút kỳ quái. vừa nói lên Tần Phong người này thời điểm kỳ thật ta chỉ là nhất thời không có nhớ lại bởi vì tiểu tử này thực sự là quá không có tồn tại cảm chẳng qua ta trước kia ngược lại là đã nói với hắn lời nói thanh âm của hắn giống như cùng trước kia không giống cụ thể nơi nào không giống ta cũng nói không rõ bởi vì liên quan tới chuyện của hắn ta thực sự là nhớ kỹ rất mơ hồ luôn cảm giác là lạ nếu như không phải trương tiểu mạn nói lên ta khả năng cả một đời sẽ không biết trong lớp có cái đồng học gọi tần phong cứ việc ta trước kia đã nói với hắn lời nói trong đầu cũng có quan hệ với trí nhớ của hắn chúng ta đi, bye bye. Trương Tiểu Mạn thấy ta không nói thêm gì nữa, liền lôi kéo Tần Phong muốn rời khỏi, đúng vào lúc này, ta nhìn Tần Phong bóng lưng đột nhiên dùng mình một cái, cái bóng lưng này ta tại túc xá gặp qua, còn có cương thi vây thành ngày ấy. Còn nhớ rõ ngày đó tại ký túc xá mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên liền cảm giác có một cỗ thấu xương âm gió thổi vào mặt, tiếp lấy ta liền cảm giác giống như có đồ vật gì tại hướng trên cổ ta góp, ta vội vàng mở mắt ra, liền thấy một cái lén lén lút lút bóng lưng tông cửa sông ra. Lần thứ hai chính là cương thi vây thành ngày ấy, ta ở trường học dưới một cây đại thụ ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm ngoài cửa vây một đám cương thi, nhưng lúc này sau lưng của ta đột nhiên phát ra hai bó kim quang, đám kia cương thi liền dọa đến quay đầu chạy. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái quen thuộc bóng lưng trong đêm tối dần dần biến mất, ta muốn đuổi theo cũng không kịp, đêm hôm đó trường học không có bị cương thi tập kích, đoán chừng chính là cùng cái bóng lưng này có quan hệ hai cái này bóng lưng giống nhau như đúc hẳn là là cùng một người ta cảm thấy nhìn rất quen mắt nhưng liền là nghĩ không ra là ai ngay hôm nay ta lại nhìn thấy cái bóng lưng này hắn chính là tần phong chẳng lẽ hai lần đó đều là tần phong nếu thật là hắn vậy hắn tuyệt đối không phải người bình thường hắn rốt cuộc là ai lâm nguyên ngươi làm sao rồi lâm tuyết nhìn ta đang sững sờ giao ta một chút Ta lắc đầu, nói không có việc gì, chính là cảm giác cái này Tần Phong có điểm lạ, không nghĩ tới Lâm Tuyết cũng đồng ý cái nhìn của ta, nói cái này Tần Phong giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng, nàng đọc sách những năm này, còn chưa từng có không nhớ rõ đồng học, coi như lại không có tồn tại cảm người, nàng cũng biết danh tự, người khác vừa nhắc tới, nàng đều có thể lập tức nhớ tới, nhưng là cái này Tần Phong, nàng lúc ấy cũng là nghĩ cả buổi đều nghĩ không ra lớp học có người này về sau trải qua trương tiểu mạn chỉ dẫn nàng mới biết được, nguyên lai lớp học thật có một cái gọi là tần phong nam hài. Sự tình có gì đó quái lạ, cái này tần phong trên thân tuyệt đối có chuyện, không phải sẽ không như thế khác thường, về sau ta được nhiều chú ý người này, không phải ta sợ trương tiểu mạn cùng hắn sau sẽ xảy ra chuyện. Trương tiểu mạn cùng tần phong rời đi về sau, ta cũng thu thập một chút chuẩn bị trở về cửa hàng, bởi vì ban đêm còn muốn đi cứu mã lâm, lâm tuyết nhìn ta muốn đi có chút không vui, bảo hôm nay thứ sáu, ngày mai liền nghỉ, nàng muốn cùng ta đi dạo phố xem phim. Ta thở dài, nói tiếng xin lỗi, bởi vì ta thực sự là không rảnh, trừ cứu mã lâm, ngốc cô tiền thuốc men cũng đặt ở trên người của ta, ta gần như ngay cả thở công phu đều không có. Lâm Tuyết nói ta gần đây là lạ, còn cùng những nữ nhân khác lui tới mật thiết, hỏi ta có phải là ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Ta đi, chẳng lẽ chuyện của ta đều cho Lâm Tuyết biết rồi. Không có khả năng, nếu như nàng thật biết, tuyệt đối không phải là vẻ mặt như thế cùng ngữ khí, càng thêm không có khả năng lại đến chủ động tìm ta, nàng hẳn là biết một chút ra lông, dù sao quỷ lê cũng là trong lớp, có đôi khi lâm tuyết trông thấy cũng bình thường. Không có cách, vì ổn định lâm tuyết, ta không thể làm gì khác hơn là đem linh xa cùng mã lâm sự tình đều nói cho nàng, cũng nói đêm nay liền phải lên đường, đoạn đường này hung hiểm, có thể hay không trở về còn khó nói, cho nên hẹn hò trước đó buông xuống. Lâm Tuyết lập tức lo lắng hô, người ta cũng muốn đi, mang ta đi nha. Lần này thực sự là quá nguy hiểm, núng nịu cũng vô dụng, ta tại Lâm Tuyết trên chán thân nàng một hơi, sau đó gọi nàng ngoan một điểm, liền trên lưng hai vai bao đi. Đến ban đêm lúc 11 giờ, ta chỉ có một người mang tề ra băng tại Bắc Nhai chờ lấy, lúc 11 giờ rưỡi, đột nhiên ta nhìn thấy ba cái thân ảnh quen thuộc hướng ta đi tới, ta định chử xem xét, phát hiện là Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn, Tần Phong ba người. Dựa vào, ta vỗ một cái chán của mình, hối hận trước đó đem địa chỉ cũng nói cho Lâm Tuyết, không nghĩ tới nàng thực có can đảm tới. Đi, đi, mau trở về, ai bảo các người ba cái đến. Ta vội vàng đem bọn hắn hướng trở về, có biết hay không nguy hiểm cỡ nào sao. Chớ cùng lấy ta, đây không phải là chơi địa phương, sẽ chết. Sẽ không, có người tại, ta không sợ. Lâm Tuyết kéo cánh tay của ta, đem đầu gối ở trên vai của ta, ta lập tức có chút không lời nào để nói, kỳ thật lấy thực lực của ta, đi đến bên kia thật đúng là bảo hộ không được các nàng. Đúng đấy, ngươi không phải thần côn sao, liền hai nữ nhân đều bảo hộ không được, làm cái gì thần côn. Trương Tiểu Mạn hai tay chống nạnh nói. Tần Phong đổ không nói gì, mà là nhìn lên trên trời mặt trăng như có điều suy nghĩ, cao mày giống như đang suy nghĩ gì. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết không hổ là nhiều năm khuê mật, hai người bọn họ hùn vốn một người một câu, đến xong mềm lại mạnh bạo, nhất sướng nhất hợp, đem ta nói đến đầu óc choáng váng, há hốc miệng lại không biết như thế nào phản bác tốt. Cũng được, đã đều đã đến, vậy liền để các nàng đi thôi, nhiều nhất chết thời điểm cùng chết, trên hoàng tuyền lộ cũng tốt có người bạn. Chúng ta bốn người cứ như vậy đứng tại bắc nhai bên trên một mực chờ, đại khái lúc 12 giờ thật có một cỗ màu lam xe hàng trải qua, nhưng không giống lần trước như thế buồng sau xe là mở, chúng ta muốn làm sao nhảy tới trời một lần này không đáng tin cậy a à. nhưng lúc này lái xe lại đột nhiên dừng xe hắn từ cửa sổ xe vươn một tấm cực kỳ khủng bố mặt đối chúng ta hô ai là lâm nguyên trương tiểu mạn cùng lâm tuyết trông thấy lái xe gương mặt kia về sau dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó hai người trốn ở phía sau của ta không ngừng hô hào quỷ nha quỷ nha lái xe mặt xác thực cùng quỷ sai không nhiều cả khuôn mặt không có một chỗ tốt từng khối thịt nhão chồng đến cùng một chỗ ta thậm chí cũng không tìm tới mũi của hắn cùng miệng ở nơi nào, tất cả đều nát thành một khối, thật giống như một đống bùn nhão tùy tiện đính vào trên tường đồng dạng. Ta không phải quỷ, chỉ là mặt của ta bị người dội qua axit, cho nên mới biến thành cái này quỷ dạng. Lái xe nhìn hai nữ dọa đến quá sức, vội vàng giải thích nói. Nghe xong lái xe giải thích về sau, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết mới từ đằng sau chui ra, sau đó vỗ ngực nói hù chết. Lái xe lại lặp lại bắt đầu câu nói kia, hỏi ai là Lâm Nguyên. Ta nâng nhấc tay, nói ta chính là. Lái xe nhíu mày, nói thiếu chủ liền phân phó mang Lâm Nguyên một người, làm sao đột nhiên biến thành bốn cái. Ta nói đây là Lâm thời quyết định, các nàng cứng rắn muốn đi cùng, ta cũng không có cách, dù sao cái này xe cũng ngồi dưới, liền thuận tiện mang lên các nàng đi. Lái xe đột nhiên trịnh trọng việc mà hỏi, người xác định. Hắn hỏi như thế ta đột nhiên có chút khẩn trương, nhớ tới trước đó lần kia Linh xa trải qua, ta đến bây giờ cũng còn có chút lòng còn sợ hãi, nếu quả thật đem Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết dẫn đi, có thể hay không hại các nàng. Xác định, trăm phần trăm xác định, ta đều vẫn không trả lời, hai nữ liền cướp lời nói, đồng thời cấp tốc mở ra buồng sau xe, sau đó chui vào, Tần Phong vẫn là không có nói chuyện, cũng đi theo Trương Tiểu Mạn các nàng lên xe, chẳng qua ta nhưng không có như vậy gấp gáp, mà là đem tay khoác lên ghế lái trên cửa xe, bắt đầu cùng lái xe làm nhảm lên gặm lái xe đại ca, người cái này xe là Linh Sa sao? Đương nhiên là, ta 20 tuổi liền đã mở Linh Sa, đến bây giờ mở 15 năm, cái này xe tải qua thi thể nhiều vô số kể. 15 năm a à, vậy cái này xe chất lượng thật tốt, thế mà có thể mở thời gian dài như vậy. Không phải xe rắn chắc, là cái này Linh Sa A, à, không thể tấp nập đổi, tốt nhất là một mực mở cùng một chiếc, xe mới đưa hàng, dễ dàng gặp ta. Lái xe nói, Linh Sa muốn càng già càng tốt, xe mới đưa hàng dễ dàng xảy ra chuyện lúc trước hắn cũng không phải không đổi qua xe nhưng mỗi một lần đều có thiêu thân không phải xe đến nửa đường xảy ra vấn đề chính là thi thể không cánh mà bay còn có một lần sa hành đến nửa đường đột nhiên chết lửa lúc này đột nhiên hắn buồng sau xe cửa đột nhiên mở ra trên xe kia mấy cỗ thi thể thế mà ở phía sau đồng loạt giúp hắn xe đẩy lái xe còn tại kính chiếu hậu bên trên nhìn thấy kia mấy cỗ thi thể một bên đẩy vừa hướng hắn quỷ dị cười về sau không có mấy ngày Hắn liền lại đổi về chiếc này linh xa, đến cùng cụ thể vì sao lại dạng này, hắn cũng không rõ ràng, dù sao đây là hắn chạy linh xa kinh nghiệm lời tuyên bố, đương nhiên, cái này xe cũ mặc dù nhìn qua cũ, nhưng kỳ thật là bị cải tiến qua, bên trong rất nhiều linh kiện đều đổi. Tài xế này mặc dù mặt trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, nhưng người cũng không tự bế, thậm chí cùng cái lắm lời giống như, khả năng bình thường cũng không ai cùng hắn nói chuyện, thực sự là kìm nén đến hoảng ta lại hỏi hắn, vừa rồi nói thiếu chủ có phải là chỉ trời một. Lái xe nhẹ gật đầu, nói thiên gia với hắn có ân, năm đó hắn vợ trước cùng người khác chạy, còn trộm sạch hắn tiền, hắn đi tìm vợ trước lý luật, không nghĩ tới còn bị nàng đem axit dội trên mặt, dẫn đến cả khuôn mặt đều hủy dung. Lúc ấy quá nghiêm trọng, liền bệnh viện đều gọi cha mẹ của hắn chuẩn bị hậu sự đi, hắn cũng là mạng lớn, khi đó trùng hợp gặp trời một ra ra. Trời một ra ra hai ngón vừa bấm, nói mạng hắn không có đến tuyệt lộ, sau đó phối một điểm kỳ kỳ quái quái thuốc, đem hắn cứu sống, lúc ấy trời một ra ra càng là không lấy một xu, nửa điểm thù lao đều không cần, bảo trụ lái xe tính mạng liền đi. Lái xe mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng mặt lại không gánh nổi, mà lại bởi vì quá mức khủng bố, để sinh hoạt lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì gương mặt này quá dọa người, cho nên công việc không ai dám muốn hắn, liền phụ mẫu đều không muốn cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, mà mà ban đêm nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ còn bị dọa ngất đi qua, hắn sinh hoạt triệt để lâm vào tuyệt vọng. Cam chịu hắn chuẩn bị nhảy lầu lại đời này, nhưng lại bị trời một gia gia cấp cứu. Trời một gia gia nói hắn thiên phú dị bẩm, gương mặt này chính là trời sinh ăn âm cơm liệu, cổ vũ hắn một phen về sau, đem hắn giới thiệu đến hỏa táng chàng công việc, làm một cái linh xa lái xe. Nếu như không phải thiên gia, hắn đoán chừng đã chết rồi, về sau hắn cũng mang ơn, thường xuyên vì thiên gia xuất lực, Hắn vẫn luôn đem trời một ra ra gọi chủ nhân, nói nguyện ý vì thiên gia làm trâu làm ngựa, mà hắn thì gọi thiên một thiếu chủ. Nguyên lai lái xe cùng thiên gia còn có loại này nguồn gốc, tại sao ta cảm giác các ngành các nghề đều có thiên gia người, trách không được liền không có trời một không biết sự tình, thiên gia đánh đến đáy vung phải lớn bao nhiêu. Ta lại hỏi lái xe, lần này linh xa, đến cùng là lái đi nơi nào? Lái xe nhìn trời một chút, nói hắn cũng không biết, trời một phân phó hắn nếu như mặt trăng bị mây đen che khuất một nửa, vậy liền một mực hướng Tây mở là được, không cần phải để ý đến. Người chết chạy hướng Tây, ta minh bạch trời một ý tứ, nhưng cái này mây đen che một nửa mặt trăng là có ý gì? Vậy nếu như mặt trăng không có che khuất một nửa, có phải là liền đi không được? Ngay tại lúc này, đột nhiên thiên không một đóa mây đen giống như bị người khống chế đồng dạng, chậm rãi trôi hướng mặt trăng, khi nó che khuất một nửa mặt trăng thời điểm, mây liền bất động. Tiểu tử, mau lên xe canh giờ đến lái xe đánh lấy lửa xe phát ra ầm ầm thanh âm cái này mây thật tà môn ta lẩm bẩm một câu về sau nhảy lên buồng sau xe vì trong xe tia sáng sáng tỏ một điểm ta cũng không dám đóng cửa trương tiểu mạn cùng lâm tuyết ôm lại với nhau giống như có chút khẩn trương ta nói các ngươi sợ nha hiện tại đi còn kịp các nàng lắc đầu liền cùng nhìn phim ma đồng dạng sợ nhưng lại bỏ không được rời đi sau đó còn hỏi ta cái này linh xa đến cùng lái đi cái kia. Ta nói không biết, đạt được mới có thể biết được, nhưng tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, Mã Lâm thật sự là ăn no không có chuyện làm, chạy tới loại kia địa phương làm gì. Tần Phong thì mím môi không theo chúng ta nói chuyện, cũng không cùng Trương Tiểu Mạn dính chung một chỗ, hai người nhìn qua cũng không rất giống tình lữ, mà giống kết nhóm, hắn một mực ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, giống như đang suy nghĩ gì. Xe mở đại khái nửa giờ sau, chúng ta đều ngáp một cái không nói lời nào, lái xe bên kia cũng không có tiếng. Ta nhìn một chút ngoài xe đường đã rất lạ lắm, trong lòng lập tức lạc trèo lên một chút. Chúng ta có phải là đã thoát ly dương gian, lại mở đến kỳ quái địa phương đến? Chẳng qua lái xe vẫn không có muốn ngừng ý tứ, xe vẫn như cũng không nhanh không chậm mở ra. Trời nói chuyện, loại địa phương này linh xa không thể ngừng, không phải muốn xảy ra chuyện. Nếu như không tìm được mã lâm, chúng ta tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn hướng phía trước mở. Tần Phong nhìn chúng ta đã nhàm chán lại khốn, thế mà đưa ra muốn cho ta nhóm kể chuyện xưa, trước đó hắn vẫn luôn cùng câm niếc đồng dạng, nghe được hắn đột nhiên muốn kể chuyện xưa, chúng ta đương nhiên vui lòng đến thực điểm. Tần Phong nói, tại cổ đại cũng là có linh xa, nhưng cổ đại không phải ô tô, mà là xe ngựa, kéo đi địa phương cũng không phải hỏa táng chàng, mà là nghĩa trang, tại cổ đại là rất ít đốt cháy thi thể, trừ phi trên thân có lây nhiễm bệnh, bởi vì thời điểm đó mọi người cảm thấy nếu như thi thể hỏa táng quỷ hồn liền phải hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Khi đó cản thi nhân nhiều, giá cả cũng không tính quá đắt, cho nên cổ đại linh xa vẫn là rất ít, nhưng cũng có, mà lại chuyên kéo quan lại quyền quý, người nghèo là thuê không dậy nổi. Cố sự này nhân vật chính cũng họ Tần, tên gọi Tần Minh, ra ra hắn từ đời đó liền bắt đầu kéo linh xa, trong nhà giàu có, nuôi có mười mấy thất ngựa, lớn xe ngựa có sáu chiếc, một cỗ người sống ngồi, cái khác năm chiếc đều là cho người chết ngồi. Có một lần Tần Minh tiếp đơn sinh ý, là cái thương nhân, bởi vì tại dị địa chết bệnh, cho nên muốn Tần Minh đi đem thi thể kéo về nhà. Tần Minh thu tiền đặt cọc về sau, liền suốt đêm chạy tới địa điểm, giữa trưa ngày thứ hai đến, thi thể dùng một tấm chiếu vòng quanh bày ra trong phòng, điếm tiểu nhị nói đã chết năm ngày, nếu như là phổ thông người nghèo, lão bản sớm đã đem thi thể cho ném, thương nhân bao phục tiền bị lão bản cầm một nửa, cho nên mới không dám vứt xác. Tần Minh hỏi còn có một nửa đâu? điếm tiểu nhị nói bị tùy tùng phân, sau đó người cũng tán, liền lưu lại thương nhân thi thể ở đây. Tần Minh lắc đầu, thở dài nói, thật sự là tình người ấm lạnh a. À. Tần Minh cùng điếm tiểu nhị hợp tay đem thương nhân thi thể mang lên xe, nhưng lúc này Tần Minh cảm giác được có điểm gì là lạ, hỏi điếm tiểu nhị cái này thương nhân thật chết 5 ngày. Điếm tiểu nhị nói tuyệt đối có bao nhiêu không ít, nếu như tính luôn lời ngày hôm nay, liền 5 ngày nữa. Tần Minh ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói cái này ngày nắng to, thi thể chết 5 ngày, thế mà không có chút nào thối, có gì đó quái lạ. Chờ điếm tiểu nhị rời đi về sau, tần minh sốc lên chiếu, lập tức đem hắn giật nảy mình, thi thể này không có chút nào xấu, trừ mặt không có chút máu bên ngoài, cùng người sống không khác, liền thi ban đều không có. Chẳng lẽ là còn chưa có chết? Tần Minh sờ sờ thi thể trái tim cùng hơi thở về sau, xác định đã không có nhịp tim cùng hô hấp, đây cũng là thật chết rồi, nhưng vì cái gì người chết sẽ là bộ dáng như vậy tần minh thực sự không thể nào hiểu được hắn kéo linh xa cũng có thời gian mấy năm cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế việc lạ nhưng mặc dù kỳ quái tần minh cũng phải đúng hạn đem thi thể đưa trở về hắn nhìn thời gian đã không còn sớm sắp xếp cẩn thận thi thể về sau liền vội vàng lên xe ngựa huy động roi xua đuổi lấy con ngựa nhưng lúc này con ngựa lại hí dài một tiếng vô luận tần minh làm sao quất nó đều không làm nên chuyện gì hai con ngựa đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngựa đầu vung qua vung lại, giống như có chút sợ hãi. Tần Minh kỳ quái đến cực điểm, mình nuôi hai con ngựa nhi từ trước đến nay nhu thuận, hôm nay là đụng cái gì ta, thế mà đuổi bất động. Còn có, con ngựa nếu như nhìn qua có chút sợ hãi, vậy nhất định là chấn kinh, ngựa chấn kinh sẽ điên cuồng chạy loạn, nghĩ kéo đều kéo không ngừng, nhưng cái này hai con ngựa sợ hãi lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là trong xe ngựa thi thể có vấn đề gì? Nghĩ tới đây, Tần Minh lại quay đầu đem thi thể chuyển xuống dưới, lúc này hắn dắt mấy lần con ngựa, phát hiện bọn chúng lại chịu đi, quả nhiên là thi thể này có vấn đề. Nhất Định Kim đều thu, coi như hắn kéo chính là cương thi, vậy cũng phải cho người ta kéo trở về a, nhưng con ngựa sợ thi thể này không chịu chạy làm thế nào? Tần Minh suy đi nghĩ lại nửa ngày, lại chạy về trong tiệm cầm mấy chương chiếu đem thi thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Dù sao cái này quái thi thể sẽ không hư thối cũng sẽ không bốc mùi, ngày nắng to cũng không sợ. Tần Minh đem thi thể gói kỹ lưỡng về sau, lại chuyển lên xe ngựa, lần này con ngựa mặc dù vẫn có chút sợ, nhưng đã chịu chạy, chỉ là đi rất chậm, ánh mắt bên trong còn giống như là mang một tia sợ hãi. Bởi vì con ngựa chạy quá chậm, đến vào đêm Tần Minh cũng không có đuổi tới hạ một cái khách sạn, càng xui xẻo là, đi tới nửa đêm thời điểm, thế mà hạ lên mưa to. Khi đó cổ đại đường nhưng không theo chúng ta hiện đại đồng dạng, khắp nơi đều là đường xi măng, cổ đại một chút mưa, đường liền sẽ trở nên lầy lội không chịu nổi, còn trượt, to to nhỏ nhỏ hố nước nhiều vô số kể. Tần Minh mắt thấy kế tiếp khách sạn ngay tại đằng trước, cũng không nghĩ dừng lại, mà là ra roi thúc ngựa, chờ đuổi tới khách sạn về sau, chẳng những có thể lấy thông thông khoai khoai tắm rửa, đổi thân quần áo khô, còn có thể uống chén canh gừng khu khu lạnh. Nhưng lại tại cái này mấu chốt phân thượng, xe ngựa xảy ra vấn đề bánh xe lâm vào vũng bùn bên trong hai con ngựa liều tiến toàn lực đều không thể kéo lên mưa càng rơi xuống càng lớn lôi tiếng niếc tai nhức óc chung quanh vũng bùn đều nhanh biến thành đầm nước hai con ngựa cũng đã không sai biệt lắm mệt bở hơi tai muốn từ cái này vũng bùn bên trong ra tới hy vọng xa vời không có cách tần minh chỉ có xuống xe mình đẩy hắn săn ống tay áo sau đó chậm rãi từng bước dẫm lên vũng bùn vây quanh xe ngựa đằng sau tiếp lấy sử xuất khí lực cả người đẩy xe ngựa cái mông. Có thể là cái này vũng bùn quá sâu quá trơn, tăng thêm xe ngựa lại nặng, một mình hắn đẩy nửa ngày vẫn không thể nào đẩy lên, mỗi lần kém một chút bánh xe lại cút về. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đôi tay đặt ở trên xe ngựa, tần minh tưởng rằng cái nào qua đường người đến giúp đỡ, trong lòng vui mừng, vô ý thức một giọng nói tạ ơn về sau, hai người đồng loạt xuất lực, chỉ nghe thấy con ngựa gào rít một tiếng, xe rốt cục bị kéo đi lên. Tần Minh cao hứng xoa xoa trên mặt nước mưa, quay đầu muốn lần nữa nói lời cảm tạ, nhưng đầu vừa mới chuyển qua nụ cười trên mặt liền cứng đờ, giúp hắn xe đẩy không phải người, rõ ràng là là hắn trên xe ngựa thi thể. Thi thể trông thấy Tần Minh, thế mà cũng cười cười, nhưng bởi vì nước mưa cọ rửa, thi thể sắc mặt càng thêm tái nhợt, một luồng sấm sét xẹt qua, đem hắn tấm kia mặt chết chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Tần Minh ra ra đã từng nói, thi thể nếu như cùng người sống như thế đứng lên, tay chân nhào bột mì bộ đều cứng đờ, đi trên đường nhún nhảy một cái, hoặc là một bước một bước, kia không thể nghi ngờ là thi biến. Thi thể nếu như thi biến, ngươi không phải đối thủ của hắn, vậy ngươi liền nhanh chân chạy, hắn là đuổi không kịp người sống, nếu như ngươi có nắm chắc chế phục hắn, vậy liền dùng dây thường đem hắn vây khốn, ngày thứ hai kéo ra ngoài nhìn một chút ánh sáng, không bao lâu hắn liền chỗ này. Không cần sợ là cương thi, cương thi dưới tình huống bình thường không có mấy năm là hình thành không được, nhưng còn có một loại tình huống, người phát hiện liền chạy, đầu đều không cần hồi, chạy qua là hạnh, không chạy nổi là mệnh. Đó chính là người chết cùng người sống không khác, tay chân nhào bột mì bộ biểu lộ đều không cứng đờ, sẽ còn đối người cười, loại này trên cơ bản ngươi không nên nghĩ quá nhiều, chạy. Liều mạng chạy, tần minh trước mắt thi thể rõ ràng là cái sau, chẳng những sẽ xe đẩy, sẽ còn cười, tay chân cùng mặt nhìn không có chút nào cứng đờ, nhìn cùng người sống không khác. Tần Minh nhớ lại lời của Gia Gia về sau, dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước, không nghĩ tới chân trượt đi, trực tiếp ngã vào vũng bùn bên trong, miệng bên trong tiến mấy ngụm mặn mặn nước bùn sau mới lật lên thân đến, sau đó vội vàng chạy về trên xe ngựa, cưỡi xe ngựa chạy như bay, nơi nào còn có không quản thi thể, nhiều nhất cả gốc lẫn lãi gấp 10 hoàn trả cho người thuê chính là mạng nhỏ trọng yếu. Mặc dù Gia Gia căn dặn Tần Minh tuyệt đối không được quay đầu, nhưng ra ngoài hiếu kỳ, hắn vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện thi thể đang đứng tại phía sau của hắn cùng hắn phất tay giống như đang cáo biệt tần minh dọa đến dùng mình một cái cũng không dám lại quay đầu cưỡi xe ngựa tiếp tục đi tới không nghĩ tới tiếp một bộ tà môn như vậy thi thể thật sự là không may qua không bao lâu tần minh liền đến đến khách sạn bên trong may mắn là cái này gió táp mưa xa lôi điện ban đêm trong tiệm thế mà cũng không đóng cửa tiết kiệm tần minh kêu to công phu xuống xe ngựa về sau tần minh trực tiếp đi vào trong tiệp một cái mặt không biểu tình điếm tiểu nhị cầm ngọn dầu hỏa đèn đi ra điếm tiểu nhị này sắc mặt trắng bệch hai cái mắt quầng thâm cực nặng trông thấy tần minh sao lộ ra một hơi răng vàng khè cười hắc hắc khách quan mấy vị ở trọ vẫn là ăn cơm tần minh nhìn một chút chung quanh oán trách nói nơi này còn có thể có mấy vị liền hắn tự mình một người cửa hàng cũng ở cơm cũng ăn cho hắn mở bên trên căn phòng tốt lại đem con ngựa vòng tốt sau đó tới mấy cái thịt rượu nóng người tử. Vừa rồi kinh hãi tăng thêm gặp mưa, nếu như không uống một bình rượu nóng, chỉ sợ về sau sẽ lưu lại mầm bệnh, tần minh dù sao cũng là kéo linh xa, lá gan cũng không nhỏ, chuyện mới vừa rồi kia uống vài chén liền sẽ quên mất không còn một mảnh. Điếm tiểu nhị nói một tiếng có ngay, liền lĩnh tần minh lên lầu hai gian phòng, sau đó liền xuống đi vòng ngựa. Nhưng tần minh tiến gian phòng kia về sau, luôn cảm giác là lạ, có một cỗ để người dùng mình hương vị, hắn nhíu mày, tựa như là mùi máu tươi, nhưng hắn tìm tìm, không có phát sinh bất luận cái gì không ổn, gian phòng hết thảy bình thường, cái gì cũng không có. Tần Minh cũng không muốn quá nhiều, có thể là vừa rồi hù đến, đầu óc có chút hỗn loạn, nhìn xem mình cái này một thân bùn, vội vàng thả nước nóng tắm rửa. Nhưng hắn vừa tiến vào thùng tắm, đột nhiên cửa phòng liền bị mở ra, hắn tưởng rằng điếm tiểu nhị, liền hô một tiếng, nhưng người tới không trả lời, Tần Minh Xuyên thấu qua bình phong nhìn thấy một cái nam nhân đi đến, sau đó ngồi tại trên ghế. Tần Minh cảm thấy có điểm gì là lạ, lớn tiếng hô một câu ai. Người kia vẫn không trả lời, chẳng qua chỉ là Xuyên thấu qua bình phong Tần Minh hiện tại quả là thấy không rõ người đến là ai. Chỉ có thể loáng thoáng từ thân hình phán đoán là một cái nam nhân. Tần Minh thực sự là không sống được. Thế là vội vàng chuẩn bị mặc xong quần áo ra ngoài tìm tòi hư thực. Tần Phong nói đến đây thời điểm, đột nhiên ngừng lại, không còn nói đi xuống, chúng ta ba chính nghe được say sưa ngon lành đâu, đột nhiên nói không có liền không, lập tức đều hướng Tần Phong ném đi giết người đều ánh mắt. Trương Tiểu Mạn cái này tính nôn nóng cái kia nhận được, nhẹ nhàng đánh một quyền Tần Phong, nói người dạng này sâu người khẩu vị có ý tứ sao. Mau nói xuống dưới, đến cùng đằng sau thế nào rồi. Tần Phong lắc đầu, nói hắn hiện tại không muốn nói, về sau nghĩ lúc nói lại nói, tức giận đến Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đồng thời trợn trắng mắt, Lâm Tuyết còn nói nàng cuối cùng đã rõ vì cái gì Tần Phong có thể đem Trương Tiểu Mạn đuổi tới tay, tiểu tử này lạt mềm buộc chặt đoán chừng đã luyện đến cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh, nhìn hắn sâu người khẩu vị bản lĩnh liền biết. Trương Tiểu Mạn cũng rất bất đắc dĩ, nói hắn cứ như vậy, chẳng qua cùng với hắn một chỗ còn có nguyên nhân khác, sau đó thần bí cười cười, không có hướng xuống nói tiếp. A, à, người sẽ không phải là nói hắn phương diện nào đó rất mạnh a? À? a à, các ngươi chẳng lẽ đã, ta lộ ra khinh bỉ biểu lộ cùng ánh mắt. Móa, ngươi cái tử thần côn nói cái gì, ta đánh chết ngươi nha. Trương Tiểu Mạn bị ta tức giận đến nghiến răng, đứng lên chính là đối ta một trận đánh đập, một bên đánh còn vừa mắng ta hủy nàng trong sạch, làm cho giống như phạm sai lầm người kia là ta đồng dạng. Đối mặt với Trương Tiểu Mạn như mưa rơi nắm tay nhỏ, ta chỉ có thể chạy chối chết, Lâm Tuyết thì cười ở một bên khuyên can, bất quá nhiều nửa đều là không hiệu quả gì, mà Tần Phong lại giống vừa rồi đồng dạng, ngơ ngác nhìn trên trời mặt trăng. Lúc này hắn đột nhiên nói một câu nói, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn lực chú ý đều đặt ở trên người của ta, cho nên không nghe thấy, nhưng ta loáng thoáng nghe được. Tần Phong nói, kia là hắn lần thứ nhất ngồi linh xa, thật hoài niệm. Ta lúc ấy không rõ hắn câu nói này có ý tứ gì, cho nên cũng không có để ở trong lòng, tăng thêm muốn đối phó Trương Tiểu Mạn cái này đại ma đầu lúc ấy cũng bây giờ không có tâm tư suy nghĩ cái kia, chờ xe bên trong tình huống bình tĩnh về sau, ta cũng đem câu nói này cấp quên. Trương Tiểu Mạn đánh mệt mỏi về sau, liền lại ngồi tại trên xe ngáp một cái, trợn mắt nhìn ta một cái về sau, liền hỏi ta lúc nào đến, ta lắc đầu, nói mình cũng không biết, mà lại nơi này không thể tùy tiện dừng xe, chờ lái xe nói thế nào đi. Trừ Trương Tiểu Mạn, Lâm Tuyết cũng buồn ngủ, chẳng qua nàng lập tức liền uốn tại trong ngực của ta treo lên chợp mắt, đem Trương Tiểu Mạn ao ước hai mắt đều phát sáng, ta nói ngươi không phải cũng có bạn trai chưa? Lão nhìn ta hai làm gì? Trương Tiểu Mạn nói ai cần ngươi lo, đây là công cộng trường hợp, nàng cũng không giống như hai chúng ta đồng dạng vì tiện vung thức ăn cho chó, nàng là một cái thiện lương tiểu tiên nữ. Tần Phong lúc này quay đầu lại đến, nhìn thoáng qua buồn ngủ Trương Tiểu Mạn, đột nhiên liền nhảy xuống xe, đem ta giật mình kêu lên, ra hỏa này điên rồi sao? Hắn đây là muốn chết. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cũng dọa cho phát sợ, hai người đều hét lên, miệng bên trong hô to Tần Phong, các nàng còn tưởng rằng Tần Phong là rơi xuống, bởi vì hắn an vị tại toa xe phía ngoài cùng, nhưng ta vừa rồi thấy rất rõ ràng, Tần Phong rõ ràng chính là mình nhảy xuống xe. Không đúng, hắn không hoàn toàn nhảy đi xuống, ta đột nhiên trông thấy đen nhánh ở ngoài thùng xe mặt còn có một cái tay chộp vào toa xe bên trên, ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Nếu như là hắn rơi xuống, hiện tại đã sớm kêu cứu ta dự định đứng dậy đi đem hắn kéo trở về nhưng quỷ dị chính là ra hỏa này thế mà cùng ếch xanh đồng dạng, thân thể nhảy lên sau đó người liền lên đến đằng sau còn mang một tấm đồ vật ta dùng đèn pin quét qua phát hiện thế mà là một tấm xinh đẹp giường nhỏ nhìn qua vẫn là mới toa xe gia nhập một chương tiểu phía sau giường tự nhiên có chút chen tần phong rất gian nan mới đưa giường nhỏ đẩy lên chương tiểu mạn trước mặt cái giường này ngươi ngủ đi dễ chịu một điểm tần phong đối trương tiểu mạn ôn nhu nói ha ha tạ ơn trương tiểu mạn đối chúng ta làm một cái mặt quỷ sau đó thoải mái dễ chịu nằm đến trên giường một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý nói hiện tại biết nàng vì cái gì lựa chọn tần phong đi đây mới là một chút xíu hắn đối ta tốt về sau các ngươi liền biết ta dựa vào còn có loại này thao tác vốn định tú cái ân ái không nghĩ tới người ta cái này thức ăn cho chó càng lớn trực tiếp liền đem miệng cho nhồi vào chẳng qua cái này tần phong thật sự là thật sinh kỳ quái ta quan sát ở ngoài thùng xe con đường đã hoàn toàn nhìn không thấy đen như mực một mảng lớn đèn pin ra bên ngoài chiếu tia sáng liền như là bị thôn vệ một loại căn bản thấy không rõ bên ngoài đen như mực hoàn cảnh ta dám đoán chắc đây nhất định không phải dương gian nhưng ra hỏa này thế mà nhảy xuống xe còn giúp trương tiểu mạn mang về một cái giường người lại bình yên vô sự lâm tuyết thật không có đố kỵ ngược lại vì trương tiểu mạn cao hứng đồng thời nàng nằm tại trong ngực của ta cực kỳ thỏa mãn, sẽ không bởi vì Trương Tiểu Mạn có giường liền không vui. Nói thật, Lâm Tuyết thật sự là quá tốt, tốt đến ta đều có chút sợ hãi, nếu như ta ngày nào có lỗi với nàng, cái này nợ, ta chỉ sợ thật trả không nổi. Lại lại yên tĩnh một đoạn thời gian, hai nữ đều lâm vào ngủ say, Tần Phong y nguyên không nói lời nào, ngồi tại toa xe phía ngoài cùng nhìn xem mặt trăng, ta nói người cổ không mệt mỏi sao. Một mực dạng này ngửa đầu, Tần Phong đột nhiên hỏi ta, nếu như đổi thành ta tại địa phương khác một mực ngước nhìn địa cầu, ta sẽ mệt không? Ta cười khổ một cái, nói không biết, tuổi tác không lớn, còn không có nghiêm trọng như vậy nỗi nhớ quê, hoặc là ta đến trung niên thời điểm, khả năng cảm nhận được loại cảm giác này, nhưng hắn dùng địa cầu tới làm ví von, sẽ có hay không có điểm qua, ta nhưng chưa từng có muốn đi qua làm phi hành gia. Tần Phong lại trầm mặc, không nói gì thêm, nhìn qua có chút tâm sự nặng nề, ta móc ra điện thoại di động lúc đầu nghĩ gọi điện thoại cho trời một, nhưng một ô tín hiệu đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này xe một mực dạng này mở đi cũng không được biện pháp, ta sợ đến lúc đó không có dầu trở về, nhưng dọc theo con đường này chung quanh đều đen như mực, chẳng những lạ lắm, còn không có thấy một người, mã lâm thật ở đây sao? Ta đem lâm tuyết ôm đến giường nhỏ để nàng cùng trương tiểu mạn chen đến cùng một chỗ, sau đó gõ gõ toa xe, hy vọng có thể cùng lái xe trao đổi một chút. Nhưng lái xe bên kia cũng không có đáp lại, không biết là không nghe thấy còn là chuyện gì xảy ra. Lúc này ta cũng không sợ đánh thức hai nàng, dùng hết toàn lực gõ ba cái, nhưng vẫn là không có đáp lại, Tần Phong đột nhiên nói với ta, không cần lại gõ, lái xe đã sớm không tại. Trong lòng ta giật mình, làm sao có thể, lái xe vì cái gì vô duyên vô cớ không tại rồi? Nếu như lái xe không tại, vậy bây giờ đang lái xe chính là ai, hay là nói Hiện tại cái này xe căn bản liền không ai tại điều khiển. Ta nói làm sao ngươi biết, mà lại ngươi sớm biết, vì cái gì không nói? Lái xe lại là đến cùng vì cái gì không gặp? Tần Phong cười khổ một cái, nói hắn cũng không biết, dù sao hiện tại cái này xe chính là không có lái xe, không tin, ta có thể lật qua nhìn một chút. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết đã từ lâu bị ta đánh thức, nghe thấy cái này xe lái xe đã sớm không gặp về sau, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, cái này xe không ngừng qua lái xe làm sao không gặp rồi chẳng lẽ là nhảy xe nhưng hắn tại sao phải nhảy xe mấy người chúng ta ở đây mù suy nghĩ cũng vô dụng cũng nên có người lật qua nhìn một chút lái xe không có trả lời cũng chỉ có biện pháp này tốc độ xe cũng không nhanh ta miệng cắn đèn pin từ toa xe rất dễ dàng liền lật đến trần xe đến trần xe về sau ta nhìn chung quanh vây bởi vì lần này vị trí cao một điểm cho nên đại khái có thể thấy rõ ràng ta phát hiện tối như mực ven đường tất cả đều là thi cốt, có người cũng có động vật. liếc nhìn lại, bạch cốt xâm xâm, để người không rét mà run. cái này đến cùng là cái địa phương nào? dương gian, âm phủ, hoặc là đều không phải, chính là một cái bị lãng quên thế giới. đúng vào lúc này, ta đột nhiên trông thấy một bóng người ghé vào thi cốt chồng bên trong, ta vội vàng giơ tay lên đèn pin hướng hắn chiếu đi, nhìn ngay lập tức đến một tấm để ta ký ức khắc sâu mặt. mặt mũi này thịt nhão như bùn xấu xí không chịu nổi, tại đen như mực trong buổi tối nhìn có thể khiến người ta trong lòng run sợ, như thế dọa người một gương mặt, tự nhiên là lái xe. Lái xe ghé vào thi cốt chồng bên trong, trong tay nâng một cái đầu lâu, liền cùng ăn dưa hấu đồng dạng đắc ý gặp, ta nhìn kém chút không có phun ra, đầu người xương đều ăn, ra hỏa này điên rồi đi. Lái xe, ngươi làm gì, mau lên đây, cái này xe muốn đi qua. Ta đối lái xe hô to. Nhưng lái xe lại thở ơ, hai bên khóe miệng chảy nước bọt, đối ta khờ cười hai tiếng về sau, tiếp tục gặm đầu người xương, may mắn xe mở phi thường chậm phi thường chậm, bằng không, lập tức liền thoảng qua đi, dạng này ta còn có thể có thời gian nhảy xuống xe đem hắn kéo trở về. Mặc dù ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu lái xe vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này, nhưng năm người đến liền năm người hồi, ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống bất cứ người nào.